Xuống kia gõ mày. Mày xuống đi trước cửa kia. Xin chào. À, chào nè. Hôm nay ta nói về tại sao Pháp lại biểu tình mà lại mang cờ búa liềm, mới mang cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Người dân Pháp lại bảo là muốn coi như là có một chính phủ như chính phủ ở Việt Nam. Rồi. Người dân Pháp hôm nay biểu tình. À, vừa rồi biểu tình là coi như là mang lá cờ Việt Nam và chào mọi người. Các nhân dân Pháp thì bảo là đấy, nhân dân Pháp bảo chúng tôi muốn có một chính phủ như chính phủ Việt Nam. Đấy. Không hiểu là sao ấy. Pháp bây giờ ở một nước coi như tự do dân chủ, một nước coi như phát triển như thế bây giờ này muốn sống như ở Việt Nam. Người dân Pháp là sang Việt Nam. Người dân Pháp là sang Việt Nam là du lịch rất nhiều. Đấy. Ai lên thì ok, là ai muốn lên ok là à thì Mỹ Dung à. Rồi, Phạm Minh Mỹ Dung ok. Xin mời Mỹ Dung này. Ăn thêm Mỹ Dung nhé. Sao lại không có câu trả lời? Mỹ Dung thoát ra vào lại. Mỹ Dung không chứ không có câu trả lời. Rồi, chào anh Trần Trung. Tại sao người dân Pháp lại muốn coi như là muốn có một chính phủ như chính phủ Việt Nam? Trong thời gian 10 năm vừa qua, đất nước Việt Nam phát triển mạnh à. Thế thì đất nước Việt Nam phát triển mạnh, người dân Pháp sang du lịch ở Việt Nam, cảm thấy như là ở dân Việt Nam có sống coi như là thoải mái hơn bên Pháp, cho nên là bây giờ nhân dân Pháp đang đang biểu tình đòi như ở Việt Nam. Đâu rồi, à mời Phạm Minh Mỹ Dung xem nào. Mỹ Dung thoát ra vào lại đi, không có câu trả lời sao nhỉ? Mời sao lại Quân Khúc à? Quân Khúc lên nhá. Rồi là Quân Khúc, mời Quân Khúc xem nào. Mời Quân Khúc. Đài đưa Quân Khúc này, đang thêm Quân Khúc. Mỹ Dung thì không có câu trả lời. Thế thì rồi, à chào Quân Khúc. Mấy mấy hôm Anh vừa rồi thì có siêu nhận anh siêu mấy nói được cái câu mà Pháp mù giống Việt Nam ở đâu? Anh lấy được câu ơi nói đấy ở đâu? ơi rồi ơi, đây là người ta phỏng vấn rõ ràng đây này, người Pháp phỏng vấn ấy. Hôm qua mình xem cái ấy, người ta nói rõ ràng là chúng tôi muốn có một chính phủ như chính phủ Việt Nam đấy, Phỏng vấn ở đâu? Ở đài nào? ở cái YouTube hôm qua thì mình xem rõ ràng mà để dân Pháp nó phát biểu, nó treo YouTube cái thì cờ nó là không, kênh nó truyền treo thông cờ bình búa thường liềm lên, thôi. không phải treo cờ búa liềm lên thì có người ra phỏng vấn, nó tháo cờ Pháp xuống, cái cột cờ nó tháo cờ Pháp xuống và mấy người Pháp người ta treo kéo cái cờ búa liềm lên, thì người ta phỏng vấn thì bảo là chúng tôi muốn có một chính phủ như chính phủ Việt Nam đấy, nói rõ là như thế. Hôm qua mình có xem mà đấy. Thực ra thì cái chủ đề này thì em cũng hồi trước em tranh luận với cái đám Cờ Vàng rồi, nó có hỏi em là cái nước một đảng và nước đa đảng tốt hơn cái gì, thì em cũng trả lời cho nó rõ. Cái vấn đề nó không phải là một đảng hay là đa đảng, mà cái vấn đề mà cái người mà cái bộ máy lãnh đạo của đất nước ấy, Đúng rồi. họ đang lái cái con thuyền của đất nước nó đi theo cái chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu mà được nhân Đúng dân rồi. ủng hộ, đó mới là vấn đề quan trọng, đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. Em như anh thì thôi, đúng không? Ở trong nước Đúng. mình là người dân, mình nhìn thấy cái vấn đề mà đất nước hàng ngày nó đi lên, hàng giờ nó đi lên, đường xá rồi là nhà cửa,
mình thậm chí mình đi ra đường mà một thời gian mà mình không quay lại là khu đấy nó đã khác rồi đúng không, là Đúng mình cảm rồi, nhận đúng không. Thì em tranh luận với cái đám chống cuộc cực đoan ấy, em bảo cái vấn đề nó không phải là ở một đảng hay đa đảng, mà cái vấn đề rồi. là cái bộ máy lãnh đạo họ đang làm tốt hay không Đúng thì sẽ được người dân ủng hộ đấy. Đúng. Thì quay lại cái chủ đề chính là anh nói về nước Pháp, thì mấy ngày hôm nay thì mọi người cũng biết là cái vấn đề ở nước Pháp ấy, thì biểu tình coi như là khắp nước Pháp luôn, và Đúng thậm rồi. chí nó lan Họ rộng, và mang cờ đỏ sao vàng. có thể là coi một số những cái báo ở nước ngoài người ta ví von như nước Pháp như một thời kỳ sau chiến tranh, như cái thời chiến tranh ấy, coi như là đường phố thì ô tô đốt rồi là cửa hàng đập phá. Đúng Thì rồi. cái vấn đề chính là tại sao nó lại xảy ra như vậy Đây nha, em. chúng ê đọc này, chúng tôi muốn có một chính phủ như ở Việt Nam. Đó là câu trả lời bất ngờ của những người giương cao lá cờ Việt Nam trong đoàn người biểu tình tại Pháp. Với mong muốn có một chính phủ thực sự vì dân như ở Việt Nam, người Pháp giương cao lá cờ Việt Nam như một biểu tượng của một lòng quả cảm chống bất công, bóc lột, sự bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Vậy mà không ít kẻ khoác áo mượn danh tự do dân chủ trong nước lại đang lăm le tìm cách để lật đổ chính quyền. Đây là nói như thế đây, đây trong khi đó đây là cái hình ảnh coi như là người ta biểu tình, người ta giơ cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đấy tại Pháp bây giờ đó, thấy chưa? Cái Những cờ cờ đỏ sao vàng với cờ đảng thì mấy hôm em cũng xem rồi, nhưng mà em chưa nghe cuộc phỏng vấn thì em không biết. Nhưng mà như này, em muốn nói về cái tại sao cái nước Pháp mà nó lại đang có cái tình hình như vậy. Cái thứ nhất à. là cái vấn đề của các nước tư bản bây giờ là cái tỷ lệ người giàu và người nghèo nó chênh lệch quá nhiều. Đúng rồi. Mà anh biết là ở bên nước ngoài ấy, thì sống ấy nó chi phí rất là cao từ các cái khoản thuế. Em nói anh biết, nếu mà anh làm ở nước ngoài mà anh làm lương mà không đủ chi phí là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người sống, đời sống của người đó ngay. Ví dụ như Đúng anh rồi. ở Việt Nam đúng không, có thể là anh thu nhập thấp nhưng mà Đúng rồi. anh ở ở ở ở quê, anh có thể trồng lúa, anh có thể nuôi chăn nuôi, anh vẫn 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 đảm bảo được cái nhu cầu thiết yếu đúng không. Nhưng mà ở Đúng rồi, bên đúng bên rồi. bên Pháp thì cái đấy thì hoặc là các nước tư bản thì nó lại không có được. Cho nên Rồi. là cái tỷ lệ chênh lệch của người giàu và người nghèo ở các nước tư bản là nó sẽ xảy ra cái tình trạng như vậy. Và khi mà cái vấn đề mà người người nghèo ấy nó nhiều quá mà người giàu thì ít, thì cái lượng tiền mà các cái vấn đề kinh tế thì người giàu người ta lắm vào, thì người nghèo người ta nhiều quá thì người ta sẽ xảy ra cái tình trạng là phản đối. Nó là rõ ràng thôi. Cái vấn Không, đề đang này biểu tình nó đấy, đang biểu tình chứ không phải nào mà lâu rồi đâu, Michael Jack. cái này thì Đang biểu chính tình, phủ hiện Pháp nay người đang ta biểu tình một đã tuần hết rồi. một tuần nay rồi, và chính phủ Pháp người ta đã thỏa thuận về cái vấn đề là không 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 tăng giá Đúng xăng rồi. nữa. Nhưng mà các cái đoàn người biểu tình mà gọi là những người mặc áo vàng ấy thì họ vẫn chưa Rồi. đồng ý, Đúng bởi vì rồi. cái vấn đề này nó tồn tại ở trong nước Pháp nó lâu rồi. Thì em nói rằng là như này, cái vấn đề mà chênh lệch của người giàu và người nghèo ấy thì nó đẩy lên quá cao, mà người 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 giàu thì lắm nhiều các cái vấn đề kinh tế quá, thì người nghèo người ta đứng lên, rồi là những cái chính sách mà chính phủ người ta đưa ra mà ảnh hưởng trực tiếp đến những người nghèo là họ phản đối, thì nó lại tất nhiên thôi. Mà em nghĩ là cái tình trạng này nó không phải ở nước Pháp đâu, nó sẽ còn lan rộng đến những cái nước tư bản khác. Đó. Mà em nói anh, ngay cả như Việt Nam mình bây giờ là nhà nước người ta đã có những cái phương án mà người ta nghĩ đến là để cái tình trạng mà xảy ra mà người 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 giàu mà chênh lệch giàu nghèo quá ấy, nhà nước mình người ta đã nghĩ đến rồi, Đúng nó sẽ xảy rồi. ra nhiều vấn đề lắm đấy. Đúng rồi, Thì nếu như cái ở vấn Pháp đề bây cốt giờ lõi mà nó biểu là như tình như vậy thế, thôi. ở Pháp biểu tình như thế thì có thể tới đây này kéo dài sang nước Anh rồi nước Đức rồi có khi sang cả Mỹ nữa, người Mỹ này cũng muốn như chính phủ Việt Nam nữa đấy, thì các anh ba que nghĩ sao đấy trên cái này tôi thấy Em rằng nói là anh nghe này, cái đám chống cộng ở bên ngoài nó cứ lên án Việt Nam mình hay như này, nhưng mà bản thân nó, chúng nó ở bên các nước tư bản hay nước Mỹ chẳng hạn, em nói ví dụ như nước Mỹ đúng không, cái gì cũng thuế,
Em nói anh này, cái cỏ anh trồng ở ngoài vỉa hè mà anh không cắt lõng phạt đúng Đúng, không, đúng. rồi là anh làm một cái gì lọ cũng tính thuế, anh ra đường anh mua mua bất kể một cái gì lọ cũng tính thuế vào người dân hết đúng không, Rồi, dạ. rồi chúng nó nói với mình là các cái cơ sở y tế ở bên nước ngoài là tốt đúng ok chuẩn, nhưng mà mọi Đúng. người phải hiểu rằng nhé, cái thuế cái phí mà bảo hiểm ấy của người dân ấy nó đóng rất là cao đúng không, Đúng rồi. nếu mà anh thấy cái trường hợp mà có những người mà đã không đóng bảo hiểm mà còn 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 không được vào bệnh viện, cái trường hợp đấy có rồi, ở bên Mỹ có rồi Dạ. đấy đúng không, Dạ. đóng bảo Đúng hiểm rồi. không có đóng bảo hiểm không không được vào bệnh viện đấy, Ừ. mọi người phải hiểu là như thế. Rồi là mấy cái ông ở bên Mỹ hay là mấy ông ở bên Cali mà thất nghiệp mà như kiểu ở Việt Nam gọi đi đánh giày ấy, Ừ. mình gọi kiểu đấy đánh giày ấy, em nói anh biết làm lương không đủ sống đúng không, Đúng, nhưng mà ở Việt đúng. Nam các ông đánh giày mẹ ngày cứ làm khoảng độ, mình cứ nói dân dã ngày làm khoảng độ chục đôi thoải mái sống rồi đúng không. Đây nó có một cái trường hợp mà ông bán báo ở bên Mỹ đây, ông ấy phát biểu đây, người Việt ấy bán báo bên Mỹ đây, coi như nằm ở không có nhà ở đây. Tôi xem là cái chỗ này tôi đã đi vào đây rồi, không biết là còn ở đây không đây. Của cửa lửa vòng trái đất hay là phố buôn San TV Ờ đấy đấy, quay đó là phỏng vấn cái ông bán báo đây. Rồi mình không để ý này này, không biết à, là thế chỗ à nào. anh ở đây anh Minh Chính Bách đang sống ở bên anh này, anh Bách bảo là ở À. bên bên anh mà sống là đi ỉa hay đi vệ sinh còn phải trả thuế đấy đấy, Đấy nói đấy chung đấy là đấy. mình phải Đấy. phải phải nhìn nhận là các nước tư bản thì chính phủ nó đánh vào thuế rất là mạnh Đúng rồi. thì nó mới có nguồn thu đúng không, Đúng rồi. thực tế ở Việt Nam mình em nói anh ấy, chính phủ nhiều lúc thuế giết nhiều lúc vẫn còn để thoải mái cho dân chứ còn siết thì thôi chắc là chết. Đúng thế, mình thấy là có rất là nhiều cái mà rất là buồn cười. Bên Mỹ họ cho bảo là tự do rồi là thoải sống thoải mái sung sướng, mà sao đưa lên những clip coi như là rất nhiều người hàng ngày cái chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng mà đi trao coi như là đi 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 từ thiện đấy, thế mà cứ hàng người xếp đoàn như đoàn người xếp hàng, thế là mình biết là như vậy là bên Mỹ còn không khác gì Việt Nam, có khi còn hơn Việt Nam. Tôi thấy ở Việt Nam nó còn đỡ hơn. Đấy, Việt Nam nó còn đỡ hơn nhiều về vấn đề coi như làm gì có những người mà xếp hàng ở ngoài đường sống homeless, nó sống cầm cầu. Ở Việt Nam bây giờ còn ai sống cầm cầu đâu, thế nhưng bên Mỹ vẫn còn những người như thế đấy. Em nói anh nghe nhiều lúc các ông người ta cứ bảo là sang Mỹ là sướng đúng không, chưa đi thì chưa biết, đi rồi thì mới biết sướng hay không đúng không, mấy À. ông ở bên đấy mà dạng mà hôm nay thung lũng hay là không có tiền ấy mà ăn tiền trợ cấp ấy, em nói anh biết không mẹ, có dám mẹ ra ngoài quán phở ngồi ăn nghênh ngang như mấy ông đánh giày phải làm không, em hỏi thật đấy, Đúng, đúng thế. em nói thật luôn đúng không đấy, bảo bảo đừng có nói là sướng, sướng ở bên Mỹ nói chung là các thứ thì có thể là nó tốt hơn Việt Nam nhưng mà với điều kiện là với những người có tiền cơ đúng không, Đúng kể cả nước rồi. tư bản đúng không, nó phải đối với À, những người có tiền ở bên Mỹ mà cái người nào mà có công ăn việc làm, có lương cao ấy, thì đóng thuế nhiều ấy, thì cái người đó là có khả năng cuộc sống tốt hơn. Đấy. đúng Còn rồi. nếu mà những người homeless hoặc là những người ăn trợ cấp hoặc có những người đấy như bán báo không có ăn việc làm, tuổi hôm qua cái ông đó là tuổi mới 50 mấy tuổi thôi, không có ăn việc làm, như vậy là một là tháng được trợ cấp có mấy 200 đô, 200 đô thì bán báo thêm nữa thì không biết có đủ sống không đấy, nên như thế. Nhưng mà cái ở bên Mỹ mà thu nhập theo như người ta nói là thu nhập 1.000 đô là không đủ sống đấy, không đủ sống mà Đô sao chỉ cũng có sống được. đấy, mà Việt Nam 1.000 đô là nếu mà nói chỉ có mấy trăm đô là người ta vẫn thoải mái sống rồi, ví dụ thế, chỉ cần 200 đô là người ta đủ sống rồi. Thế nhưng mà bên Đức thì đúng là sự thật, ở bên bên Mỹ thì sự thật là khoảng 1.000 hay là hơn 1.000 đô là không đủ sống đấy, chưa nói tiền thuê nhà. Họ ở bên Mỹ họ phải thuê nhà này, tiền thuê nhà mất bao nhiêu tiền rồi. À, nói như Ngô Kỷ nói thì nguyên mình có cái nhà homeless rồi, mình kéo đến khu đất đó mà mình thuê là mất hơn 1.000 rồi, hơn 1.000 đô đấy. Là đấy là cái chỗ đất mà người ta vẫn cho thuê nhá, mà bị Trung Quốc nó mua thì bây giờ nó đòi 2.000 đô, 2.000 đô một tháng để mà để cái kéo để cái chỗ cái nhà homeless đấy cơ. Thế cuộc sống bên Mỹ thì làm Em nói anh này, sao? mấy cái thằng ba que mấy thằng chống cộng cực đoan ấy
lúc nào nó cứ ca ngợi các nước tư bản và nước đa đảng ấy. Nhưng mà À. bản thân ấy em không biết là nó có biết hay là không biết, nhưng mà chính những cái nước tư bản ấy, em nói anh biết, Đúng. chính phủ ấy nó bóc lột người dân ở cái tiền thuế rất là nhiều. Ở đây có rất nhiều anh chị ở tư bản này, ở nước tư bản sống này, nước đa đảng này, đúng không? Đúng. Chính phủ nó tận thu về cái nguồn thuế mà người dân đến nỗi mà cảm thấy người ta nghẹt thở luôn, đúng Đúng không? rồi, đúng Cái đúng. gì cũng thuế, đúng không? Như anh Mê Chim Bách vừa bảo là đi ỉa cũng phải thuế đây này. Đấy. Đúng. Ừ. Đấy. Thì Dạ. em hỏi anh là mẹ, nếu mà những người có tiền ấy, người ta đóng thuế thì không sao, đúng không? Những Đúng cái rồi. người mà người ta không có tiền thì người ta phải biểu tình thôi, nó là lẽ Đúng. đương nhiên, Đúng đúng không? rồi. Đúng rồi, mà là tiền xăng, giá trị xăng mà bây giờ nhiều nhiều người nghèo, người ta đi mua xe xăng và cao lên như thế, mà bảo cao lên có mấy chục sen hay gì đấy thôi mà ở nó còn biểu tình như thế. Đấy, chứ ở Việt Nam mình thì bây giờ xăng lại đang xuống giá, mấy hôm vừa rồi đang xuống giá. Đấy. Thế thì và chào mọi người, chào tất cả anh em trên loa mọi người. Thế thì bây giờ mình thấy rằng là như vậy là mình nhìn ra cái nước Pháp và Việt Nam. Nước Pháp ngày xưa là một nước văn minh, thời Việt Nam mình còn đang khó khăn nghèo nàn như thế, nước Pháp là một nước văn minh, bây giờ họ tiến triển còn hơn Việt Nam rất là nhiều. Đấy. Thế mà bây giờ là nhiều người dân của họ lại như vậy, thì mình cảm thấy rằng là lý do ra làm sao, mình tìm hiểu lý do làm sao. Nghĩ nghĩ cho cùng ra là người ta phải hiểu về vấn đề đất nước Việt Nam đang như thế nào thì người ta mới hiểu được, người ta mới biểu tình, mà người ta muốn là có một chính phủ như chính phủ ở Việt Nam. Người ta muốn có một người dân, sự cuộc sống của người dân như ở Việt Nam, là chính phủ biết lo cho dân này khác. Đấy, ví dụ thế. Thế thì mọi người thấy rằng là như vậy là mình nhìn thấy rằng là người dân Pháp nếu như mà họ được cuộc sống tự do như các anh Ba Que nói, là họ được sống thoải mái tự do, một chế độ dân chủ như thế, thì làm sao họ phải biểu tình mà lại muốn có một chính phủ như chính phủ của Việt Nam, đúng không? Đấy, mình phải đặt câu hỏi là như thế. À, có một chi tiết nữa mà em muốn nói rằng như thế này, các cái bọn nhất là em nói ví dụ ở đây cái bọn chống cộng cực đoan ấy, nó cứ ca ngợi ở bên Mỹ, nhưng mà có một điều thực tế là chính phủ Mỹ đang chuẩn bị hết tiền để sắp sửa đóng cửa quốc hội, cứ 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 đến cuối năm là chuẩn bị đóng cửa, cứ đóng đóng cửa chính phủ đóng cửa nó hết tiền đấy, nó lạ là như thế. Thế là chính tỏ là mấy ông Ba Que hay mấy ông chống cực đoan ở bên đấy là chỉ quan bám thôi, Đây đúng này, không? Phu Trang này, ở đây Sao có cái Phu ông Trang này mới vào này. là Tôi hỏi Phu Trang tại sao bên Pháp người ta lại biểu tình, người ta mang cờ Búa Liềm, cờ Đảng Búa Liềm ra và cờ Tổ quốc Việt Nam ra, người ta đi biểu tình, và người ta lại coi như là phỏng vấn thì người ta nói là người ta muốn có một chính phủ như chính phủ ở Việt Nam. anh để em trả lời thằng Đấy. Phú Cho này, thằng Phú Cho này, thằng cứu cực đoan này, em trả lời này, mày mày nói rằng là bảo là bò đỏ nói bên Mỹ bóc lột người dân kìa, thì tao hỏi mày nhé, ở bên Mỹ chúng mày ấy, cái gì cũng thuế không? Đúng. Thậm chí chúng mày cỏ chúng mày mọc ở đường mà chúng mày không cắt nó cũng phạt chúng mày, nó đánh thuế không? Hả? Đúng. Đúng không? Chúng mày ở ở nhà chúng mày mua trả góp chúng mày có bị đóng thuế không? Ở đây Này nhà nữa. Việt ở Việt Nam tao nhá, đóng thuế nhà đất rất là rẻ, một năm đóng có đáng bao tiền đâu, đúng không? Đấy. Rồi là nhà thì toàn là nhà ở thổ cư chứ không phải nhà mua ngân hàng. Đấy. Đúng. Thì ai xứng Đây hơn này. ai? Đúng không? À, đúng đúng. Hải Nguyễn đi cắt cỏ bên Mỹ vẫn bị phải đóng thuế. Nhưng ở Việt Nam mình thấy bây giờ đấy, cứ ra ngoài Hải Nguyễn, Phu Choang cứ về Việt Nam xem nào. Nhà ở Việt Nam tôi thì tôi thấy là như thế này. Bản thân tôi là mấy chục năm nay tôi chưa đóng thuế ở cái nhà ở của tôi. Nhưng mà nhà vẫn chả sao. Từ năm 90 đến giờ nhá là tôi chưa đóng thuế. Tôi dám nói một câu là như thế, là cái nhà ở. Vậy thì tôi hỏi rằng là nhà mà chả thấy ai người ta hỏi tôi cả. Đấy. Thế là Việt Nam nó như thế đấy. Tôi vẫn nhà vẫn của tôi chả đóng thuế gì cả. Đúng từ năm 90 đến Nói giờ chung không đóng là thuế. anh chỉ cần trả lời thằng Vu Trong đơn giản là mày bảo nước Mỹ chúng mày giàu chúng mày nghèo hay như thế nào mà tại sao chính phủ mỗi lần cứ 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 đến họp quốc hội hay là gì là phải hết tiền chính phủ, là tổng thống dọa là nghỉ đấy, năm ngoái cũng nghỉ năm nay cũng đang dọa đấy, tại sao? Do mấy cái thằng ăn bám thì chúng mày đấy Vu Trong ạ. À? Đấy, 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 nói đúng ra này. Gì đây, lo gì, lo đủ thứ, lo những cái gì. Bây giờ tôi hỏi rằng là nước Mỹ lo cho đủ thứ, nói như Hải Nguyễn nói là nước Mỹ lo cho gì đấy, người Mỹ đây này, lo Ok. tôi cho Ok, Phú Trọng,
Ok, ta công nhận với mày là an sinh tốt hơn, đúng không? Ta công nhận lương Đúng. Mỹ an sinh tốt hơn Việt Nam, nhưng mà chúng mày đóng thuế bao nhiêu tiền? Tao hỏi chúng mày đóng đóng thuế cho nhà nước bao nhiêu tiền? Hả? Một năm chúng mày đóng một cá nhân chúng mày đóng thuế cho nhà nước bao nhiêu tiền thì chúng mày rõ ràng phải an sinh tốt hơn thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ở Việt Nam tao này, tiền bảo hiểm nhá, nếu mà ai đi làm bảo hiểm đóng nhá, bây giờ đi bệnh viện thậm chí là chỉ mất tiền rất là ít đấy, cứ đóng phí cho nhà nước thì thậm chí Mình là an sinh xã hội là tốt ngay, như đúng không? lưu cái bên kia là cái ông gì đấy nhỉ, cái ông hôm qua là nó nói cái người Việt ở bên Mỹ bán báo đấy, đang bán báo đấy ngồi đấy đấy, lo cho như thế đấy, nước Mỹ lo cho như thế đấy. Tôi xem cho Hải Nguyễn xem ở cái máy điện thoại mình đang lai này, mình lưu ở bên đó, lưu ở đây cái đó rồi, là người Việt đấy nằm ở bên làm dãy dài dài, ngồi bán báo làm dãy dài dài ở bên Mỹ, ở trong là Nguyễn Ngọc Ngạn mới đi ai đang phát biểu gì đấy, còn ở ngoài là người bán báo đang Trung nói tâm đấy, chính báo báo Nga, làm vỉa hả. hè ở trung tâm chính Ừ, Nga, đúng rồi, làm ở cái trung tâm chính Nga đấy đấy, là thấy là nước Mỹ no cho người dân như thế đấy, nằm ở vỉa hè bảo ngủ ở đâu, bảo ngủ ở dưới cầu thang đấy, thế thì bảo là nước Mỹ no cho cái gì. bây giờ em chỉ cần nói thống kê cho thằng Phu Trong này, tao không cần biết nước Mỹ mày giàu hay nước Mỹ mày nghèo đâu, tao chỉ thấy là bây giờ chúng mày đang dùng hàng Việt Hải Nam Nguyễn rất muốn lên nhiều. chờ tí, Hải Nguyễn chờ tí rồi lên. Em rồi em nói ngắn thôi, nói thằng Phu Trong này, hiện nay tỷ lệ xuất siêu Hải giữa Nguyễn Việt thoát ra Nam đi không và camera nhá, camera này không nhìn thấy. Có chữ ok mà chưa đưa camera, thoát ra vào lại. Tôi mời lên để nói em phải trả đi. lời này, để em trả lời này, tao không biết là nước Mỹ hay là Việt Nam, bây giờ tao chỉ cần nói này, hiện nay người Mỹ đang dùng hàng Vẫn Việt chưa Nam rất nhìn là thấy nhiều, camera. tỷ lệ hàng Việt Nam xuất siêu sang Mỹ chênh lệch rất cao đúng không, Đúng thì rồi. tao hỏi mày là tao là một người đi bán hàng, mày là một người khách thì tao bán hàng tao có lợi nhuận, mày chỉ là thằng mua của tao, thì bây giờ Đúng tao hỏi rồi. mày tương lai thì ai sẽ giàu hơn đúng không, chỉ cần nói cho thằng Rồi. Phú Trọng này thôi đấy, Rồi còn rồi. em chỉ nói là cái vấn đề cốt lõi này, các Ok nước đi tư nha, bản có ấy, cái vấn camera đề chờ của tí nó là, nha. cái vấn đề của nó là như này, cái tỷ Rồi. lệ mà chênh lệch người giàu người nghèo nó cao Rồi. quá đấy, thì nó sẽ tất yếu nó xảy ra thôi Rồi rồi. đúng không, Anh Nguyễn có camera rồi, chờ chị. còn em nói như này, anh ấy để cho trả lời thằng Vũ cho này phải mời mấy cái người đang sống ở nước tư bản ấy, người ta lên người Rồi. ta nói thì mới vào mặt chúng nó được. Không, nhưng mà nói nghiêm chỉnh theo tính cách đúng và xây dựng đàng hoàng, tôi sẽ mời lên nói đàng hoàng. Cho nói mà nói lung tung là tôi không không mời lên nói bằng cách là coi như là đứng nhìn về một phía là tôi không 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 chấp nhận. Nói phải đúng. Thôi em nói thế thôi, chào Phun Trong nhá, tao ở Việt Nam này, tao thích thì tao ra tao ăn phở đơn giản lắm, như chúng mày ăn phở chúng mày khổ lắm, hoặc chúng mày mua một con gà, chúng mày gà mà chúng mày Đúng. ăn chúng mày khổ lắm, ăn còn phải nhằn từng cục xương, nhưng mà thậm chí tao ở Việt Nam tao ăn gà khi thịt tao còn bỏ cơ đấy, Đúng. cái ai sướng hơn Mà đó tôi đúng thấy rằng là kể cả 12 giờ đêm 1 giờ sáng tôi muốn ăn không? phở ăn trước gì có ngay, lúc nào cũng có. Đấy, Đó. rồi Hải Nguyễn có camera rồi Mình chờ. được cái sướng hơn như này anh Siêu ạ, ví dụ như Rồi. anh em mình đi ăn cỗ ăn kiếc ấy, nhiều lúc thịt gà thì kiếc còn bỏ đầy đúng không, nhưng Đúng chúng rồi nó ở rồi. bên đấy cái xương chúng nó phải mút đến tận cái chân đúng không đấy, nên ai sướng hơn đúng không, Đúng rồi đây đúng nói rồi thế đúng thôi. rồi. Đấy. Nói Phu Trong ấy thì rồi rồi Hải Nguyễn nha, rồi Hải Nguyễn này lên chia sẻ nha, mời Hải Nguyễn này. Mời Nguyễn anh ấy chờ tí nha. Anh Thế Linh chờ tí nha để tôi mời Hải Nguyễn lên sau. Rồi, đang mời Hải Nguyễn lên. Nói theo cái tính cách xây dựng đàng hoàng, vui vẻ đàng hoàng, tôi mời lên nói chuyện đàng hoàng. Đó, đang kết nối. Chào Hải Nguyễn. Hello anh Trần Siêu, thật Hello ra anh là Nguyễn. có những cái lúc mà chia sẻ, chào tất cả anh chị em trong diễn đàn của anh Trần Siêu, thì nói chung là khi mà chia sẻ trong sự ôn hòa như vậy đó, thì để chia sẻ để mà gọi là mình hiểu biết thêm và đặc biệt là gọi là tâm phục tẩu khẩu phục, chứ còn ai cũng lớn rồi mà nói mà nó ngang nó tàn thì nó không không đâu vào đâu, đúng không anh Trần Đúng Siêu? đúng 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 Ok, thì bây giờ đúng dày nè, bây giờ em thì em dẫn chứng và đặc biệt là giữa con người và tôn trọng với nhau đó anh Trần Siêu, và đặc biệt là ở đây đó, một khi mà em đang ở trong bệnh viện và đặc biệt là em là người làm ở trong bệnh viện để cho anh rồi tâm phục khẩu phục, và một con người sống ở một cái xứ này là một cái sự giá trị rồi đó rồi anh Trần Siêu đó, để rồi anh đây nè, anh thấy nhưng trong mà một bây trong giờ này tôi hỏi là có 100% ok anh người dân
dân Việt ở bên Mỹ có được tôn trọng như thế hay không? Hay là... Được á, được á. Không, còn về quyền con người là cũng và cái luật pháp thì ở đâu 50 tỷ bang ở đâu nó cũng vậy. Thế sao họ lại đưa ra những cái ví dụ như là hôm qua là tôi xem là hình như là sửa vòng trái đất người ta đưa lên cái ông văn báo ở trước cửa. Đấy. Không, anh Trần Siêu, để nghe em nói nè. Thì thật ra đó, cái nó gọi là cái xã hội một đất nước văn minh đứng đầu của thế giới và một nước đất nước điêu tàn của một một thế giới xã hội Việt Nam thì ở đâu nó cũng có thằng khùng thằng điên, nhưng mà cái số tỷ lệ phần trăm nó không, để em nói cái số tỷ lệ phần trăm nó ít lắm anh, nó số ít lắm anh. Hello Lê Hương dễ thương. Ok bây giờ để anh Trần Siêu, em thì nói chung thì một khi mà chia sẻ trong này có khách anh Trần Siêu và mọi người nữa, rồi ở dưới là họ là bồi thẩm đoàn và họ phân biệt cái đúng cái sai, và đặc biệt là em chỉ nói là bây giờ anh thấy một cái giá trị giữa một con người thôi sống trong cái xã hội này, khi mà vô bệnh viện và anh thấy là cái bệnh viện ở bên này rồi. y tá phục vụ cho người dân, không y hiểu, tá phục vụ cho bệnh nhân. Ok anh không thấy phải nói như thế. Một đất nước phát triển như đất Mỹ thì tôi công nhận cái đề đó, không cần nói là chúng tôi cũng hiểu, không cần nói chúng tôi cũng hiểu. Nhưng mà tôi chỉ hỏi là bây giờ như ở Mỹ không đóng thuế, không đóng bảo hiểm, có được bảo hiểm không? Anh Trần Siêu, để cho em trả lời cái này. Những người mà bị low income, không có đóng thuế, không có tiền thu nhập, thì nhà nước nó được ưu đãi, và đặc biệt là cái thẻ mà khám bệnh, cái thẻ bảo hiểm nó tốt hơn bạn em đi mua đóng đi mua đóng tiền bảo đi làm đóng tiền bảo hiểm. Anh hiểu chưa hả? Sao hôm qua cái ông đó ông ấy phát biểu như thế, ông bảo là không được, chỉ được 200 đô một tháng. Cái này anh nghe em nói nè. Em về hiểu về luật, em hiểu về luật, về vấn đề gọi là an sinh xã hội và tất cả những cái tại vì cuộc sống bên này ai cũng bắt buộc cũng tìm hiểu về luật hết trơn, chứ không phải như Việt Nam. Những người bị không nhà không cửa ở bên Mỹ, những người mất công ăn việc làm, những người không được hưởng cái trợ cấp, là những không được hưởng cái gọi là disability, là những cái đồng tiền mà mất khả năng làm việc đó, thì đó là không được hưởng, đó là những người bị tội phạm và những người ông bị tội phạm đâu. Ông ấy không nói vì... anh Trần Siêu, khi mà nói chuyện thì mình phải lắng nghe, và đặc biệt và mà nhìn nhận cái đúng cái sai anh đó. Thì em trả lời là em nói là nó không có sai đâu, em nói là không có sai. Còn một khi mà em trả lời cho anh một lần nữa nè, những người ở bên Mỹ và đặc biệt 50 tỷ bang, những người nó gọi là không có thu nhập được cái bảo hiểm, nó gọi là nó hơn bạn em đi đóng tiền luôn, và một thế khi mà bảo đảm 100%. Trả lời như vậy là nếu thế là thua Việt Nam rồi. Việt Nam là người phạm tội với người không phạm tội đều như nhau hết. Anh đừng có nói vậy. Ok thì cái đó là anh nói của em. Đều như nhau hết. Nhưng mà anh thấy con người. Thế thì hỏi anh nghe anh Trần Siêu. Anh Trần Siêu, anh để anh nghe nói mà anh đừng có lay đần anh. Nhưng mà tôi hỏi đúng là rồi. Như thế là em công nhận. Phân biệt okay. Rồi. Ok, 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 nó nhân quyền với anh, đặc biệt là những người đảng viên, em thấy nó còn nhân quyền và nó tự do cả hàng ngàn lần bên Mỹ. Tại vì anh em thấy ví dụ như chẳng hạn có thể là như anh, hay là anh thấy những người đảng viên, các ông già 50 không. Ok, tôi ok. Không phải có đảng viên nào viết gì đây, đừng có. Ok ok, nhé. cho tôi em nói. Dạ, ok. Anh em tôi ở đây người ta chửi mặt tôi. Tôi nói sai okay. Anh em chửi mặt tôi luôn. Không, em thừa nhận là ở Việt Nam nó tự do đến mức độ mà tự do cho những cái ông đảng viên 50 tuổi đảng viên mà khi mà hiếp dâm 5-6 đứa con gái mà ra chửi đồng đổng ra. Ở bên này không có tự do vậy đâu anh. Ở tự do đó nó cầm lầu nó ấy thôi. Luật pháp là công minh anh, luật pháp là cán cân của công lý. Luật pháp ở cán văn của công lý. Người đó phải chịu người đó phải chịu chứ làm gì có chuyện mà còn cái chuyện mà người ta cãi lại là cái quyền người ta có cãi lại, nhưng mà luật pháp người ta không thể cho cái anh cãi lại bừa như thế được. Đấy nói như thế không anh thì em chỉ nhưng mà tí nữa để cho Chế Linh Hoàng anh lên trả lời đã. Anh Chế Linh Hoàng lên trả lời đã rồi cho Phu Trang thế sao nói đến Hải Nguyễn như thế là Hải Nguyễn nói không công tâm, nói phải đúng anh Chế Linh Hoàng lên, nó phải đúng ở cái chỗ là này. Tại sao ở Mỹ những hạng người như thế lại bị phân biệt? Mà ở Việt Nam người ta có bị phân biệt đâu. Bất kể ai kể một người đánh giày, người bán vé số, người ta cũng quyền như nhau. Đấy.
người ta vẫn quen như nhau chứ. Ok, xin chào Trần Siêu. Hải Nguyễn vừa rồi có mấy câu mà mình muốn tranh luận với Hải Nguyễn thế này. Thứ nhất là về y tế. Thì có những cái mà Hải Nguyễn nói đúng. Bởi vì bên Mỹ là người ta cai trị bằng luật pháp. Đúng và rồi. Những cái và gì... đất nước đã phát triển hơn 200 năm nay rồi. Nó phát triển rõ ràng hơn Việt Nam. Và đều ràng buộc bằng luật pháp cả. Do vậy mà điều đó là Hải Nguyễn nói đúng. Thứ hai là cái bảo hiểm xã hội cho anh dân ấy thì cũng chỉ có cá thể một vài người thôi. Cứ còn nói chung là những nhưng người cho thế. Nghèo quá, không có tiền để đóng nổi cái bảo hiểm thì cũng cho. Cũng giống như ở Việt Nam. Điều đó là hai bên giống nhau. Đấy. Giống nhau, đúng. Đấy, giống nhau. Thứ ba là Hải Nguyễn nói về luật pháp. Một ông đảng viên 50 tuổi đảng mà có một án hiếp dâm 4 đứa trẻ con. Thực ra là không luật pháp. Bây giờ người ta đưa ra tòa. Không phải là hiếp dâm. Không phải hiếp dâm mà người ta chỉ là gọi là ấu dâm. Ấu dâm. Ờ đúng, ấu dâm thôi. Chứ gọi là hiếp dâm. Hiếp dâm là sai. Ừ. Cái tội ấu dâm nó khác. Hiếp dâm nó khác nha. Ở bên Mỹ, luật pháp ở bên Mỹ là cái tội ấu dâm là một cái tội cực kỳ là nghiêm trọng. Đúng. Đấy. Nhưng bất chấp là chỉ cần người kia tố cáo là cũng có thể đi tù. Đó là một cái mà họ dùng cái luật pháp rất cứng rắn và không có tỉnh. Nhưng ở Việt Nam, người ta gọi là 100 cái lý không bằng một tí cái tỉnh. Ừ. Luật pháp là phải dựa trên cái trên một cái nền tảng là từ của người dân, từ xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra một cái luật làm sao nó đảm bảo. Vậy thì tôi nói với ông là ở Việt Nam là cái việc mà ông ta ấu dâm là không chứng minh được. Đó. Vậy chúng ta chỉ có một người chứng minh được thì ông ta đã phải bị cái án là mấy năm tù. Đó. Thế vậy thì ở bên Mỹ, ví dụ như là cái vụ của ông Minh Béo ở bên Mỹ, đấy, chỉ gọi điện thôi. Có người tố cáo lên cái là ông Minh Béo bị đi tù một năm ở bên Mỹ. Đúng rồi. Nhưng ở Việt Nam không thế. Ở Việt Nam là phải rõ đúng người đúng tội thì mới chịu phải đi tù. Thế còn đi, nếu là, bây giờ tôi nói thế này, Nguyễn này, nếu như ở Việt Nam mà luật mà không có tình ấy, phải nói này, so sánh thì ta không thể so sánh giữa hai quốc gia đó là Mỹ và Việt Nam được. Bởi vì ở nước Mỹ là có luật nước Mỹ, ở Việt Nam có luật pháp của Việt Nam, và một nước đều có một cái nền chính trị khác nhau. Do vậy cái nền chính trị ở Việt Nam nó khác với nền chính trị ở bên Mỹ. Do vậy mà chúng ta không thể so sánh giữa người Mỹ và người Việt Nam được. Đấy. Đó. Thế còn tại sao mà người Pháp người chia sẻ đi mọi người, chia sẻ đi mọi người cho vào đông vào. Tại sao người Pháp người ta lại ca ngợi mà người ta cái chính quyền của Việt Nam? Bởi vì cái chính phủ của Việt Nam ấy, cái Đảng Cộng sản ấy là cái Đảng Cộng sản là từ dân mà ra, do dân vì dân mà phục vụ. Do vậy mà tất cả mọi cái là nó xuất phát từ đời sống của nhân dân, từ cái kinh tế, từ cái điều kiện phát triển của đất nước. Người Cộng sản người ta khác ở tư bản là cái chỗ đó là một cái câu trong đảng ấy là cái gì nhỉ, nông tập thể lãnh đạo, cá nhân chỉ là phụ trách thôi. Đó. Đấy. Do vậy mà nói với Hải Nguyễn rằng là ở bên Mỹ không có chuyện đấy. Đấy. Do vậy mà cái đấy là cái mà ấy. Còn đối với Pu Chon, mình trả lời Pu Chon một tí. Pu Chon là cùng Hải Dương nha, cùng quê Hải Dương, quê ở Sạt đấy. Mà Sạt là một cái nơi mà cái nôi của tôn giáo phát triển. Và một trong những cái huyện mà cái trung tâm của ở Sạt bây giờ
nó giàu hầu như là gần nhất người Bắc này. Tôi nói tất cả người dân nhà nào cũng nhà tầng hết. Đúng. Phải bây giờ nghèo ở nhà một tầng luôn nhé. Đúng. Và cuộc sống của người ta cực kỳ là tốt. Do vậy mà đừng có nghĩ rằng là người công giáo người ta không phát triển. Đấy. Do vậy các Cụ Choang là Cụ Choang phải lên tự hào về quê hương Việt Nam của Cụ Choang. Tự hào cái quê hương tổ của Cụ Choang, nơi mà ông tổ nhà Cụ Choang sinh ra đấy. Đó. Và lớn lên đấy. Do vậy mà Cụ Choang lên hiểu một chút về Việt Nam và hãy về Việt Nam thì sẽ biết Việt Nam nó như thế nào. Và về đó. Hãy về huyện Kẻ Sặt, huyện Kẻ Sặt đấy, thì là thằng Cụ Choang sẽ hiểu được đấy. Ông bà bố mẹ Cụ Choang đều sinh ra ở Sặt và chuyển vào Nam năm 1954 theo cái di cư ở miền Nam Việt Nam. Và bây giờ Cụ Choang sang Mỹ, Cụ Choang phải hiểu rằng là bọn tớ là đồng hương của Cụ Choang. Nhưng Cụ Choang nên hiểu rằng là bọn tớ sống rất thoải mái ở quê hương Việt Nam. Cụ Choang đừng nên là nghĩ đi nếu Cụ Choang nghĩ rằng là Cụ Choang lên trả lời cho tôi mị dân ở chỗ nào và xảo trá ở chỗ nào, đảng xảo trá ở chỗ nào, thì chúng tôi mới biết được tại sao tôi hỏi Cụ Choang đây nhá. Tôi hỏi tại sao người dân Pháp đi biểu tình là Lê Thanh này, cái sao vàng này là sao, cái sao vàng này là sao vàng của Tổ quốc đúng không? Đây không phải sao vàng này của Tổ quốc nhưng không phải của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là búa liềm nhá, nói đây đó. Là viết Cụ Choang Pháp đây sang Việt Nam Pháp đấy, sướng chưa? Người Pháp đây, người Pháp đây, đây. Người Pháp đây. Nước Pháp hơn Việt Nam không? Nước Pháp đó là đây, người Pháp đây, đúng rồi. Hỏi Cụ Choang, cứ hỏi Cụ Choang xem tại sao người ta lại mến đất nước Việt Nam là vậy. Đúng. Giống như cái đảng Cộng sản mà thối lát, người dân cùng cực, thì tại sao người ta lại sang Việt Nam nhiều thế? Và người ta tự hào về người dân Việt Nam được sống đúng. Một cuộc sống thật là bình đẳng và rất là tự do. Mà về Pháp kìa đấy, đang muốn có một chính phủ như chính phủ Việt Nam. Thế tại sao vậy? Hơi quá tới một chút. Đấy. Cho nên là ở đây ấy, đúng rồi, anh Giác Sơn Bùi anh nói đúng đấy. Tôi vì tôi nhớ nó bập bõm. Ở Đảng Cộng sản Việt Nam là tập thể lãnh đạo và cá nhân chỉ là phụ trách thôi. Ông Tổng Bí Thư cũng chỉ là phụ trách để xử lý theo cái nghị quyết của tập thể thôi. À. Cho Cụ Choang biết về như vậy. Cho nên là đối với Cụ Choang chỉ có mỗi cách là nếu Cụ Choang mà về được Việt Nam ấy thì tốt nhất hãy về một lần, còn nếu Cụ Choang còn tìm hiểu thì hãy tìm hiểu một cách công minh và khách quan, đừng đây này. Có một cái tư tưởng là không ổn. Bây giờ tôi mời anh Siêu, mời anh Trương Minh Thảo là quê của quê Cụ Choang nhá. Rồi ok, mời Trương Minh Thảo quê mang lên nhá, để Trương Minh Thảo nói chuyện với Cụ Choang nhá. Đấy, đang thêm Trương Minh Thảo đây này. Tôi sẽ trả lời rất sơ bùi này. Sơ bùi nên nhớ rằng là như này này, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, và những cá nhân quyết phụ trách đó người ta quyết định khi họp một tập thể một cái gì đó, khi được đa số biểu quyết thì cá nhân đó, người lãnh đạo đó, người ta sẽ quyết. Khi chịu trách nhiệm là người chịu, lãnh đạo đó phải chịu trách nhiệm. Đấy. Thế chứ không phải bây giờ, không phải như thế. Không phải qua cái thời kỳ quá độ rồi. Thời kỳ quá độ cách đây mấy năm về trước. Không, chờ tí nhá, Hải Nguyễn, chờ tí tôi mời Hải Nguyễn lên. Đang thêm Trương Minh Thảo. Dạ, tôi mời Hải Nguyễn lên nói chuyện tiếp. Hải Nguyễn phải thấy là tại sao, tôi hỏi Hải Nguyễn là tại sao Pháp, người Pháp bây giờ người ta lại muốn có một chính phủ như chính phủ ở Việt Nam. Đấy. Tôi hỏi vậy, nhân dân Pháp bây giờ, những người dân nghèo Pháp người ta muốn có chính phủ như chính phủ Việt Nam. Người ta sang Việt Nam, người ta du lịch, người ta thấy cái chế độ, cái xã hội của Việt Nam hiện tại bây giờ như thế. Đó, sao lại không được hả? Ấy. Trương Minh Thảo, mời lại Trương Minh Thảo một lần nữa nhá.
Hải Nguyễn chờ một tí, đăng thêm Trương Minh Thảo. Hải Nguyễn chờ tí nhá, để Trương Minh Thảo nói cho Phu Trang ở quê Phu Trang sao lại không nghe được. Và chào anh Cầm Nguyễn. Tại sao tôi hỏi, tại sao lại như thế? Đấy, Trương Minh Thảo sao không lên được nhỉ? Thêm mãi mà không lên được là sao? Phát ra mà lại nào. Rồi tôi mời Hải Nguyễn lên một tí, xong là Trương Minh Thảo sẽ thoát ra vào lại đi. Gửi yêu cầu rồi nhưng mà không mời được lên. Sao lại mời mãi mà không lên được? Đây này, Hải Nguyễn thì lại không thấy đâu nữa rồi. Đấy, đang thêm Trương Minh Thảo đấy, gửi yêu cầu đấy, mà có lên được đâu. Mời đây thì sao nào, mời đây chỗ này xong có được không? Chỗ ok thì sao được không nào? Sao lại thêm mãi không được nhỉ? Chết rồi. Đây, bắt đầu lên, đang thêm Trương Minh Thảo nhá. Gửi yêu cầu mời không mãi không lên được. Mà gửi cái này cũng thế không lên được thì sao? Rồi được, không ai ở đây là không chỉ vậy nhá. Diễn đàn tôi là diễn đàn sạch, nói nghiêm chỉnh. Phân tích nghiêm chỉnh. Đâu nếu mà Trương Minh Thảo không lên được thì mời Hải Nguyễn lên nhá. Trương Minh Thảo không lên được làm sao vậy? Ở bên Trương Minh Thảo là khả năng yếu rồi, không lên được. Mời mãi mà không lên được. Tôi mời rồi Hải Nguyễn lên. Ok rồi Hải Nguyễn. Rồi mời Hải Nguyễn, đang thêm Hải Nguyễn. Rồi rồi đấy, mời lên ngay mà Trương Minh Thảo không lên được. Mời tại vì mạng của Đế quốc Mỹ, anh Trần Siêu. Hello chào tất cả anh chị em trong diễn đàn. Hello anh Trần Siêu, chào hello Jason Bùi, Hương Lê dễ thương. Ok thì nhưng mà anh Trần Siêu khi mà chia sẻ đó, anh Trần Siêu anh đang tôn trọng và đặc biệt là anh, em biết là anh rất là sợ về cái sự thật. Cái gì mà mình chúng tôi làm sao không? Đừng có nói là sợ sự thật. Cái trong nước Việt Nam có cái gì tiêu cực mình nói ra, điều đó là đúng. Thì đúng. Không, nói thiệt với anh chứ tất cả những cái gì ở Mỹ, cái gì những cái vấn đề tệ nạn xã hội nó có anh, nhưng mà nó con số nó phải nói là số phần, không phải nói phần trăm mà phần triệu, so với Việt Nam nó rất là ít. Nên á anh nên nhớ một điều á, khi mà em nói lên và để chứng minh cho cái cuộc sống và cái con người, cái sự bảo vệ con người ở bên này cái giá trị như thế nào thì cũng là một con người thôi, nhưng mà đại diện con người ở Việt Nam nó sống nó rất là điêu tàn và tàn tệ dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đưa cái điêu tàn ở Việt Nam tôi cho cái bằng chứng, tôi cho xem nào. Cái bằng chứng điêu tàn Việt Nam cho nào. Ok về vấn đề. Ok muốn em đưa bằng chứng phải không? Rồi, thì vấn đề khi mà con người mà vấn đề gọi là vấn đề cái nhân quyền không có nè. Thứ hai nữa phải là và an sinh xã hội nè. Thứ ba nữa là vấn đề gọi là khi mà những người mà bất đồng chính kiến thì gọi là đối xử. Đó thì anh. Được rồi. Ok. Đây này, tôi phân tích trong nhà. Đây nói thế rồi. Ok anh phân tích đi anh. Là nhân quyền ở Việt Nam mà bạn bảo là không có, bạn bảo là không có. Nhưng mà anh hiểu cái từ nhân quyền không? Anh hiểu cái từ nhân quyền không anh Trần Xuyên? Anh hiểu không? Anh giải thích luôn đi để cho mọi người để gọi là tâm phục khẩu phục. Ở đây tôi nói cho biết là nhân quyền ở Việt Nam quyền được ăn, được nói, được cái gì mọi cái. Đúng rồi. Chưa, cái luật biểu tình nó chưa có. Trừ mỗi cái luật biểu tình chưa có. Nhưng mà cái luật biểu tình chưa có. Ok. Vậy là em hỏi trong cái hiến pháp mà nó điều 25 của hiến pháp nó ghi trong đó, vậy là làm sai hả anh? Đúng rồi, cái okay. Hiến pháp là người ta có. Có nhưng mà thực tế là người ta chưa thể nào. Ok, cho em hỏi một cái nữa rồi tôi trả lời luôn anh Trần Siêu vậy. Ok. Cái hiến pháp nó không đại diện cho một cái nó chỉ là cái hiến pháp thôi, còn cái luật mới là quan trọng. Ok vậy cái luật nó trên hiến pháp luôn hả anh Trần Siêu? Cái luật thì phải dựa vào hiến pháp để làm ra luật. Vậy thôi chứ em. Lấy luật. Cái nghị định để hướng dẫn thực hiện theo cái luật đó. Thì ở Mỹ nó khác, ở Việt Nam nó khác. Ok. Anh cứ chia sẻ đi. Không thể theo Việt Nam, không thể theo Mỹ được. Đấy. Đấy, đó là một cái gọi là cái bottom, cái câu trả lời đó là một cái gọi là anh nói là cái luật dựa lên cái hiến pháp, mà khi mà cái hiến pháp đó là cái luật mà nó tội là cái tội mà dựa lên gọi là chính anh
anh Trần Siêu, mình chia sẻ để mà mình thay đổi một cái gì nó tốt hơn thôi. Nói chung là thật ra là không phải là chửi mình thay đổi, mình chia sẻ để hiểu thôi. Đúng rồi, hiểu hiểu nhau, nhưng mà phải chịu lắng nghe. Nói chung đúng đúng. Sao mà thay đổi được? Đấy. Anh Trần Siêu đang dễ thương đây. Đó đúng rồi, anh Trần Siêu là người cũng cũng bữa nay là thấy đỡ lắm rồi, không có cực đoan nè, không có không có cây cú và không có thấy những cái. Không, tôi từ xưa này đều thế. Đúng rồi, nên anh Trần Siêu. Cái xã hội Việt Nam không thể thay đổi được, xã hội Mỹ cũng không thể thay đổi. Nhưng mà bà ý là em nói là khi mình chia sẻ đó là mình tranh luận để đem lại một cái gì nó tốt hơn rồi mình chọn nó lấy làm cái địa, đúng không? Chứ anh không thể nào mà anh cực đoan mà đang lúc mà anh chia sẻ là anh sợ sự thật. Anh sợ sự thật rồi khi mà tôi dẫn chứng ra thì anh lại dạy cho em xuống. Đây dẫn chứng đi. Ông dẫn chứng cho tôi xem ở Việt Nam lưu tàn cái gì. Tôi nói ở Việt Nam đây bây giờ. Vậy phát triển bây giờ cho em hỏi nè. Bây giờ cho em hỏi em trả lời xong cái rồi mình nói qua nói lại để cho mình để ở dưới rồi người ta họ nghe họ thấu hiểu hơn. Vậy anh dựa vào cái nào anh cho nó gọi là Việt Nam phát triển anh? Thôi. 15 vừa rồi, 15 cách đây 15 trở lại đây, Việt Nam đang phát triển rất nhanh và rất mạnh. Không cứ gì người anh dựa vào đâu anh dựa vào đâu anh cho nó là đánh Việt Nam phát triển. Đánh giá của thế giới. Đánh giá thế giới nào mà chứng nhận? Trời ơi, vào cái ngân hàng Vietcombank Vietcombank của ngân hàng thế giới đấy, người ta đánh giá. Ok, cho em hỏi không? Phát triển như thế nào? Ok, để cho anh nói cho cái đó xong rồi em cho anh nói nè. Một khi mà rồi. anh trên một cái đất nước phát triển đó, khi mà người ta đánh giá về một cái đất nước phát triển, người ta dựa vào những cái thuế, cái thuế thu nhập của người dân, đúng không? Nhưng mà tôi nói với anh nghe, thuế thu nhập người dân ở Việt Nam có đóng thuế, người dân có đóng thuế đó mà thu nhập người dân. Vậy là anh lấy cái cơ sở nào anh nói là Việt Nam phát triển? Ôi trời ơi, thế ông anh nói bằng cái mồm mà Việt Nam không đóng thuế thì lấy gì mà bảo là thu ví dụ giả sử như bây giờ tôi nói anh Trần Siêu để cho em hỏi nè. Bây giờ chẳng hạn như em lấy một cái dẫn chứng hiện tại, bây giờ cái tháng 12 của hiện tại ở nước Mỹ và đặc biệt là ở một cái tiểu bang New York này, nó có 25.000 cái công việc làm. Đó là một cái sự phát triển trong của cuối năm 2018. Việt Nam 15 vừa rồi có hơn 2 triệu công việc làm. Đó thì vậy em nói thì bây giờ Việt Nam anh lấy cái chỗ nào mà anh dẫn chứng? Dẫn chứng cho rằng bên bao nhiêu sinh nghiệp người ta đây người ta khi mà dẫn chứng một cái đất nước anh bảo đảm một cái đất nước phát triển á là anh phải biết là cái người dân thu nhập và một cái sự cái căn bản của người dân như thế nào. Người dân thu nhập là do GDP của ngân hàng thế giới người ta đánh giá về. Ôi trời ơi, GDP em nói là bây giờ anh mới vừa nói với em á là anh nói là Việt Nam anh không có còn cái thuế thu nhập một cái rõ ràng thì làm sao mà anh nói là bây giờ anh nói ngược rồi anh nói càng rồi anh không anh nói để cho em nói nè thì ông không tranh luận, ông hay tranh luận ở bên Mỹ người ta như thế được không? Là người ta thu nhập và người ta đóng thuế, như ở Việt Nam như chúng tôi, ngay bản thân tôi thu nhập 20. Vậy anh lấy cái con số nào mà anh dám nói là cái GDP Việt Nam là cái GDP nó cũng không. Anh có biết điều đó không? Người ta tại vì anh không có con số. Đấy là nếu mà nói người ta chỉ nhìn ở GDP thôi, nhưng mà ngược lại anh chỉ là nói rằng cái thơm như mấy cái sự vu khống của khai thông của mấy ông quan chức thôi. Người ta chỉ cần lấy những thu nhập của quan chức có người ta chia đều cho bình quân người dân cũng đã đủ thu nhập thế rồi. Chưa nói là người ta. Đó bây giờ chia đều ra. Chia đều bây giờ hiện tại vì cái người Việt Nam bây giờ tôi nói về cái kinh tế. Bây giờ tôi không biết nhưng mà hiện tại giờ GDP phát triển của Việt Nam là 6.8%. Đấy, hiện tại trong đất nước Việt Nam đến hiện tại thì giờ là phát triển 6.8%. Do thế giới đang đánh giá chứ không phải Việt Nam đánh giá. Vậy thì thế giới người ta đánh giá sai à? Thế tôi hỏi về rằng là vậy bây giờ cho tôi nói này. Bây giờ mới cho em hỏi nè anh Trần Siêu. Vậy bây giờ cái GDP Việt Nam bây giờ cái đầu người Việt Nam bây giờ 94 triệu dân bây giờ mỗi người chia ra làm bao nhiêu một tháng? Bây giờ tôi chỉ biết là phát triển. Anh chỉ nói khi mà anh chia sẻ với em một cái gì anh không biết. Thì anh nói là anh không biết. Anh nắm một khi mà anh chia sẻ với em á là anh những cái gì anh nói là anh không biết. Anh đừng bảo vệ nó. Đừng có nói. Bây giờ này, nước Việt Nam phát triển từng ngày,
anh phát biểu bằng cái mồm mà. Thôi nói thế anh thì không hiểu. Anh phát biểu bằng cái mồm mà. Anh phát biểu bằng cái gì? Nếu mà nói với anh á, mắt nhìn thấy trên hàng thực tế hàng ngày, đấy là người dân Việt Nam người ta nhìn thấy trên thực tế này. Còn tụi nó, ok ok anh Trần Siêu, anh Trần không nói được, Hà Tuấn không thể nói được, vì nó không hiểu gì về cả, nói lung tung, không hiểu gì đất nước Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi đang nhìn người dân Việt Nam đang nhìn thấy phát triển này. Đến Ngôi Hiền Mai nhá, ai gửi trước tôi yêu cầu trước, đã bảo là Trương Minh Thảo không có camera. Đây Ngôi Hiền Mai đã, không lên được là sao? Ngôi Hiền Mai, Ngôi Hiền Mai đó cũng không có camera là sao? Đất nước người ta đang phát triển âm âm, quên hàng năm nhiệt đông à? Nhiệt đông à? Nhiệt đông rồi, nhiệt tôi mời nhiệt đông lên, nhiệt đông là ai đây? Từ từ, nhiệt đông đây. Ai có camera mới lên nhá, còn không camera mà, Ngôi Hiền Mai không camera. Trương Minh Thảo không camera, camera. Bây giờ mình phải nhìn thấy là đất nước Việt Nam đang phát triển hàng ngày. Xã hội Việt Nam đang phát triển hàng ngày. Đấy. Alo. Như là... Con chào chú. Nhà cao phát triển hàng ngày, đường xá đang xây dựng từng ngày. Đến là đất nước Việt Nam đang phát triển chứ phát triển bằng cái gì? Dạ đúng. Người dân Việt Nam hàng ngày thu nhập càng ngày càng thu nhập càng cao. Đấy là sự phát triển của đất nước Việt Nam. Còn tôi không biết là nhà Mỹ phát triển như nào, nhưng mà ở Việt Nam của chúng tôi là hiện tại ví dụ như này. Năm trước bản thân tôi thu nhập ví dụ chỉ có 3 triệu hay 4 triệu thôi, nhưng năm nay tôi thu nhập 5-6 triệu, đó là phát triển của tôi. Và đều những người dân xung quanh tôi người ta đều như thế cả. Hàng ngày đường xá mở rộng, nhà cao mọc lên ở mầm, cầu cống mọc lên ở mầm, đó là đất nước Việt Nam đang phát triển. Đấy. Đúng không? Thế nào phát triển nữa? Thế nào phát triển nữa? À, đấy, còn cái gì nữa? Ừ, nói đi, xin mời. Dạ con chào chú và tất cả mọi người trên diễn đàn. Thì con nói bây giờ nãy cái thằng nãy nó chung cái thằng nó khỏi là bạn của mẹ vậy với cái thằng nãy đó. Nó hỏi là Việt Nam phải phát triển. Hiện giờ GDP tổng thể của nền kinh tế Việt Nam mình á là hiện giờ đang đứng hàng 36 trên thế giới. Trong năm 2018 mà còn tổng ý là trong 2018 mà còn mà tổng kinh ngạch mà GDP hồi đó giờ á, là mình đang hiện giờ đã đứng hàng 45 trên thế giới. Đó. Còn GDP đầu người thì hơi thấp một tí là 136 trên thế giới. Thì là thống kê năm ngoái cho đến năm nay chưa tới. Tại năm nay nó chưa hết năm 2018, như thống kê năm 2018 chỉ thống kê năm 2017 thôi. Dạ. Thì con chỉ chia sẻ tôi như vậy. Con nghĩ giống như giờ bây giờ hỏi chỉ chia sẻ là ví dụ con ở thôi. Là con ở Cà Mau, con có lên diễn đàn chú một lần á. Là con ở Cà Mau mà con ở trong huyện luôn. Đấy. Dạ. Thì lúc trước á, chừng 5-10 năm trước á, nhà con thì thu hoạch, nói chung là thu nhập thì không có bao nhiêu. Còn bây giờ nói chung không phải là khoe khoang gì, nhưng mà con hiện giờ đang nuôi tôm, nuôi cua hết quá. Là hiện giờ nói chung là một năm á, là trung bình mà đầu, trung bình lời, trung bình á, thì một năm mà chắc lời cũng gần cả tỷ. Đúng. Nó không phải là khoe khoang, tại vì nói chung là con thì cũng được hơn 40 con vuông. Thì có hơn 40 con vuông. Thì nói chung là 2-3 vụ tôm. Ba vụ tôm cua à, với một vụ thì giờ đang cấy lúa đó, thì trung bình là lời hết trơn luôn đó, chi tính hết tất cả phí là một năm là lời hơn một gần có năm thì hơn 1 tỷ, nói chung mình từ năm ngoái thì lời hơn 1 tỷ đó. Thì hỏi được có phát triển hay không, mà trong khi ở như vậy đó thì nói chung mình năm về trước thì nói chung là con đang nói về có nhiều mà phát triển về ở nhà, đời sống ở nhà thôi, là năm về trước là cái khu con nó thiệt nhà lá, có thiệt nhà lá không. Đúng. Mà trong khi là dũng bây giờ nó đi là một phần một số thì làm ăn nên làm ăn làm ra ở khu vực con, một số thì đi làm công ty. Thế chú nói vậy đấy, mấy người kia công ty ngày người ta đi hết nhà 4-5 người, chừng 3-4 năm về người ta xây nhà 300 triệu được bình thường, không phải nói chốc chú. Nó là khu dưới con nè, còn mà còn khu dưới con hiện giờ là nhà là hầu như là nói chung là khu là ngày xưa là nói chung là máy lạnh máy giặt cái đó là hầu như là xa xỉ với những người ở nông thôn, chỉ có những người ở thành phố, những đô thị lớn mới có thôi. Còn bây giờ những đô thị như là ở dưới quê con là đã có, mà khu con là không phải là một cái thị xã lớn, hoặc không phải thị xã nào mà nằm trong gừng, như là khu trong gừng rồi đó mà đã phát triển cái đó đó. Gì cũng không camera. Để hỏi camera bên không mời được nha, phát ra vào lại đi. Thì hỏi con hỏi thử, hỏi thử Việt Nam phát triển rồi cái vụ mà con nghĩ giống như là bên Pháp á,
là nó cầm cái lá cờ mà Việt Nam mình theo con suy nghĩ, theo con suy nghĩ á, là nó kêu là chính phủ Pháp đừng nên là nghĩ nên thu thế của người Pháp giống như Việt Nam, còn nghĩ vậy thôi. Nó là nó nghĩ tại chắc nó biết là Việt Nam là người dân ở lên đó, Việt Nam thu trên đầu thế của người dân, mà nó không hiểu tới thu trên người thuế á, là chỉ có những người thu nhập mà trên một mức là một năm là ở thành phố lớn là như là một hơn 100 triệu, trăm mấy chục triệu. Nó sổ bậy kệ nó sổ bậy thế không ảnh hưởng gì mình cả nhá. Mọi người nên nhớ là như thế nhá, không có vấn đề là gì mà Minh Lê Minh Văn ạ, Minh Lê Văn này, nó sủa gì thì sủa kệ nó. Nó sủa nhiều chứ, không phải là bây giờ nó không phải là lên trên đàn mình mà nó sủa đâu. Có nhiều cái mà nó cách nó sủa, như kệ nó. Còn ta cứ nói theo kiểu của ta. Hiện tại bây giờ mình là người nông dân, mình cảm thấy đất nước mình bây giờ đang phát triển, người dân càng ngày càng thu nhập, bản thân tôi cũng thế, mọi người cũng thế, cảm thấy càng ngày thu nhập cao, cầu cống phát triển, đường xá phát triển, nhà cao phát triển, đấy là mình nhìn thấy đất nước phát triển. Còn họ nói thế nào thì kệ họ chứ, họ bên Mỹ họ nói nào kệ họ thì không sao cả. Xin mời nói một lúc nữa, nói khoản để cho nhiều người muốn lên. Dạ, thì ý con nói là tóm tắt lại là nói chung là Việt Nam nó cũng thiệt là nó phát triển trong sự phát triển trong sự thần kỳ. Nói chung là lúc trước ấy, thì những vùng nông thôn vẫn còn nghèo khổ, mà kể từ 10 năm trở lại đây thì nói chung là phát triển thần kỳ. Nói chung là nội con thì cũng không có đi nhiều cái khu vực khác, con chỉ có đi là từ thành phố Hồ Chí Minh về tới đây. Ở con ở Cà Mau thì con cũng dịp lên thành phố cũng vài lần, thì con thấy là mỗi lần con lên thì con thấy phát triển ghê gớm, phát triển như là vượt bậc đấy. Rồi nói chung là Việt Nam mình đó thì nói chung là cái vụ mà con thấy chỉ nhất là cái vụ mà vaccine đó, chú biết vaccine không? Là con coi thời sự á, là hiện giờ Việt Nam làm được 2 loại vaccine, một loại là vaccine lở mồm long móng. Trên thế giới thì hiện giờ chỉ có 3 nước làm được thôi, là trong Việt Nam là nước thứ 3, còn 2 nước khác thì con không biết được nắm thông tin, mà Việt Nam là nước thứ 3 làm được cái vaccine đó. Với một cái vaccine mà là chích cho con nít mà con quên tên này, là Việt Nam là nước thứ 4 làm được cái vaccine đó. Nó là hỏi thì Việt Nam phát triển hay không, nó là hỏi sơ gì đi. Rồi với lại một cái là như hiện tại y học, cái ngành y học của Việt Nam mình á, là nói chung là mình không có thua, mình nó thẳng ra mình chỉ thua mấy cái nước mà phát triển cực phát triển thôi, như là Mỹ, đúng, Singapore. Chứ còn mình đối với thằng Má Lai, thằng Indo, thằng Hàn nó cũng không hơn mình bao nhiêu. Nó chỉ lên trời một chút thôi. Đó. Hiện giờ những cái bệnh viện quân đội là ở ngoài 175 ở ngoài Hà Nội, là những chuyển giao những cái công nghệ mà khẩu thuật là tiên tiến nhất trên thế giới đã đem về Việt Nam, đã thành công trong những cái khoa phẫu thuật. Mà nói chung là đưa trên đài đó, là những khoa phẫu thuật là những cái khó nhất trên thế giới mà để Việt Nam đã thành công. Rồi, anh chú Phan chờ tí, chú Phan. Dạ. Cái này tôi chỉ nói một cái này, nói để cho mọi người hiểu và những anh ba que là hiểu là như này này. Các anh ở bên Mỹ thì các anh không thể hiểu được bằng đất nước Việt Nam bằng chúng tôi được. Cái đất nước Việt Nam người ta phát triển nào người dân Việt Nam biết. Nếu cứ tốc độ phát triển như này 10 năm nữa thì nhiều nước không thể đuổi được Việt Nam. Nếu tôi khẳng định cho mọi người biết thế. Các anh ở bên Ý, các anh sẽ lạc hậu. Tôi nói là các anh bên Mỹ, nếu các anh không nhanh chóng, không nhìn rõ, tầm nhìn của anh kém, thì các anh sẽ trở thành lạc hậu mà thôi. Đấy, tôi nói thế để cho Hải Nguyễn, Cu Trong và một số người hiểu là như thế. Còn anh cãi, các anh nói kiểu gì thì kiểu. Đấy là tùy các anh. Tùy các anh nghĩ thế nào hiểu đấy. Bạn chống cộng cực đoan thì nó có nói còn nhiều. Còn nói về nhiều, về sự nói xấu Việt Nam còn nhiều. Nhưng trên thực tế, người dân Việt Nam người ta nhìn thấy thực tế, người ta hiểu về thực tế. Đấy. Ví dụ phát triển ở nông thôn, ở vùng nông thôn bây giờ, phải nói là để cái nhà ở nhá, cái nhà làm vườn thì tôi không nói. Ví dụ như cái nhà làm vườn thì người ta có thể làm tạm một cái nhà để người ta trông vườn. Cái nhà đó là nhà tạm thì có thể người ta có thể là xấu xí. Nhưng mà cái nhà ở người ta bây giờ thì người ta xây rất là đẹp. Đấy, ở nông thôn, đấy là ở nông thôn. Chưa nói thành phố tôi đi, vùng về nông thôn tôi thấy rõ ràng như thế. Mà người ta bây giờ phát triển này, ở nông thôn người ta trồng rất nhiều những cái cây, vùng nào người ta trồng phát triển cái cây đó, loại đó, người ta phát triển thu nhập rất là cao. Đấy, có khi còn có những nơi vùng người ta còn cao hơn thành phố. Đấy, đấy là như thế. Còn những người buôn bán người ta phát triển, đó là đúng rồi. Nhưng mà nhiều cái nơi ở vùng nông thôn người ta còn thu nhập cao hơn thành phố rất là nhiều. Đấy, nhìn thế là đất nước phát triển thôi. Còn các anh trở thành lạc hậu, tôi nói thẳng các anh là nếu như các anh cứ giữ ở mức độ đó, các anh sẽ trở thành lạc hậu mà thôi. Không có camera chứ Minh Thảo ạ.
camera dạ. Ngồi mai đều không có, anh Cam có, anh Cầm có, chờ à cháu cho anh Cầm lên tí nhá, anh Cầm dạ, để con chia, để con chia sẻ thêm 2 phút nữa bác. Dạ. Giống giống như bây giờ hiện giờ dạ. Dạ hiện giờ nói chung là cái GDP đồng người của Việt Nam mình á là hiện giờ chưa thống kê chính xác được, tại vì giống như là hiện giờ ở bên nước ngoài là người ta đi làm hầu như là hết, nên là người ta bình quân được cái GDP. Còn giống như nhà con á, thì chỉ có mình cha con đi làm, còn như con thì chỉ có anh chị con đi làm là mới bình quân được số lương. Chứ như nhà con thì con nuôi thêm 1 năm con thu hoạch 1 tỷ, một năm con thu hoạch 1 tỷ thì nhà nước đâu có biết được con thu hoạch bao nhiêu, đâu có biết giống được. Như là cái, dạ thì giống như mấy hàng nguyên sớm con là nguyên sớm con từ đời rồi bao nhiêu tỉnh là người ta cũng là trồng cây này trồng cây nọ rồi bán cái này bán cái kia, người thu nằm một năm người ta vài trăm triệu 1 tỷ, người ta nhà nước cũng đâu có quy hoạch được, người ta nhà nước cũng đâu có biết được đâu, tại vì người dân của mình đúng. Là ít đa nước số là Mỹ người là người ta không thu và người ta không mua bán bằng tiền mặt, người ta dùng thẻ, người ta chủ yếu dân người ta dùng cái thẻ, bao nhiêu nhà nước người ta biết hết, nhưng ở Việt Nam mình toàn dùng bằng tiền mặt hết. Thì nhà nước người ta đâu biết là mình thu bao nhiêu và mình chia bao nhiêu, người ta đâu có biết. Cho nên vì thế mà không đóng thuế được. Đấy. Mà ở nước Mỹ thì anh thu nhập được bao nhiêu người ta biết ngay. Kể cả anh thu nhập 1 tháng được 2.500 người ta biết ngay, người ta bắt anh phải đóng thuế. Nhưng ở Việt Nam là không có thế. Bản thân như là cháu như nào như chú đã bảo đây, gia đình như chú đây chưa có ai phải đóng thuế đồng nào cả. Ví dụ như thế. Và không phải một chú đây. Ở thành phố đó, chú đây chỉ có mấy người đóng thuế, cho những người thu nhập cao mà nhà nước biết. Chẳng hạn như là anh làm cái giấy phép kinh doanh này, hay là anh ở một cán bộ cao anh thu lương hàng tháng này thì nhà nước biết thì anh phải đóng thuế thôi. Còn ngoài ra nếu mà làm tự do không phải đóng thuế thì nhà nước không biết được. Đấy, mà đóng thuế dạ, thì đó, ở Việt Nam mình chỉ thu thuế của công viên dân chức nhà nước mới thu thuế thôi. Đúng. Còn người dân mà làm trong tư công ty tư nhân là không có thu thuế. Dạ. Đúng. Dạ rồi. Dạ chị con xuống để cho bác Cầm lên có này. Dạ dạ. Bác Cầm dạ, lên. Cảm ơn bác. Xin chào cháu. Dạ, dạ. Cảm ơn dạ, dạ. Cháu nha. Rồi ok. Dạ, dạ. Dạ. Anh Cầm này nha, mời anh Cầm nha. Mời anh Cầm. Ai, đang thêm anh Cầm. Đây giờ cái gì thì cái mình phải nói trên thực tế. Chứ đây cứ nói bằng cái miệng suông thì tôi không thể chấp nhận được. Vì thế này, người Việt Nam chúng tôi ở đây đất nước này, trên thực tế người ta nhìn thấy. Phải nói lên sự thật chứ không phải nói bừa được. Xin cho mời anh Cầm. Có nghe nói không? Có nghe nói không? Có nghe anh ạ. Có nghe nói. Ok. Nãy giờ thì nó có xịa xói về Việt Nam mua tao quá. Nhưng mà tao bây giờ trước mắt thì nó hay hỏi cái vấn đề nhân quyền với lại cái gì kinh tế gì đó không? Nhân quyền. Thì giờ thầy tao ra. Nó bảo đất nước Việt Nam điêu tàn. Lời cho tụi tao kệ đi. Bây giờ tao cho nó biết là giờ tao không làm nói chuyện quốc gia nữa. Đúng không? Giờ tao nói chuyện thế giới à. Đấy. Mày có thấy cái này không? Đây là một buổi họp của Liên Hiệp Quốc. Rồi. À. Đấy. Trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp trực tiếp một cách xây dựng và trách nhiệm vào công cuộc bảo vệ và thúc đẩy các giá trị quyền con người trên phạm vi toàn thế giới, cũng như có điều kiện chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm tốt từ bạn bè quốc tế nhằm đảm bảo sự thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền của mỗi người dân Việt Nam. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là trụ sở của Geneva, Thụy Sĩ, là một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ tất cả quyền của con người trên toàn cầu. Rồi. Năm 2019, Việt Nam trúng cử vào Liên Hiệp Quốc về Ấn Độ, số bầu của Liên Hiệp Quốc là rất là lớn, 180 mấy trên 190 mấy ở đây. Đó là một thực tế hiển nhiên, mình đéo nói mấy cái thằng xạo lồn, đủ mà nói chuyện quốc tế cho nó vui. Đủ mà nghe mấy cái thằng cóc ké, đủ mà ăn cơm dưới muối mà nói chuyện trên núi. Rồi đây, đây là nhân quyền của Mỹ đây, đây là tù nhân. Đấy. Mày thấy chưa? Đây tù. Thì ở đây nó sẽ nói là phanh phui việc CIA bí mật sử dụng tù nhân làm vật thí nghiệm để thử nghiệm các loại thuốc. Đấy. Đây là mấy người nó cột. Mày cột mà thấy bệnh không? Nó chích thuốc nó thử nghiệm. Mày thấy nó đối xử với lại con người đó. Đó là Mỹ đó nha. CIA đang phát giác ra và đang lôi ra. Thì tao hỏi mày nhân quyền để đâu? Lấy con người ra làm như chó như mèo để đi thử thuốc. Sao? Hai cái đủ chưa?
nói chuyện là phải nói chuyện chính xác. Nói chuyện là chính xác, nói nhanh cầm nói vô tư như thế mình công nhận. Cái gì đúng là đúng ở Việt Nam. Nói là phải sắc, mắt thì phải đúng. Có chứng. Có nghĩa là phải lý luận logic. Tụi nó cứ bỏ cái bài độ nít 3 tuổi nó cũng được. Còn gì sắc mắt nữa không? Đâu rồi, nó đâu vấn rồi. Đề ấy, anh cứ nói đi, nó đang ở trong này đó nghe. Ừ, đó. Đấy. Mày có ngon á. Thì mày lên mày dẫn chứng cho ta một cái gì đó bằng con số, bằng hình ảnh, bằng tư liệu. Còn mày ở đó hả? Tao cho mày coi những nữa. Bây giờ tao nói cho mày nghe, tao thì mình là một người vân dân Việt Nam, mặc dù ngày xưa tao cũng đi lính Việt Nam Cộng Hòa vậy. Nhưng mà tao nói về tao nói một cách đơn giản mà nói một cách công tâm, người nước ngoài nó kể cả thằng Mỹ nó nợ Việt Nam mình quá nhiều. Nó nợ về sinh mạng, nó nợ đủ thứ hết rồi. Ở đây là tài liệu nước ngoài nha, tài liệu nước ngoài, không phải là tài liệu của cộng sản nha. Mà thiệt mày, tao cũng đéo biết cộng sản là cái gì, từ xưa giờ tao đéo biết cộng sản là cái gì. Nắng mày đó thì để tao nói cho mày biết những cái mà người Mỹ vẫn còn trăn trở, vẫn còn thiếu nợ người Việt mình rất là nhiều. Bây giờ nó mới ra một cái luật nữa nè, tao cho mày coi nữa nè. Ở Mỹ thì sao nhiều vụ biểu tình đây, có sách mới có chứng luôn, có tên tụi đồ vàng đây, mà coi kỹ đi. Đây, mày thấy cái tin này chưa? Tao đọc luôn. Sau nhiều vụ biểu tình phá hoại và chặn đường không cho giao thông đi lại, tiểu bang Tennessee, Mỹ đã thông qua luật mới cho phép các lái xe đâm luôn vào người biểu tình. Đấy. Có nghĩa là chặn xe à, là xe tải nó cán luôn. Ở tiểu bang Tennessee. Báo Mỹ nha. Báo Đấy. Mỹ nha. Báo Mỹ nha. Đây chưa? Rồi. Chưa? Đấy. Không phải báo Việt, báo Mỹ. Còn đây cái biểu tình là báo Mỹ là nó cho mày đâm xe luôn vô trong người biểu tình luôn. Được chưa? Đó là đây, cái thực tế đây mà tại nước Mỹ. Việt ở bên Mỹ đây. Cứu bà cậu ơi, chạy chạy bà cậu xin ra. Dạ. 144 người đặt gia đình ký rồi. Dạ. Và ký tên và nộp đơn lên cho thị trưởng biết rằng tụi tôi nộp đơn rồi, hồi tháng 2 tụi ta nộp đủ 144 người ký lên. Với cái này có lâu rồi. Mà không thấy trả lời hết, không thấy hội âm, thành thử không biết sao. Nhưng mà Tiffany Thang hôm họp vừa hôm qua thì có hứa với tôi, anh có nói hoàn cảnh cha mẹ anh đi diện cực biên qua đây và sử dụng sách trên hết để mà sống hoàn có biết hiểu hoàn cảnh của tôi. Thanh thường có hứa lại sẽ giúp đỡ những người gia cả kịp bị tan rồi, những người đơn con như tôi được sống như vậy đó là hạnh phúc nhất. Còn nếu mà tụi tôi đã nộp đơn chỗ nào cũng hứa hết, nhận đơn phát đơn nhận đơn và hứa với tôi là 3 năm 5 năm như vậy, chỗ nào đâu có chỗ nào mà đi được đâu. Thành thường là chỉ có hôm đấy thôi, mà hôm đó là chỉ có chết, chẳng là chết ở đây còn hơn là đi đâu mà chết không. Rất cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bác. Dạ. Này, mọi người nhìn thấy chưa? Thấy nước Mỹ chưa? Nước Mỹ người Việt đấy nhá. Cái đó là cũng cái đó nhiều năm ngoái, cái đó bây giờ cũ rồi, bây giờ ta cho mà cho qua một cái tin mới nữa. Một cái tin mới rồi rất là vui. Mà ta mới vừa đọc được. Để cho mày khỏi nói vấn đề y tế luôn. Mày có thấy cái tin này không? Cho mày coi kỹ đó. Bảo hiểm y tế ở Việt Nam á, trả 100% tiền thuốc chữa trị cho những 10 bệnh nhân mắc ung thư kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. À. Đó, y tế Việt Nam đó. Có gì thắc mắc nữa không? Nào. Về đã ba cái, chủ đề là ba cái không? Dân chủ nè không? Nhân quyền phải không? Y tế hả? Còn bữa tao đéo ở Việt Nam, tao đéo biết tài chính, tao không có rành tài chính, tao không có đưa. Hay tao đưa là phải có lý luận, phải có sách, phải có hình ảnh, phải có tư liệu, phải có con số. Đủ bên trong phải vỏ mồm như mấy cái thằng lùng què, phải không? Mất dạy.
Rồi anh cứ có gì chia sẻ được không? Anh cứ chia sẻ đi. À. Ủa, còn nhiều lắm mà ta đưa ra sợ nó sốc. Cứ đưa ra cho nó sốc. Thôi, dễ lắm. Đấy, các anh nhìn thấy chưa? Hải Nguyễn đâu rồi? Hải Nguyễn đâu rồi? Thấy anh cầm lên là Hải Nguyễn chạy mất rồi. Đấy, cái gì nói nó phải đúng. Đây, đủ. Nhân quyền phải không? Nhân quyền kiểu Mỹ nãy ta biết rồi. Nhân quyền kiểu Mỹ là đồ nó lấy thuốc, nó lấy thuốc ra, nó chích thử, nó lấy... lấy vaccine ra để thử nghiệm bằng trên tù nhân đó, cho người coi. Đấy. Đúng. Bốn. Đó, thôi. Đấy. Đấy. Tụi bây giờ quýnh xe rồi. Đấy, nhân quyền ở Mỹ đấy. Nhìn thấy chưa? Anh cầm là anh ấy đưa lọc thực tế nha. Đó là Mỹ quay à. Tụi mấy mày rồi, còn nhiều lắm. Rất là nhiều lắm. Nhưng mà cái điều mày muốn vô trong cái trang tao mày coi. Mày muốn chụp hình á. Tụi mấy nó bụp, nó lấy cái điện thoại nó liền đất, nó lấy chẳng, nó đạt lên luôn. Tụi mấy ở quay phim, quay á. Nó bắn mày chết mẹ luôn. Tôi... còn bố gì nữa? Tôi có lưu mấy cái mà nó còn giằng điện thoại, đập luôn điện thoại cơ. Đó. Đó, đập luôn điện thoại luôn tại chỗ quay. Quay nó là nó ra nó bắt ở trong xe luôn. Ở trong xe nó kêu mày mà không bắt kìa. Là nó bóp cò thôi. Đúng rồi. Đấy thế. Rồi còn mắc gì nữa không? Cho nên là các anh không hiểu rồi thì tốt nhất là muốn để cho người ta mời lên nói cho nó đàng hoàng thì phải nói cho nó đúng. Đào lao đủ mà. Chứ muốn mời lên nhưng mà nói toàn nói bừa lên bãi lên à nhi. Ờ nó bậy nó có camera rồi nhá. Mày chứng minh cho tao, mày chứng minh cho tao. Tôi chờ tí có camera rồi. Không chứng minh thì đừng nói. Rồi. Đấy. Mày chứng minh trên thực tế đi. Rồi, bây giờ thôi được rồi, anh nói vậy thôi cho anh xuống đi để tao kêu cho nó lên, cho nó lên nói. Nhá. Rồi. Đây. Để cho Nhi Vũ lên, mời Nhi Vũ lên nha. Nhi Vũ lên nói cho nào. Đây. Ơ. À rồi. Đăng thêm Nhi Vũ. Ai lên cũng được, ở bên kia lên cũng được, đối lập lên cũng được, nhưng mà phải nói đúng. À Lam Phi không có camera. Sao lại Nhi Vũ từ chối rồi? Nhi Vũ đâu rồi, sao lại từ chối? Khoa Lê. Sao lại từ chối rồi hả Nhi Vũ? Jackson Bùi nói cho nó đúng. Cái gì mà phải nói cho nó đúng? Tôi không phải, tôi sống ở Đảng Cộng sản, ở chế độ Đảng Cộng sản đây, nhưng mà chưa chắc thì tôi đã thích Đảng Cộng sản đâu. Chứ đừng nói bảo tôi sống ở đây mà tôi thích Đảng Cộng sản, chưa chắc. Người dân Việt Nam là người dân Việt Nam, Đảng Cộng sản là Đảng Cộng sản. Đấy, nói rõ như thế. Nhưng mà cái gì đúng ta phải nói cho đúng. Đấy thôi. Đâu rồi, ai nhỉ? Ai ok nhỉ? Ai lên nhỉ? Đâu rồi, Trung Anh nhỉ? Trung Anh rồi, ok, Trung Anh, mời Trung Anh nhá. Trung Anh có camera, để tôi mời Trung Anh. Nhưng mà Nhi Vũ sao lại từ chối? Mời chị Nhi Vũ từ chối rồi, Lam Phi. Không lan mạng mấy hôm nay nó yếu làm sao đấy mà không nhiều người không camera. Đấy, ai có camera mời lên được. Dạ bác nhỉ. À, xin chào. À, Trung Anh. Chào anh. Nhi Vũ sao lại từ chối đấy, Nhi Vũ? Gái Hải Phòng. Mày lên mày từ chối. Rồi. Thì em thì anh em chào anh mới chào. Bây giờ có camera rồi thì lại từ chối, lấy không camera thì cứ đợi xin lên. Rồi, có camera rồi thì từ chối. Chắc lúc cứ bực quá nhưng mà khi bắt cầm bắt trả lời hết rồi là thôi không muốn trả lời nữa. Chắc là để thôi. Rồi. Thì em thấy cái bạn rồi ở Cà Mau mà nói đúng ấy, thì vấn đề thu nhập ở GDP Việt Nam thì con đóng cái nó không thể tính được. Có những cái mà người đúng ta rồi. Có thể trao đổi bằng thậm chí là không có thể xuất hóa đơn được, không tính toán được, nghĩa là gọi là không có thuế đấy. Đấy, cho nên cái thu nhập không tính được. Ví dụ như ở Mỹ anh xây được cái nhà 1 tỷ thì anh phải đóng thuế mất 30-40%, nhưng bây giờ anh xây cái nhà 1 tỷ anh chẳng mất đóng thuế đâu nào cả, tại vì cái thu nhập của anh không phải chứng minh. Đấy ạ. Đấy về cái GDP trên thực tế là cái thống kê của thế giới thì GDP của Việt Nam mà nếu mà theo Liên Hợp Quốc thì mình đứng thứ 55, còn theo quỹ tiền tệ quốc tế thì mình đứng thứ 48. Có nghĩa là trên 200 nước thì mình cũng đứng top coi như là top trên rồi. Đấy thì cái đấy còn là và nói về phát triển thì nó phải so sánh giai đoạn. Anh muốn là nói là ngày hôm nay tôi hơn ngày tôi giàu hơn ngày hôm qua, hoặc anh giàu hơn em, là anh phải có cái mức để so sánh. Ví dụ như là bây giờ mỗi một năm là anh phát triển 6%,
cái kinh tế thì đương nhiên là 10 năm anh có 60%. Thế nhưng mà Mỹ mỗi năm nó phát triển 1% hoặc là không camera. Hoặc là -1% hoặc là không phát triển thì đương nhiên nó cứ như thế, một năm nó cứ như thế, đất nước nó vẫn cứ thế, nó không có xây dựng được cái gì cả. Nó không có gì để phát triển đất nước cả, nó không có tiền. Thì bây giờ anh phải so sánh Nam Phi không camera nhá. Anh phải so sánh là chẳng hạn từ năm 4 năm bây giờ thì từ lúc mà chết đói thì đến 1 triệu người miền Bắc, bây giờ đến giờ phút này thì anh thấy là gần như nó khác rồi. À có mình... rồi. Trương Minh Thảo có rồi. Rồi cứ nói đi thì Trương Minh Thảo có rồi, cho tí Trương Minh Thảo. Vâng. Còn em nói về cái thu nhập về đóng thuế ở Việt Nam thì cái đóng thuế mà thu nhập gọi là thu nhập cao ấy, ở Việt Nam ấy thì nó còn khiêm tốn anh ạ. Đúng rồi. Mới cái còn khiêm tốn rồi. Vâng. Cái khiêm tốn còn đâu là thuế thu nhập Việt Nam nó có đóng thuế rồi. Ví thử và ví thử như là nó quy định là từ 5 triệu đến 10 triệu thì đóng thuế mức bao nhiêu, đến 30-40 triệu đóng thuế mức bao nhiêu. Cái đấy là Việt Nam có chứ không phải không có. Mọi người lên nói là Việt Nam không phải đóng thuế là bị sai, là nói cái đấy là sai. Mình có luật đóng thuế, đầy đủ thuế. Ví dụ như em cho anh xem, mọi người xem bảng lương của em. Ví dụ như tháng đây là biết rồi, nhưng mà những người có bảng lương, những công nhân viên chức nhà nước có bảng lương thì người ta mới đóng thuế được. Chứ chẳng hạn như tôi là một người dân bình thường thì lấy cái căn cứ gì để đóng thuế. Đúng không? Thuế nó như này anh ạ, thuế thu nhập nó khác. Thu nhập là có nghĩa là anh thu nhập cao là anh phải đóng thuế. Còn nó đóng bảo hiểm, đóng bảo hiểm y tế, đóng tất cả thứ khác thì nó khác. Nhưng mà bây giờ anh có thu nhập cao thì anh phải đóng thuế. Đấy, đóng thuế. Ví dụ như cái bảng lương của em cho mọi người xem là đây cái lương, đây lương bảng lương chính thống đó, là của em là anh người như em đóng thuế là hết 4 triệu. Nên tiền đóng thuế thu nhập của em là 4 triệu. Nghĩa là em trên 40 triệu là phải đóng thuế 4 triệu. Đấy là trừ sau khi trừ coi như là gọi gia cảnh thì trừ tất cả mọi thứ đi rồi đấy, đúng không? Thì nó có luật đấy. Cho nên không phải là không có đóng thuế mà vấn đề phải thu nhập cao như em là trên 40 triệu hoặc là 5-60 triệu, 200-300 triệu thì em phải đóng thuế. Còn đâu là dưới mà dưới mức khoảng 9 triệu thì anh không phải đóng thuế, còn trên mức 9 triệu thì anh phải đóng thuế, trừ gia cảnh nuôi bố mẹ già hoặc là con cái. Đấy thì mới phải đóng thuế. Thế mà thuế thì hay thì ông nói về thuế Việt Nam vẫn có cái thuế thu nhập, ngoài thuế doanh nghiệp rồi là thuế doanh nghiệp rồi thuế VAT rồi thuế các thứ tiêu thụ đặc biệt thì nó vẫn có thuế doanh nghiệp. Thì cái đấy thuế, nhưng mà thành ra cái ông Hải Nguyễn ông nói là ở Mỹ đấy thì nó thu nhiều hơn, nhưng mà đất nước của nó là về cái GDP nó thu nhập hơn nhiều hơn, nhưng mà vấn đề nó lại liên quan này, cái thu nhập và cái mức sống nó lại khác nhau. Ở Mỹ anh có thể thu nhập 4.000 một tháng, nhưng mức sống của anh tiêu thụ hết 3.900 rồi thì anh chỉ có 100 đô để tiết kiệm thôi. Nhưng ở Việt Nam mức thu nhập bình quân là 9 triệu một tháng. Thế nhưng mà cái mức sống của anh chỉ hết có 5 triệu một tháng đâu. Thì đương nhiên anh dư được 4 triệu hoặc là dư khoảng 200 đô. Đúng rồi, ở Việt Nam giờ thì anh cứ tính như bản thân anh một tháng anh tiêu thụ hết bao nhiêu? Tiêu dùng hết bao nhiêu? Chắc chỉ khoảng 3 triệu. Ăn uống chi tiêu tất cả mọi thứ hết 3 triệu. Thì nếu anh làm được 7 triệu thì anh được bỏ ra 4 triệu. Đúng rồi. Còn đâu là em chỉ góp ý là cái những cái thằng nó nói về đất nước Việt Nam điêu tàn mấy cái gì đảng cộng sản này khác thì cái đấy thì nói với nó làm gì anh, thế giới họ công nhận rồi, điêu tàn là chỗ nào so sánh nếu nói như nào. Thế thì mình không thể nói được, không nói cho những người mà nói như thế thì không cho những người đó lên được, vì mình phải nói thực tế. Cứ nói nếu mà ông nói cách đây 20 năm trở về trước ấy, thì có thể là nói là Việt Nam điêu tàn thì đúng là so với bây giờ ngày xưa Việt Nam đúng rồi, từ đống đổ nát cho tàn, mà Việt Nam từ đống đổ nát cho tàn đúng, lên đúng. Chứ không phải là có như nước Mỹ đâu, có 100 năm trước nó đã năm 1968 tổng như coi như là về có những cái ngân sách của về cái tổng sản phẩm của nó của Mỹ đã chiếm 68% coi như là thế giới rồi anh ạ, có nghĩa là thế giới lúc đấy bán được khoảng 1 tỷ đô thì lúc đấy là thằng Mỹ nó chiếm đến 680 triệu đô rồi, là tổng ngân sách của nó rồi. Nhưng thằng Mỹ đã đứng trước một nguy cơ, hiện tại là thằng Mỹ đang nhập mỗi một năm là về kinh ngạch với thằng Trung Quốc là 500 tỷ đô la. Thì đương nhiên cái việc là mỗi một năm người Mỹ phải bỏ cho thằng người Trung Quốc 500 tỷ đô la để coi như là mua hàng hóa. Thì cứ như vậy vài năm nữa là nó chết dần, là tự nhiên nó cứ lợi dần lên thôi. Thì cái việc mà so sánh và phát triển anh phải so sánh từ năm trước đến năm sau, hoặc là anh so sánh từ giai đoạn này đến giai đoạn trước, chứ không phải anh so sánh phát triển mà anh lại lấy nước Mỹ anh so sánh nước Việt Nam thì anh bị so sánh là bị khập khiễng, không đúng. Nhưng còn đâu là bạn ấy về Việt Nam đi, nếu cần thiết em dẫn nó sang bệnh viện Vinmec, vào đấy nó bê vác đầy đủ, thích nó khiêng đến tận nơi, tiếp đón đầy đủ đàng hoàng, sạch sẽ hơn cả bệnh viện vừa rồi. Nếu muốn tìm hiểu ấy, thì Hải Nguyễn phải ngồi mà nghe cho nó kỹ. Thế còn đâu nói vấn đề cái gì cho đúng. Vâng, còn đâu vấn đề là 25 mà ông nói là để Việt Nam
còn điêu tàn thì tôi còn công nhận. Nếu cách đây 20 năm thì có thể là lúc ấy còn mình nói được. Kêu anh Thảo à, rồi kêu anh Thảo có cái. Ok, tôi cho Minh Thảo người Hải Dương đến nói chuyện. Em đến Hải Dương nhiều, chắc là mọi người nhìn nhiều Hải Dương thì bây giờ họ sống. Thế cảm ơn em nhá. Dạ vâng, rồi, cảm ơn em nhá. Rồi. Để tôi mời Minh Thảo lên. Chứ anh Hải Nguyễn mà nói theo kiểu đó, cứ nói Việt Nam điêu tàn mà cách đây người ta lạc quá lạc hậu rồi. Các ông mà cứ như thế thì không bao giờ các ông mở mắt ra được. Đấy. Không mở mắt ra được. Nam Phi không có camera đâu mà ok. Rắc Xuân Bùi chờ tí. Kêu Minh Thảo lên nói ra. Rắc Xuân Bùi lên nói được nhưng mà phải nói trong một cách nghiêm chỉnh. Ông nói Việt Nam điêu tàn, người ta nhân dân Việt Nam người ta đang phát triển như thế này. Ông bảo Việt Nam điêu tàn. Ông nói nó chả hiểu gì cả. Tôi cho là các ông không hiểu. Đang thêm Chu Minh Thảo đấy, mà thêm mãi không được nhỉ. Đang thêm Chu Minh Thảo nhá, đang thêm mãi mà sao không được nhỉ. Mạng của Chu Minh Thảo hơi yếu đấy phải, không lên được. À, lại mời lại Chu Minh Thảo nhá, mời lại nữa xem nào. Đây anh xem nào, cho nó mời sao lại không mời mãi mà không lên được nhỉ. Rồi, mời nhá. Đang thêm mà thêm mãi không được là sao này. Mạng của Chu Minh Thảo khả năng yếu quá nhưng mời mọi người ta lên ngay. Sao Chu Minh Thảo không lên được là sao? Rắc Sơn Bùi về, lên mà nói ơ. Gửi yêu cầu, không có yêu cầu mà có đây mà đang thêm mà mãi không lên được, cứ đang thêm mãi này. Mời lại lần nữa là thêm lại lần nữa nhá. Thêm Chu Minh Thảo lại lần nữa xem nào. Đấy, đang thêm đấy mà thêm 3-4 lần mà không được là sao nhỉ? Mạng bên ý là khả năng yếu. Rắc Xuân Bùi chờ tí. Rắc Xuân Bùi lên được nhưng phải nói cho nó nghiêm chỉnh. Chứ cứ nói Việt Nam điêu tàn, ông nói cách đây từ năm 75 ấy thì ông nói Việt Nam điêu tàn là phải rồi. 25-80 tôi nói những cái đó thì đúng là Việt Nam lúc ấy là đúng là một đất nước điêu tàn thật sự, tôi phải công nhận đấy là như thế. Nhưng mà đến bây giờ mà ông nói Việt Nam điêu tàn thì người Việt Nam người ta cười cho đấy. Người Việt Nam người ta cười cho không thêm được rồi à, mà Chu Minh Thảo ơi không lên được, đang thêm suốt mà không lên được, bên đó là mạng yếu đấy, bên đó là mạng rất yếu nha Chu Minh Thảo nha, yếu quá không lên được, thật sự là không lên được. Không lên được, đây là Rắc Xuân Bùi, tôi mời Rắc Xuân Bùi xem nào. Rắc Xuân Bùi sao lại không mời được nhỉ? Tôi thử mời Rắc Xuân Bùi xem nào. Không lên được, Chu Minh Thảo ạ. Rắc Xuân Bùi sao lại không có camera ở đây nhỉ? Đây, thử xem nào. Rắc Xuân Bùi. Rồi, Rắc Xuân Bùi nên nói nghiêm chỉnh đàng hoàng. Hello, chào anh Siêu, chào tất cả diễn đàn nha. Ok, hôm nay cũng như là em lên em cũng góp ý thôi chứ không có cây cứu gì. Ok, ví dụ giờ muốn một đất nước phát triển, ok, để em nói như vậy nha. Muốn, tại em cũng có học kinh tế qua cho nên em cũng biết, phải không? Muốn một đất nước phát triển thì chính phủ phải thu thuế người dân. Cái tiền thuế đó mới trải được cho đất nước, anh hiểu em nói không? Nhưng mà đúng. Ok, nhưng mà cái tiền thuế đó anh phải phải làm sao qua một cái cơ quan nào đó tín nhiệm. Anh hiểu không? Rồi tôi đây này rồi nói thế này. Để em nói. Anh xin để em nói cái đã. Em nói xong rồi em nói. Cái tiền thuế đó là phải đưa ra một cái cơ quan tín nhiệm. Cũng như là thế giống bên Mỹ nè, nó có thuế federal. Nó có thấy income là federal lấy, là mấy từ trung ương lấy. Cái thế mà mình đi làm á, cái người dân đóng á là cái thế chính phủ về trung ương lấy. Còn cái thế nào giống như cái thế tiểu bang là cái thế nào á, phải có tiền thế, anh hiểu không? Nhưng mà cũng phải có người giám sát và phải có một cái cơ quan nào giám sát á. Coi cái ở dưới tại Việt Nam mình á, có một đảng làm việc thôi. Cho nên có nhiều khi ở dưới á, nó không phải, nói thế sai. Nói thế yên để tôi giải thích cho cái đã rồi nói tiếp. Bây giờ em không nói đó đi, em nói là không có ai giám sát cái tiền thế đó nó được bao nhiêu. Anh hiểu không, nói không? Phải có người giám sát thế đó, thí dụ giờ một đảng hai đảng cũng vậy, nhưng phải có người giám sát thế đó, tiền thế. Rồi cái thứ hai nữa đó là anh nói là cái vụ tiền thế nha.
thí dụ mà tùy theo cái đóng thuế, không phải là anh quy định là ok người ta làm có 100 đồng anh phải bắt người ta đóng 10%, tùy theo cái số tiền cái người mà làm lãnh lương bao nhiêu thì anh cũng phải để cho người ta, anh phải để cho người ta con đường sống. Nói thế, nói với sông Bên Rồi rất đúng, nhưng mà không thực tế với tình hình Việt Nam. Để tôi nói cho trả lời cho sông Bùi này. Việt Nam đang tiến lên. Yên đây này, đang tiến lên. Trước đây Việt Nam không có một cái, người ta không dùng đến cái thẻ đó. Bây giờ mới đang phát triển. Mà tới đây khi nào nhà nước phải có luật, okay. Cái luật, ra một cái luật đó, thì người dân, người ta không dùng tiền mặt nữa, thì phải dùng đến thẻ TN, mọi cái thẻ đó, tiền là phải đưa vào cái thẻ đó, không dùng tiền mặt nữa thì mới có thể đóng thuế được, với thu được thuế của người dân. Còn hiện tại bây giờ dùng tiền mặt. Ok, bây giờ em nói, người ta không ấy được. Một đảng người ta vẫn làm được cái đó. Cái thế á, đúng anh nói đúng, anh em đồng ý với những gì anh nói, nhưng mà quan cái quan trọng đó là ở đây á, là cái tiền thế đó phải rõ ràng, anh hiểu nói không? Chứ đừng có ém nhẹ rồi xong rồi người này ăn người kia ăn. Cái đó cái lòng người, tại anh sao biết? Tuy là anh không tham mà anh nghĩ người ta không tham mà không đúng anh Siêu. Người khác người ta tham. Anh hiểu không? Nó cho rồi. Nên khi người ta lấy tiền đúng, tiền là tiền của chung, anh hiểu không? Chứ em nói đây. Bây giờ mới nói này, nói để em biết này. Khi một nước Mỹ đã phát triển hơn 200 năm nay rồi. Anh có thể đưa vào một cái quy luật rõ ràng được, như ở Việt Nam bây giờ ở cái thời kỳ đang phát triển mà nhà nước đang dần dần đưa vào một cái khuôn khổ. Cái khuôn khổ đó thì thế này, khi đất nước Việt Nam bây giờ mới phát triển, trước đây chưa có thẻ, okay. Chưa có những cây rút tiền thì làm sao làm được thế, bây giờ mới đang phát triển. Có ba điểm để em đưa ra cho Việt Nam phát triển nè. Đó, cái thứ hai nữa là Việt Nam phải cho tư nhân nha, mở những công ty lớn, anh hiểu không? Những công ty lớn để làm gì? Để người ta có thể là mướn những cái người trong nước á, là khi người ta mở công ty ra đó là cái người trong nước á, người ta đi làm rồi người ta mới có cái thu nhập đó, người ta mới đóng thuế được. Anh hiểu không? Cái đó là đúng. Rồi cái mấy tụi nước ngoài nó vô nữa, anh hiểu không? Tại vì nếu mà cho những cái tư nhân trong nước á mà người ta làm á, cái nhiều trong nước làm á thì nước ngoài vô nữa thì Việt Nam sẽ phát triển ầm ầm lên, anh hiểu không? Nhưng mà cái đồng thế đó này, mình vô tư mình nói này, Việt Nam vẫn lạc hậu hơn Mỹ rất là nhiều vì chưa tiến triển được, bây giờ mới đang trên đà phát triển. Khoảng 10 năm nữa tôi nghĩ rằng là nó sẽ đi vào một cái lề lép nào đó, nó có luật ra rõ ràng thì bây giờ mới đi vào lề lép được, mà người dân phải đóng thuế. Đất nước có thu nhập cao thì phải có đóng thuế của người dân, và muốn có an sinh xã hội tốt thì phải có người dân phải đóng thuế. Nói thì ai nói cũng được, anh hiểu không? Nhưng mà cái chính phủ người ta có thực hành không mới nó quan trọng, anh hiểu không? Phải cho người dân nấu lên những cái tư duy, anh hiểu không? Phải cho người dân nấu lên những cái tư duy trái chiều, đừng có bắt bớ người ta, đừng có nói xuyên tạc, anh hiểu không? Tại sao cái đó làm cho nước mới đi lên. Bây giờ tôi hỏi rằng là bây giờ nhá, ngay bây giờ bạn vào các diễn đàn có xem nói có cái trái chiều có được nói thoải mái không? Vẫn giống như hồi nãy, giống như hồi nãy biểu tình lật đổ một chính quyền người ta thì cái đó là sai luật. Còn ngược lại người dân có thể nói lên thoải mái, bản thân tôi cũng được nói lên thoải mái mà. Đấy, vào những diễn đàn xem có đúng là nói thoải mái không? Rất là thoải mái nói. Thoải mái nói gì đâu, có nhiều khi em nói lên những gì tự thật thì anh lại đá người ta không. Xuống như là hải ngoại gì đó. Lên đó, đấy, nói như thế này tôi cho là công bằng và công nhận, cái đó là đúng. Chứ nói như Hải Nguyễn bảo Việt Nam điêu tàn, rồi Việt Nam không phát triển với gì. Thế loại kia thì tôi không thể chấp nhận được, cái đó là sai. Nhưng nói như thật sự ra bây giờ á là Việt Nam đáng để người ta chỉ trích, anh hiểu không? Nếu mà Việt Nam làm tốt đi thì đâu có ai còn chỉ trích nữa. Thí dụ bây giờ một cái đứa con trong gia đình, sao nói thế? Okay. Nói thế không được, không phải nói là xứng đáng sao được chỉ trích. Một đứa con trong gia đình nó hư hỏng thì mình có quyền phê bình nó để cho nó đi lên, anh hiểu không? Nói như thế được, bây giờ tôi hỏi nhá, ví dụ nhà sắp sập rồi, bây giờ có một nền tảng vững chắc đàng hoàng rồi, xây một cái nhà 5 tầng đàng hoàng, trong nhà có đầy đủ các thứ rồi thì có thể là nói là một cái gì cũng được. Nhưng mà bản thân nhà tôi vừa mới xây nhà xong, tôi chưa có tiền mua cái tivi, thế đòi hỏi tôi phải có đầy đủ các thứ thì làm sao được? Đấy, cái nhà gia đình, một gia đình phát triển, một gia đình bình thường với một gia đình người ta đã được có nhưng mà anh siêu biết, ví dụ một anh quản lý trong một cái gia đình
thì như giống như nói vậy, nhanh bây giờ nhiều người muốn lên. Ok, bây giờ em nói là trong gia đình đi, anh phải có một cái nền tảng vững chắc. Xây một cái nhà cũng vậy, anh phải có nền tảng vững chắc anh mới xây thì được. Rõ ràng lên đảng bây giờ chưa được chắc, bây giờ đang tiến lên. Bây giờ Việt Nam mình á là cái đảng cộng sản chưa có được cái nền vững chắc, anh hiểu không? Cho nên mình phải cần làm được xây được cái nền vững chắc, xong rồi anh mới phát triển mạnh lên. Đó, thì bây giờ đất nước Việt Nam đang phát triển. Phát triển những cái nền cách đây 200 năm so với Nhật cách đây mấy chục năm. Ví dụ như đất nước Việt Nam, tôi hỏi rằng là cách đây từ là cái năm 40 nước Nhật người ta phát triển như thế nào rồi? Anh nói Việt Nam phát triển là phát triển chỉ có những cái nước ngoài vô đầu tư là phát triển cái phần đó thôi. Ok. Chứ cái phần mà giáo dục, y tế, bảo hiểm, rồi cái phần mà những tư nhân mở công ty lớn á, người ta có được quyền mở không? Sao đó, không có quyền? Bây giờ nhà nước đang khuyến khích rồi đang khuyến khích cái gì? Bất kể là cái gì mà lớn á là nhà nước nắm hết à. Tư nhân chỉ làm được mà mở những cái công ty lâm cơm. Nói thế là sai. Tôi sẽ nói phản bác cái sai rồi. Tất cả những công ty ai có khả năng về đã có quyền mở được hết. Chứ một số những doanh nghiệp của nhà nước rồi giống như một cái hãng bây giờ em đưa một cái điển hình. Ok anh Siêu. Em đưa một cái điển hình này giống như một cái hãng phim lớn mà mỗi lần anh nhớ cái phim mà bụi đời Chợ Lớn không? Cái hãng phim đó em thấy bây giờ cũng vài năm mà người ta hóa hết rồi. Người ta làm ra một cái phim xong rồi cái đưa qua nhà nước kiểm duyệt lại không cho người ta chiếu, thấy không? Tôi nói rất Bùi này, vài năm đến bây giờ Việt Nam là khậu rồi. Nói vài năm là khậu rồi, không nói đến vài năm trước nữa. Bây giờ người ta đang cổ phần hóa, tháng trước với tháng này nó đã khác rồi. Anh Siêu. Ok. Em nói cho anh nghe nè, em nói cho anh nghe nè. Cái dở của Việt Nam á là không chịu lắng nghe. Em hiểu không? Ở ngoài này nói rất Bùi thế là không được rồi. Nói thế là không được rồi. Chính phủ lúc nào người ta cũng họp từng ngày để người ta đóng góp ý kiến từng ngày, người ta tìm ra những cái nguyên nhân. Người ta nói trái chiều á thì bị bắt. Là đó. Rồi nói xuyên tạc là sao? Rõ ràng nói sai thì người ta bảo là xuyên tạc là đúng. Nói đúng chứ người ta có bảo xuyên tạc không? Nhưng nói sai thì người ta bảo xuyên tạc là đúng thôi. Vì anh phát biểu lên là sai. Tại không đúng ý anh. Người ta nói trái chiều mà ta nói sai là sao? Anh nói không đúng anh Siêu. Trái chiều ví dụ như Trang Bùi bảo nói là ở Việt Nam không nghe. Người ta có ý không nghe, đấy là cái đó là sai. Người ta ở nước ngoài người ta có cái tầm nhìn tại người ta. Tầm nhìn không hiểu được, tầm nhìn của Giác Sư Bùi như vậy là không hiểu được. Giác Sư Bùi tạm xuống nhá, tí lại đây để đến lượt coi như là đâu rồi, về Trương Minh Thảo thôi, chưa ok đi. Cái gì nó phải đúng thì thôi chứ, thì nói mà không nghe, chính phủ người ta đang bây giờ đang yêu cầu. Đâu, Trương Minh Thảo đây, tôi giật Trương Minh Thảo xem nào, tôi lên một lần nữa xem nào, có thể đăng thêm Trương Minh Thảo nhá. Cái gì nó phải đúng. Không phải là lắng nghe nó phải đúng thì thôi chứ bảo là chính phủ Việt Nam không chịu nghe, lắng nghe, người ta lắng nghe tất cả, ví dụ quốc hội họp là nhìn thấy quốc hội người ta phát biểu như nào, chính phủ có lắng nghe hay không? Nhìn thấy quốc hội bao nhiêu người phát biểu, ông phải nhìn trên thực tế như thế chứ, ông bảo là không lắng nghe thì mấy cái ông vớ vẩn ông nói như thế thì ai lắng nghe? Như đấy Trương Minh Thảo rồi đăng thêm mà anh thêm Minh Thảo thêm lại lần nữa xem Trương Minh Thảo có lên được không nhá. Không lên được thì đâm ra rất là ấy đây. Trương Minh Thảo này. Mời mà không lên đăng thêm này. Mời lại lần nữa nhá. Đấy đăng thêm. Mà không lên được nữa là chịu rồi. Chắc là bên Trương Minh Thảo là yếu. Sao lại không thêm lên được nhỉ? Đấy lại thêm đăng thêm đấy Trương Minh Thảo đấy. Mà không lên được cái chứ này. Khoa Lê. Thêm Trương Minh Thảo mà không lên được chứ này, mạng yếu lắm Trương Minh Thảo. Không. Chú Phan này, chú Phan nha, chú Phan thử xem nào nha. Mời anh chú Phan xem nào. Trương Minh Thảo không lên được, mạng yếu lắm không lên được. Chú Phan xem nào. Đang thêm chú Phan. Cái gì nó phải đúng thì thôi chứ nói là nói thế thì không thể. Tôi cho hôm nay tôi mở diễn đàn cho nói đúng, nhưng mà lần sau mà nói như thế tôi không cho lên nữa.
Thế nào mình phải em chào anh. Đây người ta nói đó. Ờ. Rồi rồi. Rồi mời à, mời nói. Anh nghe rõ không anh? Rồi nghe rõ, nghe rõ, nghe rõ. Chào rồi, trước khi em Hải Nguyễn nói như thế thì Hải không muốn cho Hải Nguyễn đây đâu. Mình nói rồi, rồi. Trước khi em anh ơi nghe rõ không? Rồi nghe rõ, nghe rõ. Rồi trước khi em góp ý với bạn Quách Xuân Bùi với bạn Nguyễn Hải thì em góp ý với anh Trúc đi. Anh mới trên đàn này đúng rồi, nhưng mà anh không nên cãi nhau với tụi nó. Anh cho nói mấy câu rồi anh xuống, anh nói mình anh, chứ anh không cãi nhau như vậy được. Dạ, anh rồi. Cho họ nói xong cái anh cho xuống, anh nói mình anh, xong anh mời anh em lên nói. Chứ mình cứ nói họ nói qua lại thì thành ra mình cãi. Anh nghe chưa? Rồi rồi và. À, rồi cứ anh góp ý của anh có vậy thôi, rồi không, mình chú lên đàn mà mình. Mình chú lên đàn mình thích nói bao nhiêu nói. Nói là thế này gì hả này? Lâu nay không mở diễn đàn. Hôm nay là ngày đầu tiên mở diễn đàn để đa chiều này. Nhưng mà để lên nghe họ nói làm sao, nếu họ cứ cố tình họ giữ cái này, lần sau mình không cho lên, mà cho lên nói không đúng cho xuống luôn. Anh cứ cho họ nói đi, anh ngồi tóm tắt anh xong họ cho anh cho họ xuống anh nói cho nó thoải mái. Giờ bắt đầu em trả lời nhá. Trả lời trước hết là trả lời cái bạn Giác Sơn Bùi này. Bạn Giác Sơn Bùi mà nói tương đối chính xác rồi thì mình không có phản biện nữa, bởi vì bạn góp ý là cũng có cái đúng rồi. Có cái đúng, có mỗi cái sai là bạn ấy góp ý là chính phủ Việt Nam không chịu nghe. Còn ngoài ra là nói Bùi nói phần đa đúng, bây giờ em góp ý nói một cái đúng. Do Sơn Bùi nói có hai cái sai. Hai cái sai thứ nhất là nói là những người trái chiều nói là bỏ tù người ta. Vậy tôi hỏi bạn là cái ông Vinaden đấy, ông chỉ có lộ bí mật mấy cuộc điện thoại ra mà Mỹ nó truy đuổi bao năm nay, ông phải chạy sang Nga ông trốn thì sao? Chính phủ nào nó bảo vệ chính quyền của nó chứ. Chính phủ nào thì nó phải bảo vệ cái chính quyền của nó, làm sao nó tha lỏng cho anh nói xấu là anh lật đổ chính quyền nó được. Anh biết cái nhà báo Vinaden mà lộ tiết lộ cái cuộc điện thoại không, nó truy đuổi nó bắt chạy Hồng Kông rồi chạy Trung Quốc, cuối cùng chạy Nga bảo vệ bao năm nay nó mới thoát chết ấy. Chính phủ nào thì nó phải có cách để bảo vệ chính quyền của nó. Anh không thể tự do anh nói xấu anh đòi lật đổ chính quyền nó được. Là câu hỏi trả lời cho bạn rất mời, câu hỏi nhất. Câu hỏi thứ hai, bạn nói là phải cho Việt Nam làm công ty tư nhân, Việt Nam làm công ty tư nhân 20-30 năm nay rồi. Đúng rồi, 20-30 năm nay người ta mở cho cái làm công ty, anh có khả năng anh làm thoải mái. Đây này, ví dụ là bạn biết là trước nhất là Hoàng Anh Gia Lai, hai là Đức Hồng Gia Lai, đấy. Ba nữa là ông gì Vượng đấy, ông Bớ rồi ông gì Vượng mà Việt Kiều lúc Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vượng. Cái ba là tập đoàn Vingroup là tập đoàn của Việt Kiều châu Âu, tất cả ta làm đấy. Tôi nói cho sơ mấy cái tập đoàn đó thôi. Rồi tôi nói thêm cho bạn nghe này, bạn Giáp cho Bùi nghe này, hiện nay bệnh ở Việt Nam bệnh viện anh có tiền xây, nhà nước cho xây, cầu nhà nước cũng cho anh xây, đường nhà nước cho anh làm để anh thu thuế, đường cao tốc, đường quốc lộ, đó. Toàn tư nhân làm ấy chứ. Trường học từ mẫu giáo đến đại học nó cho mở tư nhân. Đúng. Bạn ngớ ngẩn vừa thôi, là cái nhất. Cái hai hiện nay là các công ty sữa là tư nhân hết rồi, thậm chí công ty sữa tư nhân Việt Nam sang, cùng Việt Nam đầu tư bên Nga 3 tỷ đô la. Một nhà máy sữa, một công ty nuôi sữa lớn nhất ở châu Âu. Nói về ung thư ấy, thì ở bên Việt Nam này không bằng Mỹ. Mỹ ung thư nhiều hơn Việt Nam nhiều. Đứng thứ 5 thế giới. Không, để anh để em nói nốt. Tức là hiện nay công ty tư nhân sữa đã sang Nga đầu tư cái tập đoàn sữa ở bên Nga là 3 tỷ đô la. Đấy của tư nhân đi ngoài. Làm thế nữa đó, ở Việt Nam bây giờ là bệnh viện cho làm tư nhân. Đó, sân bay nhà nước kêu đầu tư tư nhân rồi. Đó, còn gì đâu. Hiện nay nhà nước chỉ giữ ngành điện lực và ngành quân đội và ngành công an, ngành giáo viên hiện nay cũng là xưởng phim, hiện nay cũng là xưởng phim trung ương, hiện nay cũng là tư nhân hóa rồi. Đó, toàn bộ ngành vận tải là do tư nhân làm hết. Ngành vận tải hiện giờ vận tải hàng hóa một năm mấy triệu tấn từ Bắc đến Nam, từ các nước về Việt Nam hoàn toàn là xe tư nhân. Nhà nước đâu có vận tải tàu biển, vận tải hàng không cũng có tư nhân rồi, vận tải đường bộ nữa. Thì tôi nói sơ để bạn rất mùi để bạn hiểu thôi. Còn để nói bạn Hải nghe này. Để nói bạn Hải nghe, bạn muốn giới thiệu một đất nước phát triển hay không phát triển ấy, thì bạn không thể so sánh ta với Mỹ được. Tất nhiên một cuộc đấu vật, một khi một cuộc đấu võ sĩ, ông 50 kg ông phải đấu với ông 50 kg, không thể ông 50 kg đấu với ông 200 kg được, là cái nhất. Cái hai là để nói bạn nghe này, muốn biết một đất nước phát triển ấy, nói như Trung Anh lại nói là phải đánh dấu cái bước phát triển của nước đó. Ví dụ như Việt Nam, ông muốn biết Việt Nam phát triển không, phải đánh dấu này. Ngày xưa Việt Nam là thuộc những nước kém phát triển hay chưa? Đúng. Mà đúng bây giờ chúng ta đã vượt qua nước kém phát triển, chúng ta đã lên đất nước đang phát triển rồi. Thậm chí là top giữa, top đầu của các nước đang phát triển rồi. Kém phát triển với đang phát triển là khác nhau nào rồi. Là các nhất muốn biết phát triển không, bạn phải biết như vậy, bạn biết. Cái thứ hai nữa,
là bạn phải biết là GDP hàng năm thu nhập đầu người ngày xưa Việt Nam chỉ có 100 với mấy chục đô la, bữa nay lên gần 3.000 đô la rồi. Đấy là phát triển. Rồi là cái hai đó là GDP tăng trưởng hàng năm chúng ta năm nay là 7% rồi, trong đó Mỹ có 2-3% rồi. Đó, bạn phải biết như vậy. Cái hai đó là bạn đánh giá là sự hài lòng của người dân. Người dân chúng tôi hài lòng, 90 triệu chúng tôi hài lòng, chúng tôi không biểu tình, chúng tôi không đòi đa đảng, chúng tôi không lên cho nói xấu nhà nước, chúng tôi không đòi hỏi gì. Đấy là sự hạnh phúc người dân, đấy là cái thước đo cái sự phát triển của người dân. Đó. Còn nói về nhân quyền, tôi nói với bạn nghe này, nhân quyền tại sao Mỹ, tại sao 4 nhà báo của Việt Nam chết ở Mỹ 3 mấy năm nay và hiện nay Mỹ không làm ra? Vụ án uống truyền chuồng lên có phải là bất công ở bên Mỹ có không? Anh Chiêu. Bốn nhà báo là Đạm Phong, con ông Đạm Phong, bốn nhà báo của Việt Nam bị ám sát tại nhà và nhà nó bắn chết. Bữa nay bỏ chìm chuồng rồi. Nhân quyền đến đâu? Nhân quyền tại sao nó mang súng vào trường học nó xả một lần chết mười mấy hai chục người? Sao có nhân quyền? Đó. Rồi là mới đây Mỹ cháy rừng vừa chết vừa mất tích hơn 1.000 người, hơn 200.000, 300.000 người đi, 300.000 người đi tán cư. Thì ra sao? Bạn mới nói, bạn mới hiểu là vấn đề đó. Chứ bây giờ bạn cứ, tức là góp ý, anh mình phân biệt này, góp ý như bạn góp chân bồi nãy là bạn là góp ý. Đó, nói bạn Hải Nguyễn Hải mà góp bồi góp ý như vậy là góp ý. Còn như bạn Hải Nguyễn mà nói, bạn nói mồi móc. Đó. Cũng phải góp ý, hai cái đó khác nhau. Như sao không bồi tôi không lại. Bạn nói chân bồi có cái bạn không chưa hiểu. Bạn nói rất đúng từ một cái điều bạn băn khoăn là bạn sợ là đáng Cộng sản Việt Nam ăn thuế của dân. Ừ. Thực tế tôi nói bản sắc bồi nó có đều có số sai chết, không ai ăn ở đâu, ăn làm sao được, đất nước nào mà ăn về cũng mà loạn. Cho nên là như bạn đó nói đây, anh Chiêu nghe bạn Hải Nguyễn này, bạn Hải Nguyễn là bạn nói cái giọng bôi móc, còn như bạn rất bồi hôm nãy bạn nói là rất tử tế, bạn là nói đúng rất đúng sự thật, chỉ có đó. Một số cái chi tiết mà nói sai thì mình bổ sung thêm nữa. Thôi thì em có thể là bạn nói nhiều. Em lên nói tí xíu thì rồi em xuống cho Trung Anh và người khác lên, mỗi người lên nói ý, tại vì một người đó nó thiếu sót. Thì anh cứ cho xong rồi rồi. Bây giờ là xuống thì anh nói. Anh ạ, em chào anh, chào các bạn nhé. Bây giờ rồi chào cả nhà đi. Rồi. Cho em ra đi, anh cho em ra đi. Rồi, cho xuống nha. 24. Rồi. Có cái như thế này. Hải Nguyễn thì phải nên nhớ này, Hải Nguyễn nên nói là nói ví dụ như Xuân Bùi nói, tôi có cái gì tôi công nhận. Ví dụ như này, ở đất nước Việt Nam, nếu cách đây khoảng trước đây á, đa số là những xí nghiệp lớn là những xí nghiệp của nhà nước. Đấy. Nhưng bây giờ người ta cổ phần hóa, dần dần người ta sẽ cổ phần hóa tất cả, Nam Phi không có camera, là người ta cổ phần hóa tất cả, có nghĩa là tư nhân hóa, cổ phần đó là tư nhân rồi. Đấy. Rồi Hải Nguyễn lên, nếu mà lần này mà lên mà nó góp ý mà nói lung tung như lẽ là tôi không cho lên nữa. Đấy, ngồi nghe, cho ngồi nghe thôi, nghe mà là tìm hiểu cho nó kỹ đi rồi hãy lên. Lần này tôi mời lên, rồi tôi mời Hải Nguyễn một lần nữa xem nào. Đây, anh xem sao nào, đang mời Khởi Yên từ, mời không được. À đấy, không ok nhiều quá, đừng ok nhiều quá để Yên đấy. Rồi tôi đưa lên, đấy đang Hải Nguyễn. Nói cho nó đúng, cái gì cho đúng. Nhà nước đang cổ phần hóa những cái tư nhân hóa tất cả những cái xí nghiệp lớn của nhà nước, nhưng mà cổ phần hóa người ta phải dần dần. Hello, chào anh Siêu, chào mọi người trong diễn đàn của anh Siêu. Anh Siêu cứ vậy hoài. Không phải, cái gì nó phải đúng, nó phát biểu cho đúng, tôi không. Tại vì em á thì nó sống cái em thì sống giống như là mấy cái ông mà quan chức Việt Nam thường hay nói đó. Tại vì em bản tính của em mà. Sinh ra ở xứ của hàng mặc tử mà trưởng thành ở ngay cái chỗ của nữ thần tự do New York, thì cái lời thật của em nó xúc phạm với những người mà giả dối anh, nên anh em hy vọng là những cái lời là... không, tôi khẳng định câu này, như bạn mới là giả dối, vì bạn đã phát biểu như thế thì người dân Việt Nam người ta không, bạn dần dần ok thằng... bây giờ anh Trần Thiêu bây giờ lại dẫn chứng đi cái gì em nói sai sự thật. Anh nói đi. Em sẽ sửa. Tất cả những cái bạn nói đều tôi cho là đều sai cả. Đấy, vì đất nước Việt Nam đang phát triển, nhân dân Việt Nam càng ngày càng ấm no. Tôi bản thân càng ngày càng thu nhập nhiều. Okay. Thế rõ ràng người ta đất nước đang phát triển thế, cầu cống đường xá ngày càng mở rộng. Đúng không nào? Tại vì em nói lên đó là em
anh Trần Siêu anh nói khi mình tôn trọng, một khi gọi là mình chia sẻ, anh luôn khuyên người ta, và đặc biệt là em là một vị khách mời mà, thì anh tôn trọng là khi mà người nói thì người lắng nghe, ở dưới là họ là bồi thẩm đoàn, họ là người phán xét đúng sai, đúng không? Vậy bây giờ một khi mà em nói lên những cái vấn đề gọi là vấn nạn của xã hội ở Việt Nam, khi mà gọi là luật pháp là cán cân của công lý, nó không thiên vị và tình cảm về ai hết, ai làm sai là cái người chịu trách nhiệm hết, anh hiểu điều đó chứ phải không? Đúng vậy đúng. Em sai cái chỗ nào? Vậy em sai cái chỗ nào? Phát biểu sai về xã hội Việt Nam bạn không hiểu thì bạn phải tìm hiểu okay. Trong okay, vậy. Ok vậy. Ok. Nhưng bạn bây giờ phát biểu sai chẳng hạn mà bảo ôi đất nước Việt Nam đang điêu tàn, thế cái điêu tàn mà bạn đưa ra cái bằng chứng điêu tàn đâu? Đất nước Việt Nam okay. Hiện tại bây giờ đang phát triển. Anh Trần Siêu, thật ra em về Việt Nam mà cách đây 3 tháng thôi anh Trần Siêu. Em từ Đà Nẵng em mới xem chạy vô mà bây giờ giờ anh nói là cái bao nhiêu bây giờ anh chia sẻ đi, gọi là vấn đề là nếu mà anh hiểu về kinh tế và đặc biệt là anh đứng về cái phía khác chiến tuyến và anh bảo vệ trong một cái, thật sự anh không phải đứng về, em thì đứng về cái công lý và đặc biệt là cái người người thiếu kém may mắn và đặc biệt là cái người dân nghèo ở Việt Nam thì cái quan điểm của em nó là vậy, còn anh thì nói theo một cái phương hướng là bảo vệ đảng và những người có sự cao cấp. Không thể nói thế được. Nói bảo tôi bảo vệ đảng không phải, nói thế là cũng sai, đã sai rồi. Tôi bảo vệ trên thực tế đất nước đang ngày một phát triển, đấy là cái okay. thực tế. Ok, vậy cho em hỏi, vậy cái dân số Việt Nam hiện tại bao nhiêu, bao nhiêu triệu dân hiện tại ở trong nước, anh nắm con số chưa anh? 90 dân. Dạ ok, bao nhiêu phần trăm nông thôn hiện tại Việt Nam anh Trần Siêu? 75-6% nông thôn. Ok. Vậy 75%, 75% rồi 6 nữa là cái gì anh Siêu? Anh nói với anh nghe. 75-76% người nông thôn. Ok. Thì anh thấy cái nông thôn Việt Nam của hiện tại, hiện tại đến bây giờ thôi, của cuối năm 2018 thì anh thấy đúng. Cái nông thôn 75%, 80% ở Việt Nam họ thu nhập bao nhiêu anh Trần Siêu? Nông thôn của Việt Nam so với một năm về trước họ đã thu nhập cao hơn rất nhiều. Đấy, tôi cho giữa năm ngoái với năm nay. Anh lấy cái dẫn chứng đi anh Trần Siêu. Anh dẫn chứng cái nông thôn Việt Nam. Nông thôn Việt Nam ví dụ như này này. Năm ngoái người ta thu nhập bình quân, ví dụ một người dân ở nông thôn người ta thu nhập được khoảng 3 triệu, nhưng năm nay người ta thu nhập 4 hay 5. Anh lấy cái gì? Anh dẫn chứng là bà người nông thôn. Anh dẫn chứng đi anh Trần Siêu. Ông có nhìn thấy là hiện tại nông thôn, ví dụ như tôi nói về ok thôn. bây giờ tôi nói, em nói với em, bây giờ em hỏi đi anh trả lời đi. Em là cái người sinh ra ở miền quê mà đa số là cái người đi nước ngoài là cũng đa số là người bằng cố nông ở Việt Nam thôi, em biết vậy. Bây giờ nói về nông thôn Việt Nam đi, làm lúa làm ruộng đi, bây giờ cái thu nhập của miền quê hiện tại là bây giờ một người họ không làm lúa nữa, người ta không làm lúa nữa. Ok, cuộc sống người ta bây giờ người ta sung sướng hơn nhiều đó. Anh nói bậy, anh cái này nói càng rồi. Em đi về Việt Nam từ Đà Nẵng em đi vô tới mũi Cà Mau, em biết những cái đồng lúa đó nó còn mênh mông chứ anh. Tôi nói thế là bạn không bao giờ nhìn, không phải là người về Việt Nam. Tôi khẳng định với bạn là bạn như thế bạn không về Việt Nam. Nói thẳng thế. Chỉ cần nói thế bạn hiểu bạn không về Việt Nam. Chỉ cần nói thế là tôi hiểu thôi, không cần phải nói nhiều. Vì nào về Việt Nam mà lại nói như thế thì nói thế thì không, bạn không phải về Việt Nam rồi. Đó, ai muốn lên nào tôi cho lên. Chị Hải Nguyễn nói thì tôi không cho lên. Không cho lên ở dưới mà nghe đi. Cho những người ta nghe rõ cho rõ. Nói thế là không về Việt Nam rồi. San Kham là không, anh San Kham đây thật hay giả đây, nhưng mà không có camera. Thầy nhìn chung có camera để tôi cho thầy nhìn chung lên. Mời thầy nhìn chung nhá. Nói cái gì nó phải đúng, nói thế ông không về Việt Nam rồi. Người Việt Nam mà nhìn thấy là biết là không phải về Việt Nam rồi. Người Việt Nam người ta lên người ta phải nói thật chính xác, thế nó đúng. Chào anh em diễn đàn. Camera. Anh Siêu ạ, thực ra cái diễn đàn anh mở diễn đàn ấy, thì anh phải để cho khách mời lên người ta nói, người ta chia sẻ. Và cái mình biết chỉ như là một hạt cát, cái mình chưa biết là một đại dương mênh mông. Mình không phải là một nhà lãnh đạo, không phải mà là lãnh đạo một tầm kinh tế mà có thể biết tất cả những cái gì. Đúng không? Cái gì anh trả lời được, cái trả lời mà không trả lời được thì anh bảo mời cho xuống để cho người khác lên.
Còn Hải Nguyễn ạ, tôi là người nông thôn, tôi là người nông thôn. Tôi nói như gia đình nhà tôi Hải Nguyễn ạ, hiện nay thu nhập bình quân trong gia đình tôi có 4 người. Sang tham không lương camera tôi... nhá, thoát ra vào lại ông, đi. Ông có để cho tôi nói không? Ông để tôi xuống. Đang nói chỉ vì cái ông này cứ ông cứ xin lên mãi, khổ lắm. Xin lên thì anh cứ chờ đấy. Tôi đây. Bây giờ gia đình tôi 4 người, thu nhập bình quân một tháng nhé, bình quân một tháng có 50 đến 60 triệu. Tôi cho 50 triệu đi, 50 triệu là khoảng độ 2.500 đô một tháng, đúng không? Đó. Thì một năm bao nhiêu? Đấy là nông thôn đấy. Còn nông thôn người ta thu nhập vào nhiều cái, Hải Nguyên ạ. Trồng lúa bây giờ nó là phụ thôi. Trồng lúa bây giờ họ là phụ thôi. Ngày xưa có còn vất vả trồng lúa ấy, là còn vất vả người nông dân là bán mặt cho đất, bán được. Bây giờ hoàn toàn dùng máy. Và giao thông thông nông thôn hiện nay là đường giao thông thôn đến tận đường nội đồng. Làng quê Việt Nam hiện nay, quê tôi Hải Nguyên ạ, quê tôi là một làng quê nghèo nhất của cái tỉnh Hải Dương cũ. Mà hiện nay đến 90% là nhà 3 tầng, không còn nhà tranh đất mà không còn nhà ngói nữa cơ. Bạn về Việt Nam, bạn về cái vùng quê. Còn nếu như bạn đến cái vùng quê của vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Ninh, giáp với sông Hồng, xa nhất của tỉnh Bắc Ninh ấy, các bạn đấy nhà người ta như một thành phố. Ở làng quê tôi bây giờ cũng có ghế đá công viên, cũng có hồ sen, hồ điều hòa. Thì các bạn đừng nói đến Việt Nam không phát triển. Còn bạn đừng so sánh Việt Nam với Mỹ. Còn nói thực sự là này, cái GDP của Việt Nam tăng trưởng mức độ như thế. Nhưng nói thực sự là này, hiện nay ở Việt Nam chúng ta chưa trả lương bằng thẻ. Do vậy cái quản lý dòng tiền của nhà nước chưa quản lý được hết dòng tiền. Thế vậy thì nếu cái đấy là cái GDP tính cái mức đầu bình quân đầu người đã như thế rồi, chứ bạn đừng nói rằng là Việt Nam không phát triển. Mọi cái so sánh đều khập khiễng, đúng không? Các bạn ở bên nước Mỹ các bạn đóng thuế bao nhiêu? Các bạn nghĩ rằng các bạn thử ở bên Mỹ có người còn không làm cả đời không đủ tiền để mà về Việt Nam. Nhưng người Việt Nam hôm nay đi du lịch khắp thế giới. Tôi nói thật đấy. Và hiện nay tôi đang ở một vùng sâu vùng xa của cái đất, một cái tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc. Những người mán người Mường bình thường họ đi làm, họ cũng dư sức ăn. Cái bạn nói thu nhập, nếu mà bạn nói về cái thu nhập về trồng lúa đấy, ở nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cái trồng lúa là hàng hóa xuất khẩu, thu nhập cũng tương đối cao. Chứ còn ở cái vùng đồng ruộng ở Việt Nam, những vùng đồng bằng Bắc Bộ đấy, hiện nay trồng lúa đấy người ta chỉ nói là làm thêm thôi. Chứ bạn đừng nói rằng là Việt Nam chúng ta không phát triển. Và các bạn gì đấy nói đấy, Việt Nam chúng ta vẫn đóng thuế chứ, có cơ quan nhà nước đóng thuế chứ, có cơ quan thuế để quản lý thuế. Chứ còn bạn nói là tham nhũng thì nước nào cũng có. Bạn hỏi nước Mỹ của bạn có tham nhũng không? Nước Mỹ tham nhũng đầy đấy chứ. Đất nước càng phát triển, càng văn minh thì hành động tham nhũng càng tinh vi. Các bạn ạ. Chứ các bạn đừng nghĩ là các bạn ở bên đấy có mấy đồng tiền, các bạn về Việt Nam các bạn thế này thế khác. Cách đây chừng 2-3 năm thì Việt Kiều các bạn về nó cũng ai lắm. Nhưng bây giờ Việt Kiều nó chả là cái gì. Việt Kiều về không là cái gì. Cho nên bạn đừng có so sánh và đừng nói xấu đất nước. Một người con của đất nước, một người con mà nói xấu một người mẹ thì bạn không còn là người nữa rồi. Nếu như các bạn có lòng với đất nước, các bạn đóng góp chân thành, các bạn đầu tư về đất nước để phát triển đất, cùng chúng tôi xây dựng đất nước. Chứ còn cái kinh tế tư nhân ấy, hiện nay Việt Nam chúng ta phát triển kinh tế tư nhân rất nhiều. Còn bạn nên nhớ rằng nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Ngày xưa có thể chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, nhà nước phải điều hành nền kinh tế quan liêu bao cấp để làm sao đấy, nắm được tất cả nền kinh tế thì mới có thể điều hành được đấy,
để phân phối chi viện cho chiến trường miền Nam để đánh lên đánh của Mỹ. Đến khi hòa bình thống nhất đất nước thì nhà nước Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang điều hành kinh tế thị trường theo đường hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn toàn các tập đoàn, rất là nhiều tập đoàn Phạm Nhật Vượng, tất cả là trường học, bệnh viện, giao thông, nhà nước đều cho tư nhân có đầy đủ vốn. Kể các bạn, các bạn về các bạn đầu tư BOT một đoạn đường nào đó, một con đường nào đó, nhà nước vẫn cho. Trên diễn đàn nhà anh thì tôi cũng nói ít thế thôi. Để có để cho người khác lên để trả lời. Vâng. Đâu rồi. À, thế gì nhỉ? Trung Anh nhỉ? Trung Anh lên 5 phút rồi. Ok. Mời Trung Anh. Rồi. Bây giờ nói cái gì nó phải đúng thì thôi. Chứ nói thế là tôi không muốn cho lên. Nói như thế thì không muốn cho lên. Vì cái gì nó phải phát triển. Có biết nó đúng. À, anh Khang Khang vẫn chưa có camera. Em chào lại anh, mới chào lại mọi người nhé. À. Em giới thiệu em đây, anh em Vũ đây, chắc là ít người nhìn thấy Vũ này. Vũ này là Vũ của tập đoàn Vingroup màu vàng, mà cấp tập đoàn quản lý rồi. Đúng không? Thế thì bây giờ, mình nói là sách bách có chứng, mình nói là người ta sẽ bảo là mình có nói bảo vệ cộng sản. Thì anh thấy là Việt Nam thì bây giờ hiện tại có 5 tỷ phú. Trước kia có tỷ phú, nhưng bây giờ tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 298. Từ coi như trước năm 2012 ông chỉ đứng 1.000, bây giờ ông 298 rồi. Hiện tại là ông bây giờ là ông là coi như đứng có hơn 5 tỷ đô. Thì rõ ràng từ 1 tỷ đô ông lên đến 5 tỷ đô là coi như phát triển trong vòng 6 năm. Từ năm 2012 đến bây giờ ông có coi như gấp 5 lần tài sản. Đấy. Đấy, rồi là đến tập đoàn ngoài ra thì còn 5 ông nữa, 4 ông nữa là ông bà Phạm Thị Phương Nguyên. Rồi là ông Dương Bá, Trần Bá Dương, rồi ông Trần Đình Long, là mình là có 5 tỷ phú hiện tại, tỷ phú xếp hạng thế giới nhá, cho 1.000 tỷ phú nhá. Đấy, thì rõ ràng là tư nhân là coi như họ phát triển trong tất cả các lĩnh vực xây dựng, rồi là cả đến hàng không, rồi đến sản xuất sắt thép. Thì nói chung là cái bạn vừa rồi bạn nói mà bạn rất xung bùi, bạn học về kinh tế đấy, bạn nên bạn tham gia hai cái ý kiến ấy. Thì trên thực tế là bạn cũng đang còn rất là vẫn tiêu cực ở chỗ là bộ Việt Nam mình không nghe. Nhưng trên thực tế là Việt Nam về kinh tế trước kia đã thuê hẳn một ông coi như là Thủ tướng Tony Blair, Thầy Nguyễn Dũng, Thủ tướng Tony Blair sang làm cố vấn cho kinh tế của mình. Đúng rồi. Thì anh bảo là không nghe không? Mình mở rất nhiều hội nghị quốc tế, thậm chí là mời các kiều bào nước ngoài về tham gia đóng góp đất nước. Có lắng nghe không? Có đúng còn đâu, có các ông ấy là thực tế là báo chí đưa tin hình ảnh là có đầy đủ hết, đúng không anh? Còn yeah. Hiện tại các ông đang nói là Việt Nam là ung thư nhiều, chết nhiều, thì chúng ta hiện tại dân số phát triển hiện tại bây giờ là 94 triệu dân, mà vừa rồi như là ông Mỹ, ông George Bush Mỹ sống chỉ có 94 tuổi chết, mà người Mỹ đã tuyên bố là một tổng thống Mỹ thọ nhất nước Mỹ 94 tuổi, trong khi đó những thủ tướng, những nguyên thủ quốc gia của mình như ông, như là đại tướng Võ Nguyên Giáp 103 tuổi, vừa rồi như Đỗ Mười là 101 tuổi, và Lê Đức Anh bây giờ như của 100 tuổi rồi. Thì không biết là cái tuổi thọ của người Việt Nam chỉ so vài cái ông ấy thôi, thì chúng ta thấy là đang xảy ra như nào. Còn nói về quản lý thuế, nhà nước thu thuế có coi như là đơn vị thuế nó quản lý, rồi là ngân sách quốc gia quản lý chứ đâu phải là ông thu về ông đút túi ông tiêu đâu. Cái đấy nó có một đất nước có pháp luật đầy đủ đàng hoàng, năm sau lại nói là không được, phải không anh? Đó. Thế còn đâu là nói cho cùng, ngay như thằng tổng thống Mỹ bây giờ như Donald Trump, nó gọi là fake news, bọn báo chí truyền thông của nước Mỹ nó chỉ là dối trá thôi. Nó nói như vậy thôi. Còn đâu vấn đề chốt lại bây giờ, các ông bảo là ở Việt Nam bây giờ này, tại cái thằng cha Hải Nguyễn nó nói về tại sao Việt Nam phát triển là cơ hội Việt Nam là chỉ có 70-75-80% coi như nông nghiệp. Đấy là một cơ hội rất tốt cho các nước đầu tư vào Việt Nam, tại vì chúng ta đang dư thừa về lao động. Có hai lý do, thứ nhất là cái nhà lông, anh em mình chắc là ít đến nhiều làm lông rồi, thì cứ làm cái mùa thôi, một năm hai mùa, thậm chí ba mùa, thì sau cái mùa lông nhàn ấy thì họ thừa sức lao động, anh ạ, họ thừa sức lao động, thì lúc đấy là các nước họ đầu tư vào, thì họ trả lương cho những người lao động về nông nghiệp, đấy là những người họ hiện tại bây giờ các bạn anh thấy, nếu như anh đi vào những khu công nghiệp ấy, như khu vực của Hải Phòng nhà em bây giờ nó như công nghiệp, như Thủy Nguyên nhà em hiện tại giờ nó, nếu anh về tắc đường luôn, đấy có nghĩa là có những cái nhà máy công nghiệp, những người dân ở Thái Bình hoặc nơi khác họ về lao động, nó có những nhà máy 5.000, 10.000 công nhân. Đấy, thu nhập một tháng họ bình quân 7 triệu đến 10 triệu.
họ hơn làm nông nghiệp nhiều cho anh. Hiện tại bây giờ là nông nghiệp, bây giờ nếu một sào ruộng anh cấy với một năm hai vụ, cũng gọi là ba vụ đi, thì anh được 5 tạ thóc bây giờ anh bán được khoảng gỡ 7 triệu. 7 triệu thì anh làm một tháng lương bằng coi như là cả một cái sào ruộng rồi, mà bình quân là hiện tại mình lo về thóc lúa thì anh biết là Việt Nam là thừa rồi. Thì đấy mà, nhưng mà tại sao các nước ngoài đầu tư Việt Nam mà lợi thế là như này? Thứ nhất, dân số Việt Nam đang trẻ rất là nhiều. Cái thứ hai là cái lương mà trả cho Việt Nam là thấp, đúng không anh? À, và Việt Nam là luôn luôn phát, và Việt Nam thời gian qua thì anh biết là cái tập đoàn như Samsung họ rút về, họ làm khu Bắc Linh này, từ Sơn Bắc Linh sau đấy họ lên Thái Nguyên này, họ phát triển rầm rầm như vậy. Thậm chí bây giờ mình sản xuất được cả coi như là vấn đề về những cái thiết bị của máy bay Boeing ở những khu công nghiệp cao. Thế tại sao là không phát triển? Còn nếu mình không phát triển được thì mình phải nhờ nó khác phát triển chứ anh. Bây giờ mình mới đi sản xuất máy cày máy xúc thì làm sao được? Bây giờ mình phải đi trước con đầu như là VinFast kia. Chỗ anh vợ ngay sản xuất coi như là hẳn ô tô coi như đời cao, bán hẳn tỷ 7 tỷ 8 chứ không phải bán coi như một là 1 tỷ 500. Xe máy điện bán xe máy điện bán 30 năm 40 triệu. Đấy, sản xuất. Nói chung là mình đi trước con đầu chứ đâu sản xuất cái ốc vít làm gì? Đúng. Theo như tôi nghĩ là phát triển gì thì phát triển cũng phải dần dần, đúng không? Chứ làm sao mà phát triển liền lúc mà ông lấy, làm sao mà ông có cái gì liền một lúc được, ngay được? Ví dụ như nhà tôi là một nhà nghèo, tôi muốn có 1 triệu hay là có muốn có 1 tỷ tôi phải làm, thì rồi dần dần nó mới có được chứ. Ông không có tiền ông cũng mua ngay. Tôi không có tiền bây giờ tôi muốn ô tô được không? Tôi chỉ có đủ tiền mua xe máy, tôi muốn mua ô tô được không? Không thể mua được. Cho nên là phải muốn cái gì phải làm dần dần và phát triển dần dần. Gia đình mình có giàu có lên thì dần dần mới giàu có được. Đấy, theo tôi nghĩ nó như thế. Còn đâu về vấn đề là tư nhân hóa thì và vấn đề tham nhũng, cơ hội của Việt Nam tham nhũng rất có cơ hội, mà thực tế cái xã hội nó tạo ra cho chúng ta cái cơ hội để tham nhũng. Tại vì con người ai tham. Tại vì ai tham, tại vì khi đất nước phát triển lên thì nó lúc đấy là vấn đề là lúc trước mà chúng ta theo cái kinh tế là bao cấp. Từ thời bao cấp là xin cho. Đấy, doanh nghiệp nhà nước coi như là chính, nên ra là chúng ta có nhiều cái về vấn đề là xin cho, nên ra cái cơ hội cho tham nhũng. Và ngược lại thì nó lại có cơ hội cho đầu tư. Thế chứ còn nước Mỹ bây giờ nhá, anh tham nhũng anh không tham nhũng được. Anh không muốn tham nhũng anh không tham nhũng được, từ cơ chế nó chặt chẽ rồi. Ví dụ em nói anh nha. Hiện tại bây giờ anh có những cái thu nhập bình quân, gọi là bây giờ nó nói về cái GDP nhé. Cái GDP là cái gọi thu nhập gọi là của một quốc gia, nó gọi là thu nhập nội địa. Thì bây giờ với những vấn đề sản xuất được anh bán được ra thì lúc đấy nó tính vào thu nhập và nó chia cho đầu quân bình người đầu người. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì nó lại cái GDP và thu nhập bình quân đầu người nó lại khác đi, là cái thu nhập đầu người Việt Nam nó có những cái nó không thể tính ra được sản phẩm được. Đúng. Đấy, không thể tính ra sản phẩm thì đâm ra là cuối cùng là chúng ta đâm ra là cái thu nhập của đầu người của Việt Nam nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, cho nên là cái việc mà các bạn đang nói rằng là Việt Nam không phát triển thì các bạn cứ hàng ngày bạn nhìn ra, bạn bảo bạn đi về Đà Nẵng thì Đà Nẵng là một thành phố đáng sống. Đúng. Cực kỳ phát triển luôn, em nói cực kỳ phát triển. Bảo Đà Nẵng mà không phát triển có nghĩa là ông không về Việt Nam, ông còn nói phét thôi. Đúng rồi. Tôi chỉ cần nói thế là ông nói phét rồi. Không cần nói gì cả. Rồi. Thế còn đâu là một điều nữa bạn nói là vấn đề tham nhũng và vấn đề là cái cơ chế Việt Nam. Thì cơ chế Việt Nam thì chúng ta biết là bây giờ như này. Trên thực tế thì thu nhập bình quân của đồng người học, anh có bất cứ thu nhập nào ở nước Mỹ đấy thì anh phải nộp, phải cho vào thuế hết, từ cái bọn nằm neo thu tiền mặt không nó đến. Nhưng mà anh đi làm công sở là nó tiền như em rồi em đưa bảng lương em là coi như cái đấy thu nhập chính nhá, là anh em cầm không camera nhá, em nộp thuế chưa camera anh cầm là em nộp thuế. Nhưng có những cái thu nhập bên ngoài em vẫn thu nhập được, ví dụ như em buôn bán đất cát này, em đi quan hệ, em giao dịch này, làm thương mại dịch vụ này, có những cái đợt giao dịch của em ấy có lúc mà coi như một ngày một giờ em có thể làm nhiều hơn cả một tháng lương. Cái việc đấy là việc coi bên ngoài Việt Nam mình làm được, nhưng Mỹ nó không có cơ hội đấy. Chỉ trường hợp là anh đi làm công sở về anh không nấu cơm nước cho vợ ăn thì anh lại phải coi như là đi làm neo thì nó thu tiền mặt, thì nó trả tiền mặt thì lúc đấy anh mới có khả năng anh rút được tiền vào túi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì nó không có như thế. Còn nó có việc mà quản lý về thẻ ngân hàng thì hiện tại bây giờ tất cả những người đi làm đều trả có thẻ hết. Tất cả kể cả công chức nhà nước bây giờ cũng đều có trả có thẻ hết. Thế cho nên là anh không cần phải thoát ra vào lại chứ không camera. Đấy, không thể trốn được. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam lại có những cái tình trạng mà coi như là người dân rất giàu lên, người dân giàu có lên nhưng mà không chứng minh được cái nguồn giàu, gọi cái nguồn tiền nó nằm ở đâu. Ví dụ như anh đi mua cái xe ô tô, anh mang tiền mặt ra anh mua ô tô và người ta bán cho anh cái ô tô đấy, họ cũng không ai hỏi anh là cái tiền ông siêu ông lấy ở đâu ra mua ô tô này. Đúng rồi. Có đúng không ạ? Đấy,
đấy là một cái điều khác biệt. Nhưng ở Mỹ thì anh phải kiểu gì, anh phải chứng minh tài khoản anh có đủ tiền để mua ô tô đấy. Em chưa nói về trả góp nhé, thì anh phải có chứng minh là anh có tiền, đủ tiền để anh mua cái ô tô đấy. Chứ còn nếu mà anh không có tiền đấy là nó gọi là tiền nó gọi là tiền tham nhũng, như là ở Trung Quốc nhỉ. Đấy, gọi anh thấy không nhá, để cho anh cam nguyện lên rồi người ta cam nguyện có camera rồi. Và ok, em cũng ra một số ý kiến như vậy thôi. Tôi nói cái này thì nó nhiều lắm, nhưng mà các bạn nói là bạn học kinh tế ở nước ngoài, mà bạn học kinh tế với mức độ bạn hiểu biết như vậy thì các bạn cũng cần phải xem lại trình độ của bạn. Không, đúng rồi, xem lại. Và hai nữa là bạn nói là nó phải cho nó đúng. Nếu bạn bảo về Đà Nẵng mà Đà Nẵng không phát triển là bạn nó phép rồi. Em chào anh nha, chào mọi người nha. Cầm nha, em mời anh cầm lên. Cái gì nói đúng thì thôi, chứ bạn bảo bạn về Đà Nẵng và Đà Nẵng phát triển thì đất nước Việt Nam bảo thế thì bạn nó khác. Đấy, tôi không tin. Rồi, xin chào anh. Chào Trần Siêu, chào mọi người. Chào mọi người. Bây giờ tao rất bực là cái chỗ này là tại vì mày hay giải thích lòng vòng về cái chuyện của tụi mày không cần phải giải thích. Bây giờ tụi nó không cần phải hiểu. Và tụi nó hiểu hết mà tụi nó cố tình xuyên tạc thôi. Mày hiểu tụi nó không cần phải giải thích. Mua giải thích đó là phải đưa văn bản. Mới đưa đây. Đây là cái... cho mày coi cái vấn đề thức ăn với lại bệnh ung thư nha. Đây là cái văn bản của Bộ Y tế, của cơ quan y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, WTO. WHO đó là WHO đó. Đây, xếp trường hợp ra, trên tỷ số là 100.000 dân, thấy không? Theo đó thì Úc xếp đầu bảng 486 người trên 100.000 người, tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới. Yeah. Và Mỹ có tỷ lệ mắc ung thư đứng hàng thứ 5, yeah. Thấy chưa? Rồi, Trung Quốc mắc ung thư đứng hàng 68, Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư đứng hàng 99 trên thế giới. Thì tao hỏi mày, đó là WTO nha, WHO nha, đó cái tỷ lệ ung thư là cái gì, mày nói thức ăn bẩn hay là cái gì mày không, đủ má đó, thằng đúng. Mỹ đó, nói cái gì nó phải đúng trên thế giới, đúng, phải có sắc, mắt có chứng, đúng, đây, cứ nói bừa lấy bãi, được cái, đây là có sách, nó có chứng, có văn bản này hoàng. Đây là bảo hiểm y tế, tin tức bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% tiền thuốc cho những bệnh nhân nào mắc bệnh ung thư, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Rồi. Của Bộ Y tế đã báo nha. Đó là tôi muốn nói về hai vấn đề là coi như là y tế và ung thư. Đó, rõ ràng bài văn bản này hoàng mà thấy rõ ràng phải không? Đây là của Bộ Y tế, một bên là của Tổ chức Y tế Thế giới. Chứ nó không phải kiểu như là lũ mẹ nói một chuyện mò đoán bẩm, mà ta nói mày đúng. Không cần phải giải thích gì đó, không giải thích gì trơn á. Rồi bây giờ tao phiên tao đòi nợ, ở đây nó có một cái tội lắm là nó bây giờ nó biết kho khu ra là một cái vụ mà ngày xưa chiến tranh Việt Nam mình đó là người lính Mỹ hiếp dâm phụ nữ Việt Nam, mà ở đây nó có một cái chi tiết rất là, ở đây là tài liệu của Mỹ nha, tài liệu của Mỹ ra đã đưa ra đó, nhân quyền của Mỹ đó. Đây đó, Hải Vương nghe đi. Hải Vương nhìn cho kỹ. Đây mày thấy chưa, đây là văn bản, đây là biết tiếng Anh không ông nội, ở Mỹ đấy biết tiếng Anh hả? Thôi để cho tôi coi, tiếng Việt đi. Đây là tiếng Anh nè, ở trên này là tiếng Việt nè. Những ghi chép của các nhân chứng phụ nữ Việt Nam thời binh lính Mỹ, cái ông Giramati Weaver trong cuốn sách Ý thức bị quên lãng, hiếp dâm trong chiến tranh Việt Nam, đã cho thấy sự hãm hiếp phụ nữ Việt Nam của quân đội Mỹ trong cuộc xâm lược Việt Nam là phổ biến và cơ bản được bỏ qua, thậm chí được khuyến khích. Và điều đó làm nên nền tảng trong đào tạo quân sự và văn hóa của Hoa Kỳ. Mày thấy khủng khiếp không? À. Nó có chiến dịch và nó có tổ chức luôn. Hiếp dâm mà cũng có tổ chức, có lãnh đạo luôn. Đồ má, mày thấy ghê chưa? Đây là ban văn bản bằng tiếng Anh nha. Đây.
mày thấy chưa, dân bảo mình tiếng Anh có nguồn đàng hoàng nha, không phải là nó xạo láo nha, được chưa? Đó, tại vì nói cái này cho mày nó tàn nhẫn lắm. Điểm thứ ba nữa, hiện giờ Pháp á đang biểu tình ở bên Pháp, nhưng mà nó lại đem lá cờ của Việt Nam nó đem ra nó biểu tình. Và nó ghi những cái dòng chữ là nó muốn cái chính phủ Pháp giống như cái chính phủ Việt Nam. Đã. Thì như vậy để mình hiểu rằng các nước tư bản bây giờ đang quay qua nhìn cặp mắt Việt Nam bằng một cái sứ thứ gì gọi là ngộ nghĩnh và thấy tuyệt vời. Mày hiểu tôi nói không? Chứ nó không phải giống như kiểu đây, giờ tao phiền tao đòi nợ. Bây giờ, mặc dù đã qua lâu lắm rồi, tao không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà tại tụi bay cứ hay soi mói trên đất nước tao, rồi tao mất mới vậy thôi. Tao cũng là người lính, nên khi tao nhắc lại tao cũng tủi hổ lắm, mà cũng ở đây. Mày thấy rõ ràng không? Đó là người lính Mỹ và một người dân Việt Nam. Mày thấy chưa? Họ thảm sát gì ở Việt Nam mình, bất kể già lớn bé nhỏ gì đâu, không làm láng hết, tàn nhẫn lắm. Bây giờ trả nợ thì sao đây, mày thấy chưa? Con nít mấy tuổi à, đó con nít mấy tuổi à, cũng bắt luôn. Mày thấy cái cảnh này chưa? Mày thấy cái cảnh cái bà già này dài gần xuống lỗ rồi, lấy súng chỉ ở đầu chưa? Mày trả nợ như thế nào để mà hết cái tội lỗi của người đó? Đừng bày đặt xạo luôn má rồi lên đó, mà thấy chưa, nó trấn nước người ta, mày thấy chưa? Chạy em đi chứ, tao nói được không còn cảnh nào mà nó thảm khốc hơn trên đời. Đừng có nói xạo, tụi này á, tụi này là nó nhìn về cặp mắt cái Việt Nam mình bằng một cái cặp mắt hận thù. Bà hận thù không biết ở đâu, mà nó cứ đè đầu ra, nó nói rồi nó biết hết, nhưng mà nó cứ nói xấu mất tiền mua. Nó tha hồ nói, mà nó nói mà có bỏ không à, không có dẫn chức được con mẹ gì chứ rồi. Từ y tế, từ giáo dục, từ kinh tế, từ cái gì rồi tùm lum tùm la, mà nó nói nó không được dẫn chức được con mẹ chứ, nó bằng cái bồn không à. Còn tao thì khác, bay chỗ là tao nói thiệt, cái gì thiệt mới nói, không biết không nói. Và tao từ xưa giờ tao cũng đã nói rồi, hãy để đất nước của tao yên, để dân chúng đang sống hạnh phúc. Biết bao nhiêu người Kiều họ đang về, đang ngồi nhậu ở Việt Nam đó. Biết bao nhiêu người về, biết bao nhiêu người ăn uống sung sướng, biết bao nhiêu người đi du lịch. Mà nó không có cho, cái này, rồi đồ ăn vẫn thiểu, ung thư cao nhất, rồi tàn ác với dân, rồi tôi nói đủ. Mà không thấy đâu, tao thấy là tao dồn ra toàn là đủ mà những cái thứ mà tao rớt nước mắt không. Mày dám nhìn được cái cảnh mà đủ mà thằng Mỹ mà nó xé xác cái môi bụng người ta không? Trong này cũng có luôn nữa. Mày dám nói cái câu đó là sẽ làm gì mà trả nợ đi. Mày trả nợ cho người dân Việt Nam mình đi. Mày không dám nói sự thật. Mày toàn nói chuyện tào lao, mấy tiền thằng xạo không à. Đấy. Anh cầm anh bên Mỹ, anh đưa ra những bằng chứng như thế. Nhưng mà phải nói tại sao, bây giờ tôi hỏi này. Tại sao người ta, người dân Việt Nam, người ta lại quý anh cầm như thế? Dù anh cầm cũng là bên Mỹ. Anh nói trên thực tế, mọi cái thực tế. Tại sao mọi người... Mà thấy không, đủ mà cái thằng dắt sư bùi nó vẫn còn hổ láo à. Nó mày chỉ đáng con tao thôi. Đúng. Mà nó chửi tao, mà nó chửi tao mã cha. Mà khi mà tao nói ra đưa sự thật á, thì nó lại chửi tao. Đúng. Mày thấy nó, thấy mày thấy nó khốn nạn không? Mày thấy nó khốn nạn không? Nói lên sự thật thì là đi chửi người ta, còn người ta nói những cái còn nó cãi không lại, nó không có bằng chứng, nó có bò bụng mà. Mà hết tao nói ra xuyên tạc không à? Đưa ra bằng chứng, đưa ra hình ảnh, đưa có tư liệu, đưa có con số, đưa tổ chức mà ta không thèm chơi, cái kiểu giống như cá nhân nói cá nhân, tao đưa lên quốc tế nói chuyện luôn, mà nó cũng không chịu nữa, nó nói tao nó xạo, đủ ra cãi không nữa, xạo rồi, nó nói tao nó đào, nó chửi tao. Đúng, nói gì phải nói thực tế. Nói thực chất có nghĩa là cái con người nó hạt mạc hạt mức độ là nó không cần biết người lớn, người nhỏ gì cả. Mày hiểu tao không? Tao đang cha nó không kêu tao mày tao bình thường. Như vậy thì cái tư cách của con người nó cũng không có. Rồi lấy cái chó gì mà nó nói chuyện. Bây giờ này nha, tôi xin bùi mà cái chửi những người lớn như anh cầm là tôi sẽ chặn tôi xin bùi. Đấy. Rõ ràng vậy, mày phải vậy đúng. Mày phải làm như vậy đúng. Đúng rồi. Đúng, đúng. Nguyên tắc bây giờ nói nó đúng. Phải biết tôn trọng. Tao nói cho mày nghe là
cái điều quan trọng nhất cái con người là phải phân biệt đâu là lớn đâu là nhỏ. Còn cái chuyện mà phản biện tính sao? Cái này con đây phân biệt không được người lớn người nhỏ thì mà làm sao mà nói chuyện? Đúng đúng, không tôn trọng là sẽ chặn luôn những người như thế. Bây giờ tôi nói thật đấy, tốt nhất là bây giờ là không được nói dễ dàng sạch mà mọi người cũng không cần nói bao que. Mà hồi nãy giờ, mà hồi nãy giờ anh lên diễn đàn anh đâu có chửi ai đâu, anh chỉ trưng lên những cái bằng cớ và những cái tư liệu mà người ta đã xác nhận là Việt Nam mình như thế nào. Chẳng hạn như là cái buổi họp của đội Hội đồng Liên Hiệp Quốc mới vừa rồi thì nó bầu Việt Nam mình vào cái ghế nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tổng số phiếu 186/190+. Rõ ràng người ta rõ quốc tế, người ta vỗ tay, người ta chúc mừng, đụng nó không kêu xạo. Cái gì nó cũng kêu xạo bằng hình ảnh, bằng cuộc họp đàng hoàng. Bây giờ mà những người mà như thế Bùi nhá, mấy chị Hải Nguyễn mà nói ở đây không biết tôn trọng những người lớn là tôi sẽ chặn. Nói rõ là như thế, nói cho nó đúng, nói cho sự thật đi. Chừng nào, chừng nào mà nó lên trên mạng hoặc là nó đối chất, nó đưa ra những cái tư liệu, những cái hình ảnh thì lúc đó thì mày mới chấp nhận. Còn ngoài ra nó nói mồm, dẹp. Tại vì thường này là hay đấu võ mồm, đấu võ mồm không à? Vì những, những người này á mà, thì người Việt Nam mình cũng không cần những người như thế. Đúng, và có, không cần. Bởi vì ta, ta mới nói với mày là rồi, ta nói là không cần phải cãi với nó, không cần phải giải thích. Đúng. Dạ. Tại vì tất cả mọi người đều giải thích lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Rồi bây giờ mày ra cãi nó, mai mốt nó cũng đem câu hỏi, nó hỏi người khác. Được rồi, người kia cũng cãi nữa, cũng giải nữa. Thật ra không đúng, cần phải cãi. Đúng. Đưa ra hình ảnh. Ok, vậy cho tôi xuống nha. Dạ, xin chào anh nha. Rồi, à, cảm ơn anh. Dạ. Thế được, con bây giờ này phải tôn lên tôn trọng những người lớn tuổi. Chứ đừng có... Được rồi. Ai lên nhỉ? Ai lên ô nào? Lấy anh Vinh Đỗ hay ai nhỉ? Vấn đề nào đâu rồi? Rồi, cứ từ từ. Nếu chú Phan không có camera, anh chú Phan không camera nhá. Nam Phi cũng... Nam Phi thoát ra vào lại đi. Tôi mời Nam Phi xin lâu lắm rồi nhưng mà Nam Phi không có camera. Thoát ra vào lại là tôi mời Nam Phi lên. Nam Phi xin lên lâu lắm rồi mà chưa lên được. Thoát ra vào lại đi, tôi mời Nam Phi lên. Chú Phan không có camera. Anh Sa San Kham cũng không camera. Đấy. Không camera, chú Phan San Kham không camera, Quang Trần không camera. Đấy. Người phán xử hả? Người phán xử thì có camera này nhưng mà ai đâu rồi cái gửi thoát ra vào lại đi. Anh San Kham không camera mà này. Lam Phi vẫn chưa camera. Thế như này không hiểu sao không camera. Long Thủy thì có camera nhưng mà để muốn mời Lam Phi lên nhưng mà Lam Phi này chưa camera này. Rắc Xuân Bùi không camera nhưng mà Rắc Xuân Bùi nên nói như lẫy là tôi công nhận là đúng nhưng mà tốt nhất là phải biết tôn trọng. Anh chú Phan chú Phan có camera rồi. Lam Phi không camera. Khoa Lê không camera. Chú Phan này. Có chú Phan camera, làm sao mà mạng đợt này làm sao yếu mà lại không có nhiều người không camera nhé. Long Thủy không camera mà lại những người không camera có ai camera tôi mời lên đấy. Khoa Lệ không camera. Chào anh. Chào anh. Vâng. Rồi. May quá em lại lên lần nữa. Sơn Bùi, Rắc Sơn Bùi, chào. Lam Phi bây giờ có camera, chờ tí. Bây giờ có camera. Chào các nhà mình nữa. Anh lên nhanh cho Lam Phi lên nhá. Rồi tôi nói mấy câu cho người khác lên. Bây giờ nói chiêu như này. Bây giờ anh cho người ta lên, anh cứ cho người ta nói xong rồi anh phản biện thoải mái đi. Anh đừng cãi nhau đúng không? Thứ nhất cái hai là nói bằng Rắc Sơn Bùi này, anh Cầm Nguyễn anh cũng già rồi, anh cũng nói cái thực tế thôi. Anh không chửi nhà mắng mẹ ai cả, thì mong các bạn hãy tôn trọng anh Cầm Nguyễn thì đừng làm như vậy. Nếu anh nói trên thực tế mà. Nếu các bạn làm vậy vào diễn đàn thì không ai cho lên đâu. Đúng. Đó. Là nói đi để nói bằng Rắc Bùi với hai nói với anh em mình trong nhà anh em mình anh chiêu rồi bây giờ mình chấp nhận cho là đối lập vào là mình phải tranh luận người ta, mình không nên chửi người ta nữa. Rồi đúng rồi, không nên chửi nữa. Mà hai họ chửi mình là lốc luôn, họ chửi đúng. Anh em thì mình lốc luôn. Bây giờ anh đúng. Cầm Nguyễn anh vào anh nói sự thật như vậy nó nói dối, để nó nói dối nó không nó lốc mình ấy. Thì được, hãy mà có người phản biện lại nó là nó quay nó chửi người ta. Tôi mong mọi người tôn trọng nhau để nói cho cái câu để nói cái câu anh Hải Nguyễn nói là nông dân thu nhập bao nhiêu thì em có ý kiến như này anh Chiêu này. Nông dân công nhân Việt Nam thu nhập bao nhiêu mình còn chưa biết, nông dân sao mình biết được.
Đúng rồi. Sao anh trả lời nó được mà anh cho nó hỏi câu đó? Tức là nông dân Việt Nam hiện nay người ta thu nhập theo cái nguồn thu nhập của gia đình người ta, thì có ai, có tổ chức nào mà đi thống kê cái thu nhập người ta mà nó bạn anh câu đó được? Tại nông dân Việt Nam hiện nay ta cũng là công nhân rồi anh Chiêu ạ. Người ta làm thợ xây, người ta làm công ty, còn ruộng ở trong qua ta làm cho vui thôi, làm cho khoái hoang hóa thôi. À, còn nếu một số người ta làm ruộng ấy, một số người ta làm ruộng chuyển sang cây trồng rồi, chuyển sang chăn nuôi heo, chuyển sang chăn nuôi cá, chuyển sang trồng cây lâu năm, ví dụ cam quýt rồi, ví dụ đấy là miền Bắc. Anh cầm cái chưa? Đúng rồi. Trong miền Nam, ví dụ miền Tây, chuyển sang nuôi cá, ba sa, chuyển sang nuôi tôm rồi. Cái thu nhập ta vui kể lắm. Có thể một năm được vài chục ngàn đô, có thể một năm được mấy trăm ngàn đô, có thể bị lỗ. Cái đó là không hỏi cái chuyện đó đâu. Là cái còn nếu như miền Trung ấy, thì người ta trồng thanh long. Đó, còn nếu Tây Nguyên, người ta trồng cà phê, ca cao, trồng cao su, người ta trồng tiêu điều, cái thu nhập của ta nó vô kể lắm. Nhưng mà đúng, nói tóm lại, nông dân Việt Nam hiện nay có thể sánh ngang với Việt Kiều Mỹ. Đúng. Sánh ngang cái gì? Anh biết không? Thứ nhất là ta trồng cao su, ca cao, cà phê, ta thu nhập vô kể lắm. Có thể nhà thu nhập một năm được vài ngàn đô, có thể nhà thu nhập một năm mấy chục ngàn đô. Nhưng ta hơn ở Việt Kiều Mỹ, hơn tụi Hải Nguyễn, người từ cái tài sản của người ta, đất của người ta, chứ không phải đi Mỹ, đất đi thuê. Đó, anh phân tích tụi nó, anh phân tích như vậy, tụi nó mới sáng cái đầu ra. Ví dụ Việt Nam là mỗi nhà nó có 5-10 hectare đất là đất của nhà người ta luôn, ta người ta trồng cái lợi nhuận trên đất rồi, ta còn lời cái tiền đất nữa. Đó, vấn đề cho đó. Ví dụ như bây giờ là tôi so sánh như này, tôi hiện giờ tôi đang ở Đồng Nai và tôi cũng đang làm dãy Bình Thuận nữa. Tức là một người nông dân Bình Thuận bên này có thể tôi sánh ngang một người Việt Kiều Mỹ. Đúng. Một năm nó trồng mấy ngàn trụ long, một năm nó thu nhập 1-2 tỷ bạc là chuyện bình thường. Đó. Còn hiện giờ ở Đồng Nai thì em nói anh Tiêu nghe, hiện giờ vùng em ở đây đất hiện giờ 30 tỷ một hecta. Tức 1,5 triệu đô la một hecta. Bình trung bình là 20 tỷ, thấp nữa là 15 tỷ và thấp nữa thì 5 tỷ. Em hỏi anh nghe làm sao chúng nó về bằng nông dân Việt Nam mà nó hỏi. Đó, còn cái thu nhập của nông dân Việt Nam thì nói anh cầm nghe là người ta đi làm nông dân, ta làm công nhân, ta xây nhà trọ, ta kinh doanh, ta buôn bán, ta nuôi gà, nuôi heo, rồi ta đi làm cò đất. Có những người nông dân Việt Nam ta làm cò đất một năm, ta bằng người Mỹ làm 10 năm. Ok. Bây giờ nó hỏi như vậy sao trả lời được, mỗi một vùng ta làm ăn cách khác nhau. Đó. Cho nên là em lên chỉ nói mấy câu vậy thôi để anh cho người khác ta lên. Rồi. Nông dân bây giờ là tên mày. Tôi mời Lam Phi lên nhá. Lam Phi nhá. Rồi xin chào. Rồi, mời Lam Phi. Lam Phi là có cái đây, tôi mời lên xem nào. Đăng thêm Lam Phi nhá. Rồi, xin chào, ôi giời, mãi mới lên được. Lấy khung camera. Dạ, dạ chào chú, chào mọi người. Con lên tại vì con bực cái thằng Hải Nguyễn. Thằng đó nó bị điên. Cho nên là con lên con chửi nó. Nó còn coi không, con chửi cho nó nghe. À thôi bây giờ mình không cần chửi, chỉ cần nói cho nó hiểu được rồi, chứ không nên chửi vì nó không hay. cái thằng đó phải chửi, lát nữa con nói chết xin vui nữa. Hải Nguyễn, mày điên hả mày? Mày làm mày nói chuyện mày như kiến cắn, ai dành nói mày đâu mà mày làm gì mày bla 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 như là hả, cái miệng mày sắp sửa nhiếp lại, mày nói lời sau cùng vậy? Chửi nhiêu đó thôi nghe đủ rồi. Nghe. Anh Jason, hồi nãy em nghe anh nói là hả, Cộng sản Việt Nam không có nền tảng vững chắc. Anh nói sai rồi. Cộng sản Việt Nam nè, đánh đuổi rất là nhiều quân thù. Nó là đánh những cái quân thù mà hả, mạnh nhất của thế giới luôn đó. Anh ha, cho nên cái vấn đề đó là anh sai rồi. Nghe. Còn cái chuyện đa đảng là không có tới phiên anh nói. À, dân ở trong nước người ta hả, không có lên tiếng thì anh không có quyền lên tiếng. Anh chả là cái méo gì hết á. Dạo này bữa nay em thấy anh chửi chú Cầm là em thấy anh mất dạy quá, em không để anh nữa đâu. Nghe. Đúng rồi. Người ta lớn vậy mà anh chửi hả cái đầu trang người ta. Vậy em chửi đầu trai anh được không? Anh nói chuyện mất dạy quá. Với lại hả, rồi anh nói cái gì hả, những cái công ty tư nhân lớn ở Việt Nam hả là không có, toàn công ty nhà nước. Con mắt của anh đọc báo gì? Anh không coi hả, tập đoàn nhà nước người ta chỉ nắm những cái mặt hàng chủ chốt như là hả, dầu khí, than đá, xăng dầu này kia kia nọ, những cái đó là hả, tư nhân Việt Nam
và nói là chưa có trình độ với lại chưa có cái gì đó để chưa làm khả năng, người ta chưa có khả năng làm được, đúng. Anh hiểu chưa? Anh có hiểu cái điều đó chưa? Anh lại đi so Việt Nam với lại Mỹ. Anh học kinh tế ở Mỹ, anh sống ở Mỹ mấy chục năm mà anh nói ra anh dốt quá. Cho nên từ đây đổ tới anh lên diễn đàn ai anh cũng đừng có mở mồm mà nói anh học kinh tế ở Mỹ nghe. Anh khùng quá. Với lại rồi anh nói làm phim tư nhân bụi đời chợ lớn gì đó không cho người ta trình chiếu. Anh người ta ở Việt Nam người ta hả cấm là những công ty trong nước hả sản xuất phim bạo lực. Bạo lực mà hả cầm dao cầm búa chém nhau. Bây giờ ở Việt Nam hả trẻ trâu nó quá trời luôn rồi hả nó coi rồi hả nó chém như vậy thì sao? Ủa tụi tôi trong nước tụi tôi biết, còn anh biết gì đâu mà anh cứ chỏ cái mỏ gì anh nói không à. Anh nói mà anh nói suông không à rồi hả? Anh nói suông mà anh không có dẫn chứng, anh tào lao. Người ta lên nói anh chửi y như là người ta anh chửi hả? Anh chửi một cách khùng điên ba trận, phải nói em nói anh là côn đồ là đúng đó anh cha sinh. Hôm qua em nói ở trên diễn đàn nhà Dương Nguyễn anh côn đồ là đúng đó chứ anh không anh nói anh đi lính, anh đã từng đi lính Mỹ này kia cái nọ. Đến Mỹ đào tạo anh nói chuyện kiểu đó chắc. Con người của anh nó khùng điên ba trận quá. Đã vậy hả, nhào vô chú Cầm nói gì chửi tè le tè. Thấy chú Cầm á hả, có nói gì đâu. Chú Cầm chỉ đưa những cái dẫn chứng này kia kia nọ cho người khác coi. Anh coi anh thấy anh không thích thì anh đừng coi. Hôm qua bên nhà của Dương Nguyễn á, thì qua nhà Dương Nguyễn thì chửi An Nhiên. Người ta đàn bà con gái anh vô nhà người ta anh nhắn anh chửi. Anh nói chuyện ở trên diễn đàn không lại. Anh nhào vô anh nhắn tin trong Messenger của người ta anh chửi con này con kia. Vậy anh em hỏi anh nè, con vợ anh á người ta hả nhắn tin người ta chửi vậy anh chịu được không? Anh làm gì anh cũng phải có cái đức tính con người chứ. Bởi vậy em nói với anh á là toàn những cái người mà có cái tư tưởng giống anh là ba sọc hết. Ba sọc là không có cái người nào mà ra cái ống hồn gì bị đặt á, về hả, giải phóng đất nước cộng sản, cứu đất nước khỏi cộng sản. Cái đầu của anh chứ ở đó mà giải cứu cộng sản về không biết hả, tới đâu có được cái gì không nữa. Mở chỗ cái mỏ vô về toàn là hả nói sạc nó vậy, lúc nào về cũng đa đảng ừ hả, thu thuế 10% rồi hả, nó ém nó ăn rồi hả, phải có cái gì gì đó người ta quản lý. Anh hay quá. Ở Việt Nam này hả, tiến sĩ, bác sĩ, quên nói tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ đầy, người ta ăn học ở nước ngoài về hả, nhà nước. Người ta cái chuyện đó người ta cũng biết làm chứ không chẳng qua dân Việt Nam á hả, người ta thu nhập nó còn kém xa những cái nước khác. Làm sao mà thu đó, anh ngu như bò vậy. Mà Việt Nam này không có thu thuế thì làm sao mà xây dựng đất nước trả được hả nợ ODA. Anh khùng vừa thôi chứ người ta quản lý nước của người ta làm sao, người ta không lấy tiền của nhà anh, không lấy tiền của Mỹ của anh là được rồi. Tào lao. Còn Hải Nguyễn nữa nghe nè, mở mồm ra nói về Đà Nẵng không phát triển. Anh khùng quá, Đà Nẵng mà không phát triển. Tôi ở Nha Trang nè, ngày xưa Đà Nẵng chả là cái đất gì của Nha Trang đâu. Nhưng mà hả tôi ra Đà Nẵng là tôi thấy Nha Trang bây giờ thua xa Đà Nẵng luôn á. Đừng có ở đó mà nói mở mồm rồi ngu gì ngu. Nói chuyện gì cũng phải hả nó đúng. Bây giờ anh không thích Việt Nam, anh không thích cộng sản, nhưng mà anh cũng phải nói cái gì cho nó đúng. Nói chuyện đúng. Mà để cho người ta chửi mình thì đừng có nói. Anh hiểu chưa? Rồi, còn nữa anh chửi ai bò đỏ. Còn chửi ai bò đỏ đúng rồi. Tôi bò đỏ, anh biết không, nhà tôi nè, ông ngoại tôi là sĩ quan Cộng hòa nha. Ha. Sĩ quan Cộng hòa nè, ba tôi là lính ngụy luôn, lính của ông Thiệu nè, bác tôi là lính ông Thiệu nè. Nghe ông, nhưng mà ngược lại gia đình nội tôi là dân Phú Yên bị thảm sát trong cái trận hả mấy cái thằng Nam Triều Tiên, mấy cái thằng lính đánh thuê của Nam Triều Tiên hả nó qua nó thảm sát nguyên cái làng, nghe chưa, cái lũ mấy người ngu như chó sống ở trên đất nước quê hương mình từ nghèo khổ lúc mình ra đi. Mình thấy nó nghèo như thế nào rồi. Bây giờ mình quay về mình thấy nó khác thì mình cũng phải biết cách người ta như thế nào nó mới lên như vậy. Lấy Mỹ so với Việt Nam cùng Mỹ so với Việt Nam, lấy Mỹ qua so với Trung Quốc, biết Trung Quốc nó bằng chưa, tự nhiên đi so với Việt Nam. Người nói chuyện ngu như con bò vậy, mày đặt chữ người ta bò. Anh Hải Nguyễn, anh xô cái mặt ra cho em coi thử anh là đàn bà hay đàn ông à?
cái giọng thì hả éo éo trợt 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 trợt, bị đặt ở quê hương Hàng Mặc Tử. Cái mặt của anh nói tiếng đó mà quê hương mặt Hàng Mặc Tử rồi con trâu. Đúng, nói như thế, nói như em, tôi phải công nhận là nói rất là đúng và rất hay. Nhưng mà cái chửi dạng... chửi anh chửi nói anh, như anh, thế anh, là... anh nghe tôi chửi anh có thâm không? Tôi chửi anh ngu trâu bò, nhưng mà tôi chửi anh để anh hiểu, chứ không phải là tôi chửi tôi mạt sát anh, mặc dù anh là cái thứ không có thể mà để hả cho người ta hả nể, nhưng mà tôi vẫn nói chuyện kiểu đó đồ khùng. Rồi cho con xuống đi chú, cảm ơn chú. Rồi à, thế nói thế này rất là đúng. Mà tôi nói với Hải Nguyễn này, Hải Nguyễn mới sắc sân bùi này, làm sao mà để cho mọi người người ta thương mến mình, người ta ủng hộ mình mới là đúng, chứ làm mà để cho người ta cứ coi như tẩy chay mình thì những cái thành phần như 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 các bạn thế thì chỉ có suất các bạn sẽ cuối cùng đi đến một cái vấn đề coi như là cuối cùng là không còn ai chơi với bạn nữa. Đấy, ba que người ta đang coi như là người ta đang tẩy chay thì người ta tẩy chay các bạn thôi. Đấy, nói như thế là đúng rồi. Anh Chê Sinh đó, hồi nãy em thấy anh comment một câu là chó cầm đang nói tiếng gì vậy? À, anh chửi người ta là chó. Dạ anh là cái thứ gì anh không nghe được tiếng người vậy? Anh cũng là chó chứ anh là gì? Anh là cái thứ gì anh còn thua chó nữa? Người ta nói tiếng người vậy mà anh chửi người ta là chó. Chú Cầm nói đúng á, mặc dù á anh không tôn trọng chú hoặc là anh bất đồng ý kiến gì đi chăng nữa, nhưng mà anh cũng phải nhận ra người lớn kẻ nhỏ. Nghĩ sao mà người ta đúng bằng tuổi cha mình hoặc lớn hơn mà anh kêu hả chó này kia kia nọ. Trời ơi, em nói thiệt luôn á, có ngày bạn của con anh nó kêu anh thằng chó cha mày á, không biết á, anh nghĩ sao nữa. Khùng à, điên dễ sợ. Có cách à, anh Sơn Kham vẫn chưa có camera. Anh Sơn Kham ơi, không có camera mà, của anh làm sao mạng yếu không camera. Nói để cho La Khải hiểu lại, có cách làm cho người công nhân và nông dân ngày càng cao và lương càng ngày càng cao và thu nhập càng ngày càng cao, đó là đất nước phát triển, có nhiều nhà máy xí nghiệp phải ký kết với nước ngoài để họ và mở nhiều đặc khu kinh tế, thì họ sẽ mang những nhà máy xí nghiệp sang, nhân dân ta sẽ có công ăn việc làm. Đó là cái cách, đó là cái cách đưa đất nước phát triển, đất nước trở thành một đất nước công nghiệp thì nhân dân ta sẽ có công ăn việc làm thì lương ngày càng cao. Đấy là như thế, nói cho là Khải hiểu như thế nhá. À. Hải đấy. Nguyễn chửi tại chú Cầm già mà ngu quá. Anh Hải Nguyễn thấy chú Cầm ngu mà anh còn chửi nữa, anh còn tệ hơn ngu rồi. Bây đúng giờ tôi nói Hải Nguyễn này rồi. Hải Nguyễn này nói như này này. Hải Nguyễn phải lên nhớ rằng là bác Cầm vẫn đưa ra những cái bằng chứng rất là xác thực như vậy. Mà ông nói là ông ngu thì tôi hỏi bạn hiểu như thế nào? Người ta sẽ đánh giá bạn là người như thế nào rồi? Bạn ngu hay khôn người ta đánh giá bạn rồi. Người ta sẽ tẩy chay các bạn thôi. Tất cả những người trong đất nước người ta tẩy chay các bạn. Đấy. Nói như bác Cầm. Bác Cầm bác là người ở bên Mỹ. Bác ấy nói lên trên vấn đề thực tế. Thì mình phải hiểu chứ. Đấy là cứ nói trên thực tế thôi. Còn đất nước Việt Nam. À, anh Sát Kha vẫn chưa có camera. Còn cái vấn đề Việt Nam thì tôi phải công nhận là đất nước Việt Nam còn rất nhiều cái vấn đề tiêu cực. Mà cái vấn đề tiêu cực này thì phải giải quyết dần dần. Nhất là những thành phần cán bộ bây giờ đang thoái hóa biến chất và những cái tham nhũng tham ô, cái đó thì nhà nước ta đang đánh dần dần. 4.000 cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương đã coi như là bị kỷ luật rồi. Đấy, và tới đây mà, còn nhiều nữa đó, muốn cho đất nước thấy, phải... mà con thấy hả dạ năm ngoái năm nay là hả cái vấn đề tham nhũng là hả bị đưa ra ánh sáng rất là nhiều. Con rất đúng là rồi. Vui mừng cái điều đó. Với lại vừa rồi á hả, vừa rồi con có coi thời sự là mấy cái người đầu gấu ở ngoài chợ Thanh Xuân hay ở đâu ở Hà Nội á, chợ hoa quả Long Biên, chợ Long Biên rồi. À đúng rồi đó. Đó là vấn đề đó, thủ tướng là người ta cập nhật, người ta kêu hả làm liền, là con rất hoan nghênh những điều đó. Cứ những người làm bên an ninh, cố vấn của thủ tướng hay những quan chức cấp cao gì đó cứ nên cứ hả thấy những cái việc gì hả nãy thì mình làm liền, cái vấn đề đó là mình làm dứt khoát, chứ đừng có giống như ngày xưa tới giờ. Thật ra hả người rồi. Trong nước anh ai em cũng có camera mình. rồi tôi xong, tôi mời anh Sơn Kham lên nhá. Vâng, thế dạ, dạ, cảm ơn dạ. Vâng, cảm ơn em dạ, nha dạ, có rồi. Gì lần sau lên lại lên nói rất hay, nói rất hay tôi cũng lại dạ, lần sau lại mời tại lên vì nha. Con bức xúc cái ông cha dạ. Sinh với Hải Nguyễn quá con mới lên dạ. Ok rồi, rồi bye bye dạ. Dạ. Anh Sơn Kham nha.
Không có câu trả lời rồi anh Sang Kham, chắc là mạng bên yếu rồi. Mời lên mà không có câu trả lời là sao nhỉ? Anh Sang Kham mà mời lên mà không có câu trả lời là sao nhỉ? Có camera rồi. Đấy, đều không có câu trả lời nào từ khách mời. Sao lại thế nhỉ? À, Châu La Khải ơi, nói Văn Lăng phải cẩn thận nhá. Không biết nói ai nhưng mà phải nói cho nó cẩn thận, đừng có. Vẫn không câu trả lời là sao nhỉ? Anh Sơn Kham sao lại không câu trả lời nhỉ? Sao nào? Đây rồi, tôi được, tôi thêm anh lên. Vẫn không câu trả lời anh Sơn Kham ạ. Không có câu trả lời nào. Mời cả hai bên cả kia cũng được. Không có câu trả lời nào từ Sơn Kham. Dắt sân bùi cũng không có camera. Sao nào? Anh Sơn Kham không có trả, không có camera anh Sơn Kham ơi. Anh thoát ra vào lại sao thử sao nào. Sao lại không camera nhỉ? Mà mời không được nhỉ? Cái gì đấy? Châu La Khải chửi ai đấy? Châu La Khải. Nếu mà như vậy thì chửi bậy là tôi chặn luôn, chặn Châu La Khải rồi. Không cho Châu La Khải vào cái diễn đàn này nữa. Chửi bậy, chửi bạ. Ở đây diễn đàn của tôi không có chửi bậy nhá. Chửi bậy là cho mời ra khỏi thôi diễn đàn. Ra chỗ khác nghe. À đây rồi, tôi mời anh Sơn Kham lại nữa nhá. Đang thêm anh Sơn Kham đấy. Rồi, anh lên rồi đấy. Lốc rồi, lốc cho Khải rồi. Chửi bậy là tôi lốc. Vào đây là diễn đàn. Cả nhà. Không, không cho lên nữa. Đăng ký nói và cho nó đúng. Rồi, đăng ký 3 đồng hồ mới được lên. Cảm ơn anh. Nhưng anh không camera. Và không có camera. Không biết mạng anh yếu hay là mạng tôi cũng yếu. Chào toàn thể anh chị em trên diễn đàn. Thì cũng muốn lên phản biện những cái ý kiến vừa rồi của cái hai anh kia. Và phải nói là như thế này này. Các vị là coi như là cái thứ nhất là nó lòi ra cái rốt. Cái thứ hai nữa là lòi ra cái cố tình xuyên tạc, bôi bác. Và coi như là nói chung là không có ý thức xây dựng Việt Nam đâu. Các anh này là không mà... Thì bây giờ như thế này này, tất cả những cái ý kiến phản biện của các anh ấy thì đều là đúng, chính xác, chuẩn. Thế nhưng mà ý của các anh ấy là muốn nói, trả lời thẳng vào những cái vấn đề mà anh ấy đưa ra anh tranh luận với mình. Thế cái thứ nhất là anh ấy, ý của các anh muốn nói là các anh không tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam. Và ra cái đất nước này không phát triển. Thì tất cả những cái dẫn chứng ấy đưa ra ấy, thì là tôi thấy là đều là đúng. Nhưng mà nó mới, những cái số liệu, hôm nay bây giờ tôi đưa ra những cái số liệu cụ thể này. Cái thứ nhất là anh Trần Siêu nói về cái chuyện là nông dân ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm. 76, đúng, lực lượng lao động nông dân ở Việt Nam giảm đi mà coi như tham gia vào ra thành phố mà làm ở các khu công nghiệp tăng lên, đúng. Nhưng có những cái của nông thôn Việt Nam ấy, các anh không thể phủ nhận được là nó có tiến bộ hay không. Cái thứ nhất, 98%, đấy là tính cả nông dân ở miền núi xa xôi nhé, là có điện lưới về đến tận nhà. 100% là có tivi, truyền hình, tủ lạnh trong nhà để mà xem. Không có người nông dân nào mà không có cái tivi ở trong nhà đâu. Đấy là cái thứ nhất. Xe máy để đi có. Thế còn nông nghiệp phát triển hay không thì đến bây giờ có thể nói là này, rất đơn giản thôi. Ngày xưa chúng ta là đang từ cái nước thiếu ăn, đúng không? Phải nhập bo bo mới lại nhập mì sợi của các cái nước khi về. Đến bây giờ là Việt Nam là một trong những nước phát xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới.
chỉ cứ lên xuống về theo Thái Lan thôi, đúng nào? Đúng. Thế thì bây giờ ấy là bây giờ mình mới tính lại một cái chuyện là như thế này, hiệu quả của cái xuất khẩu lúa gạo ấy nó không cao. Vì sao? Vì chúng ta cứ tập trung về sản lượng nhiều quá mà không tập trung với chất lượng. Bây giờ chúng ta rút xuống, chúng ta chỉ đứng thứ hai, thứ ba về xuất khẩu gạo, nhưng giá lúa gạo của chúng ta tăng lên từ 0,35, tức là coi như là tương đương khoảng độ 7.000 đồng tiền Việt Nam mình ấy, 7-8.000 đồng với một cân lúa. Bây giờ chúng ta lên 0,51 USD, tức là 0,51 trên một tấn đấy, tức là tương đương với khoảng 12.000 cho một cân. Thế thì là sản lượng của chúng ta thấp xuống, nhưng mà số lượng thì thấp xuống, nhưng mà giá trị sản lượng thì lại cao lên. Thì cái đấy là phát triển. Bây giờ Đảng và Nhà nước ta lại còn có những cái biện pháp mà lại chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho nó phù hợp. Ngay như ngày xưa cá ba sa với tôm, thẻ tôm, tôm nước mặn, tôm thẻ chân trắng, chúng ta còn nuôi theo cái phương pháp thủ công. Bây giờ chúng ta đầu tư vốn vào rất là nhiều để mà có như là phát triển nuôi tôm theo công nghệ cao. Bây giờ tất cả nông dân trồng nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long, thử hỏi người ta xem năm 2017, 2018 khi người ta áp dụng cái công nghệ nuôi tôm theo công nghệ cao thì bây giờ người ta thu hoạch như thế nào. Thế còn về thu nhập, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai về thu nhập bình quân một đầu người Việt Nam thì có thể nó tính còn chưa đúng, vì các anh nói về cái chuyện nông dân người ta làm ra bao nhiêu, người ta tiêu bằng tiền mặt không đúng. Nhưng số liệu thống kê để chúng ta báo với lại thế giới, để thế giới người ta xác nhận là đúng, thì là đến năm 2018 là thu nhập bình quân người dân Việt Nam là 2.540 đô la trên một năm, tăng thêm 450 đô la so với năm 2015. Tức là mỗi một năm là chúng ta tăng thêm được bình quân là 1,5 đô la. Đó là những con số thật mà thế giới nó phải công nhận. Đấy. Thế còn cái quan trọng nhất là đất nước Việt Nam phát triển hay không, để nhìn vào cái đầu tư của thế giới vào Việt Nam, thì thế giới người ta đầu, tức là vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thì đến nay là riêng trong năm 2018 này, tổng cộng là chúng ta đã tăng lên 18%, mà nó tương đương với khoảng độ 32 tỷ USD vốn đầu tư lúc này đầu tư vào Việt Nam. Và Việt Nam đến bây giờ đứng thứ 68 trên 190 nước về xếp hạng là vốn đầu tư nước ngoài cao và chất lượng và uy tín nhất ở trên thế giới. Uy tín so với xếp hạng uy tín đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chúng ta đứng lên thứ 68 rồi, vượt xa rất nhiều nước, thậm chí Mỹ bây giờ còn thua xa. Thế là cái thứ hai. Cái thứ ba thì anh ấy nói về cái chuyện đấy nhé, tôi bằng những số liệu tôi chứng minh là Việt Nam có phát triển hay không. Còn cái thứ ba thì anh cứ nói về cái chuyện là cái cơ cấu nền kinh tế, xin lỗi anh chả hiểu gì cái nước Việt Nam cả, mà anh toàn cứ nghe cái thông tin ở đâu về anh ấy về và anh nói về cái chuyện là không cho tư nhân phát triển. Không cho tư nhân phát triển, anh lấy một cái dẫn chứng của một cái ông đạo diễn nước ngoài nào ấy về làm một cái bộ phim Bụi Đời Sài Gòn ấy để chiếu ở đây. Xong ông bảo đấy là không cho chiếu vì là không cho nước ngoài đầu tư vào phát triển. Đầu tư về mặt phim ảnh, đầu tư về mặt văn hóa. Thì nước Việt Nam của tôi là một nước độc lập mà có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc có riêng với lại cái nước Mỹ của anh, mà trong khi đó anh đưa một cái bộ phim cực kỳ phản cảm, nó không có thật, cho mấy cái ông bụi đời vác dao bầu đi lang thang ở chợ Bến Thành ấy, thì anh bảo anh lên anh chiếu. Thì tôi nói thật chứ không biết là có ai đi xem không, người ta tò mò, nhưng mà chúng tôi không cần cái đoạn đấy. Chúng cần anh bỏ vốn vào anh làm phát triển này. Ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng ấy, đấy, ông có phải tư nhân không? Ông là tỷ phú mà được thế giới công nhận, thế bây giờ ông mang hết vốn về Việt Nam ông làm, thì ông muốn làm cái gì để coi như là đất nước Việt Nam phát triển thì là ông ấy làm nhá. Thế tôi nói với anh nghe là bây giờ ví dụ như là sau cái tòa nhà 81 tầng hình
bó cây tre ở Sài Gòn nhá, thì chuẩn bị bây giờ xây cái hơn 100 tầng ở ngoài Hà Nội đúng không? Để coi như Rồi. là cao tầng nhất trên thế giới. Thế cái đấy có phải phát triển không? Mà cái đấy có phải để cho tư nhân người ta làm không? Bây giờ nhà nước ta coi như khuyến khích tất cả mọi thành phần, thậm chí còn đưa ra một cái nghị quyết trong đảng đấy là gì? Cái thành phần kinh tế tư nhân ấy là một cái thành phần quan trọng hàng nhất. Đấy, và cũng như anh Siêu nói, tất cả các cái công ty coi như là ở nước ngoài, từ công ty cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lên là bây giờ người ta cổ phần hóa ấy. Nhà nước chỉ giữ lại những cái công ty mà do nhà nước đặt hàng, mà mang tính chất là coi như là an ninh quốc gia thôi, an ninh quốc Đúng. phòng, thì người ta mới giữ là của nhà nước. Thế còn lại là bây giờ là tư nhân người ta phát triển, thế là thế giới người ta phát triển nhiều chứ. Thế còn những cái ý kiến của các anh ấy nói, thế là anh Siêu ạ, thật ra mà nói là chả hiểu cái gì đâu, các anh cố tình xuyên tạc À, đúng không? để cho thôi. Còn coi như là tôi cảm thấy rất là hoan nghênh anh em cộng đồng mạng mình ở đây, với thậm chí cả như À. ở bên nước ngoài, phải nói là tất cả anh em chúng ta đều hiểu rất là tương đối là sâu sắc về cái tình hình phát triển kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân bên ngoài. Tôi có một cái câu chuyện vui mà của cái anh Trương Gia Bình, mà bây giờ anh cũng là tổng giám đốc của FPT, anh ấy nói về cái cảnh gọi là cái phong cảnh của cái hình ảnh của đời sống nhân dân Việt Nam của chúng ta. Thì ngày xưa chúng ta là có cái câu chuyện là như này này. Ngày xưa khi mà Cứ kinh để tế cho nó nghe cho nó hiểu ấy ạ, cứ để cho nghe nó hiểu, không cần ốc làm gì. khi mà kinh tế chưa phát triển thì người dân Việt Nam có một câu là như này: chúng ta ăn ở trong nhà nhưng mà đi vệ sinh thì ra ngoài vườn, đúng không anh Siêu? Ngày xưa đấy, còn bây giờ chúng ta toàn là thích ra ngoài vườn ăn thôi, nhưng mà đi vệ sinh thì kiểu gì cũng phải vào nhà đấy. Đời sống nó phát triển cái gì nữa. Thế thôi, Đúng cho chỉ không? có hai và ba cái ý để nói cho anh ấy biết cụ thể nó là như thế, con số nó là như vậy đấy. Để anh đừng có nói là không phát triển. Cái mà nông dân của anh nói là nông dân ở đây là anh thể hiện lên này, cái cơ sở vật chất của người nông dân Việt Nam người ta đang nắm giữ, nhà cửa các anh nói xây 3 tầng, phương tiện đi lại người ta có, điều kiện sinh hoạt của người ta coi như là ví dụ truyền hình, chưa kể đấy, bây giờ nhé, tôi nói với anh nghe nhé, bây giờ Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng internet cao nhất trên thế giới đấy. Đến bây Đúng. giờ là coi như là bây giờ chúng ta là riêng internet là có 90 triệu dân, mà chúng ta gần 60 triệu thuê bao internet rồi. Đấy là toàn là Dạ. nông dân cả đấy. Bây giờ thử nhìn một bà nông dân nào ra ngoài đồng mà không có cái điện thoại dắt ở trong 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 túi quần đâu. Kể cả cái ông đi đánh rậm đi mỏ ốc của kia cũng có điện thoại đấy, đừng có đùa. Chẳng qua À. là bây giờ thế thôi, thế tôi Bây chỉ giờ nói này. để cho anh À, em lên. em nói như này để cho mọi người hiểu một cái như này này. Việt Nam cái năm 80 ấy, là một trong 10 nước nghèo nhất thế giới. Nhưng bây giờ đã vượt qua bao nhiêu nước đứng hàng thứ 68 trên thế giới, có nghĩa là Việt Nam là phát triển. Chứ các anh ấy cứ muốn nước Việt Nam bây giờ bằng nước Mỹ thì các anh nghĩ mới nghĩ là phát triển hay sao? Đó. Các anh nghĩ là Việt Nam phải bằng nước Mỹ mới phát triển. Nếu Việt Nam, người Việt Nam mà thu nhập bằng nước Mỹ thôi nhá, bình quân bằng nước Mỹ nhá, thì tôi nói thẳng rằng là Việt Nam nếu so với giá trị cái tiền nước Mỹ mà thu nhập ở Việt Nam thì người Việt Nam nhà nào cũng có nhà cao, có đầy đủ, coi như là thì Việt Nam phát triển như thế nào rồi. Nếu Việt Nam bây giờ mà thu nhập bằng nước Mỹ thì lúc Việt Nam phát triển thì không biết là thế nào rồi, so với đồng tiền ở Việt Nam với Mỹ. Bây giờ Việt Nam chỉ có hơn 2.000 đô la thôi, 2.500 đô la cho một đầu người thôi, nhưng mà người Việt Nam đã đủ sống. Nhưng mà nếu như thu nhập bằng nước Mỹ mà cỡ khoảng cỡ từ 60 đến đến 100 đô la, à 100 nghìn đô la trong một năm nhé, thì tôi hỏi rằng là người Việt Nam sẽ như thế nào? Tôi hỏi là người Việt Nam sẽ như nào? Vậy thôi, tôi chỉ nói ví dụ như thế thôi để cho mọi người hiểu thôi. Thì ngay bây giờ người Việt Nam cho đồng tiền Việt Nam thôi, thu nhập có 2.500 đô la trên một đầu người mà đã coi Việt kiều trả ra là gì rồi. Vậy thì thử hỏi nếu như Việt Nam mà thu nhập bằng nước Mỹ từ 60
đến 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 100.000 đô la trong, thì thử hỏi rằng là Việt Kiều thì so với Việt Nam như thế nào. Đấy thôi, tôi chỉ nói bạn hiểu thế thôi. Đấy, sự phát triển hay không là phải nhìn vào thực tế. Một nước từ nghèo nhất thế giới bây giờ đã phát triển như nào rồi. Đấy, so đã vượt qua rất nhiều nước, đấy là phát triển. Đấy là ta nhìn thấy thực tế. Đấy, không cần nói nhiều. Còn các bạn không hiểu hoặc các bạn không muốn hiểu, các bạn cứ ngồi mà nghe, nghe đến bao giờ hiểu. Tôi không cần nói. Cứ ngồi nghe cho mới bao giờ hiểu thôi. Ừ, anh cứ kệ cho người ta nghe. Chỉ đúng, có điều... cứ kệ cho người ta. Đừng cho. Miễn là không chửi bệnh. Không chửi bệnh, không nói bệnh là được. Không, đấy, hôm nay mới mở diễn đàn lâu lắm rồi. Hôm nay em mở diễn đàn. Thì em mới mời một số người đó lên để cho mọi người nhìn thấy rằng họ phát biểu như thế. Thì nếu như họ cố tình mà phát biểu thế thì là sao không mời họ lên nữa. Đấy, như thế. Nhưng bây giờ bảo không mời họ lên, mà tự nhiên không mời họ lên, thì mình sẽ không biết nói thế nào cả. Họ cho là thế này khác, mình không dân chủ. Nhưng mà họ cố tình như thế thì mình sẽ không mời họ lên nữa. Vì cái cách họ hiểu như thế thì mình sẽ không mời nữa. Đấy là một lần thôi, lần sau. Đấy nhá. Còn cứ như bạn Tô Minh Nguyễn nói là Việt Nam nghèo. Đúng là Việt Nam chúng tôi vẫn còn nghèo. Tôi phải công nhận nó vẫn còn nghèo, chưa thể bằng Mỹ được. Nhưng mà nếu như Việt Nam, người Việt Nam thu nhập bằng Mỹ, thì thử hỏi các bạn so người Việt Nam như thế nào. Bây giờ Việt Nam chỉ có 2.500 một người đầu người thôi. Nhưng mà người Việt Nam đã đủ sống, sống một cách thoải mái. Đấy. Nếu như thu nhập như Mỹ thì bạn chỉ nghĩ rằng người Mỹ thì chạy theo Việt Nam còn chán. Thế nói cho bạn hiểu như thế. Thế thôi. Thế là các bạn tự hiểu. Một là nói như thế mới lại các anh này, này các anh cứ ngồi bên Ý xong rồi là các anh sùng Mỹ, xong là anh các cộng sản. Nhưng mà kể cả như cả các anh coi như là đến cả Tổng thống Trump đến, đến bây giờ cũng phải giật mình nhìn thế này. Chúng không phải tôi ca ngợi Trung Quốc gì đâu. Trung Quốc với lại chúng tôi thì cũng là có quan hệ tốt cũng như là quan hệ với Mỹ. Nhưng mà các anh cũng giật mình đấy. Không cẩn thận thì mai mốt thì cái cộng sản Trung Quốc ấy, kinh tế nó còn vượt hẳn lên các anh đấy. Đúng. Mà không cẩn thận đấy. Pháp bây giờ là họ đang coi như là muốn có một chính phủ như chính phủ Việt Nam đấy. Họ đang biểu tình như thế đấy. Rồi tới đây Mỹ có khi cũng còn như thế. Đấy. Lúc đó thì các bạn nghĩ sao? Đấy thôi. Không nghĩ đâu. Một khi đến Mỹ. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là bây giờ kể cả như là các cái tổ chức phi chính phủ của thế giới nó tính toán về cái chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam ấy, hay là cái môi trường đáng sống hay không. Thế bây giờ nói chung là người Việt Nam là coi như không bao giờ bị cái đoạn là bị chết này, bị coi như là sức ép về công việc mà phải đến mức đi tự tử. Không có đâu. Còn những cái thống kê về ung thư, thống kê về sạch bẩn thì các anh biết rồi. Mà bản thân các anh có sung sướng gì đâu mà các anh chê. Các anh kể cả bây giờ lên live stream thì các anh phải chạy nhông nhông ngoài đường, các anh làm việc. Các ngồi đàng hoàng như chúng tôi đi làm chỉ 8 tiếng rồi xong về. Chúng tôi ngồi là chúng tôi tán phét với nhau được. Thoải mái. Đúng. Các anh bây giờ các anh lên live stream, các anh chạy nhông nhông ngoài đường, ngồi trên xe ô tô thì có nhà đâu mà ngồi. Thế cố cãi để làm gì? Các anh kiếm cái gì ở đây? Tôi nghĩ là các anh đi kiếm cái gì ở đây à, đúng không? Đi chửi bới kiếm cái gì à, hay là ai thuê chửi chứ? Còn những người nói đúng là này, các bạn là bao que thì các bạn ấy cố tình để phá rối đất nước Việt Nam, chúng tôi hiểu là như thế. Nên tại sao vậy, chúng tôi không muốn mời mà các bạn càng ngày càng cô lập. Đấy, nên nhớ là càng ngày càng cô lập nếu như các bạn cố tình. Đấy, người Việt Nam sẽ không đón chào. Mà các bạn nên nhớ là gốc của các bạn là người Việt Nam. Mà người Việt Nam sẽ không đón chào các bạn. Thì các bạn nghĩ sao? Thế thôi. Tôi Minh Nguyễn bảo là năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Ok. Cứ đợi đi. Cứ đợi đi. Cứ đợi đi. Đợi đến 2020 xong rồi gặp lại nhá. Rồi gặp lại rồi Hương Huy sẽ nói nhá. Các bạn ạ, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Chắc ba con cờ thì cờ ba sọc. Cờ ba sọc thì bây giờ anh. Thôi thôi để tôi xuống đi để cho người khác người ta vâng, lên. Vâng vâng. Xin chào anh nhá. Rồi xin chào anh. Hãy nên nhớ các bạn, nếu các bạn cố tình đấy, thì các bạn không bao giờ tôi mời các bạn lên nói chuyện, các bạn cứ nghe và tìm hiểu cho nó kỹ đi. Đấy. À đây Phùng Sinh Quý muốn lên được, tôi cho mời Phùng Quý lên một lúc nữa, một tí nữa thôi tôi cũng hết thời gian live stream rồi, cho Phùng Quý lên là kết thúc diễn đàn này. Thế thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa.
Để cho các bạn mai tôi lại mở. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ mở. Mở nhưng mà để cho các bạn nghe. Các bạn nghe nhưng mà hiểu ra. Đấy, được làm tỉnh của Trung Quốc ấy thì lúc ấy thì tính sau. Đấy. Có nói thẳng một câu là người Trung Quốc người ta cũng sợ người Việt Nam chứ thành một tỉnh của Trung Quốc lắm. Trung Quốc cũng sợ lắm. Sợ Việt Nam lắm. Chứ đừng có nói các bạn nói là thành một tỉnh của Trung Quốc không phải dễ đâu. Alo, chào chào chú. Nghe rõ chưa? Rồi, nghe rõ rồi. Nói đi. Cháu xin chào tất cả mọi người. Vì hôm nay bên bên cháu là tắt điện rồi, cháu vừa ngủ. Được một tí. Ok. Cháu lại thức, cháu lại nghe nói chuyện. Vừa nãy cháu có ngủ tí mà cháu lại thức. Thì để cháu nói với mấy vị ở bên hải ngoại. Mấy vị bên hải ngoại là muốn đấu tranh, mà đấu tranh thì phải có nhân dân. Đúng. Mà đấu tranh mà lại không biết cách đấu tranh mà lại đi chửi nhân dân, chửi trong nước, mà như cháu hoặc là chú hoặc là tất cả mọi người đều là nhân dân thôi, mà là không giữ được, không làm sao để thu hút, để thuyết phục được những cái người dân như chú cháu mình thì làm sao mà đấu tranh được. Đúng. Họ muốn đấu tranh thì họ phải thuyết phục được chú cháu mình. Đúng. Đấy, họ phải thuyết phục được chú cháu mình thì họ mới đấu tranh được. Vì cái gì cái người ta cần phải có nhân dân. Mà nhân dân thì chú cháu mình là nhân dân rồi. Ừ. Mà bây giờ họ không thuyết phục được chú cháu mình thì họ làm sao mà làm được cái gì? Đúng. Họ nói không có sự thật. Họ muốn đấu tranh được ấy thì họ phải nói thật. Đúng. Muốn lật đổ được cộng sản thì phải lấy được lòng nhân dân, đúng không? Phải lấy được lòng nhân dân. Đúng. Phải thuyết phục được chú cháu. Bây giờ phải làm sao để chú cháu mình nghe theo họ chứ. Đúng. Mà họ nói làm sao mình làm sao để mình theo họ thì họ mới có đồng minh. Họ không có đồng minh, họ lấy cái gì, lấy ai để mà lật đổ được cộng sản? Sao những người này họ không nghĩ như thế nhỉ? Họ muốn lật đổ mà họ không thuyết phục được chú cháu mình. Tôi dám nói cho bạn biết là này, nếu như mà Việt Nam, Trung Quốc mà sát nhập mà Việt Nam vào một tỉnh của Trung Quốc thì bản thân Trung Quốc sẽ mất nước. Dân Việt Nam sẽ giải phóng cả Trung Quốc luôn. Chứ đừng có nói. Cháu nói như này này, mấy người ở bên Cali ấy, không cần nên lo ở chỗ Cali trước đi. Chứ nên lo ở Việt Nam xa xôi quá, nửa vòng trái đất. Đúng. Lại sao lại đi lo cả một cái trời đông, họ ở trời tây mà họ đi nó tận trời đông. Nên chỗ Cali ấy, bang Cali là đấy, tàu nó vào nó mua đấy, bùi phát. Đúng. Nó bán cho tàu đấy, sao không đi mà giữ đấy. Đúng. Ngay người Việt ở Mỹ thì dần dần không khéo là không còn chỗ mở, không còn chỗ mà để thuê cái chỗ đất để mở để cái homestead mở nữa cả. Tàu nó sẽ mua hết. Rõ ràng là một năm cái tiểu bang Cali đấy. Mà cả đất nước Mỹ thì có khoảng 2,5 triệu người Việt Nam ở đấy. Thì lại có tới 5-7 chính phủ, tận có khi lên tới 10 chính phủ. Ông nào cũng xưng là tổng thống, không có đoàn kết thì làm sao mà để chống lại được cái bọn Trung Quốc ở bên Cali. Mỗi người một phe, một đảng như thế. Bây giờ họ muốn, trước tiên ấy, họ muốn chống Trung Quốc thì họ phải chống ngay ở bên Cali trước. Họ làm sao họ phấn đấu để chống, có nhiều người Việt Nam đi làm lãnh đạo cấp tiểu bang cho đến cấp liên bang của Mỹ ấy, vào tận bộ máy chính phủ Mỹ ấy, để có cái thế, có thể vị thế ở đấy, gây sức mạnh ảnh hưởng của chính trị Mỹ. Nhưng ngày trước có ông Ngô Kỷ đấy vào dòng chính của Đảng Cộng Hòa của Mỹ đấy. Nhưng mà một mình ông Ngô Kỷ làm được gì? Mà trong khi ông Ngô Kỷ lại đi chống Việt Nam, chống phá nhà nước Việt Nam đấy, lại ra những cái nghị quyết này vào hùa với tổng thống George Bush vừa chết đấy, Bush cha vừa chết, đi vào chống phá nhà nước Việt Nam. Hỏi làm sao mà bây giờ đấy, cuối cùng Ngô Kỷ cũng phải đầu hàng đấy. Một mình Ngô Kỷ làm gì được, mà trong khi đi không đi chống Trung Quốc, đi chống Việt Nam, bây giờ phải đầu hàng.
tại sao à, không bây giờ này à, cho chú xin phút để chú trả lời với nị Cuba này, ba khu này. Nhà tôi là người dân nghèo Việt Nam, nhưng nếu mà các bạn mà lấy được lòng của như những người nghèo như tôi ấy, thì các bạn hãy nói. Còn bạn không lấy được lòng những người nghèo của tôi thì các bạn đừng nói làm gì cả. Đấy, đừng nên nói, vì tôi là người nghèo, tôi thực sự là người nghèo ở Việt Nam. Đấy, còn những người khác người ta giàu hơn tôi rất là nhiều, không người dân khác chưa nói, không cứ thì những người nào mà tôi nói thật, những cán bộ ở đây không phải là nói như bạn là không phải ai, những người cộng sản nào họ cũng tham ô, chỉ có một số thành phần nào đó dần dần sẽ bị loại bỏ, đất nước Việt Nam sẽ không ưa những người đó, nhân dân Việt Nam sẽ không dung túng những người như thế, và nhà nước Việt Nam cũng không dung túng những người thuộc dạng là như cán bộ tham ô thoái hóa biến chất đó. Đấy, nên nhớ như nha. Còn bây giờ bạn muốn về Việt Nam mà bạn mà sống theo chống phá đất nước thì trước sau thì bạn cũng, nếu bạn thì không có cửa về Việt Nam, mà có về Việt Nam thì cũng vào nhà đá bạn ngồi thôi. Đấy, còn bạn bên Mỹ bạn muốn chống phá cái gì thì bạn ở bên Mỹ bạn chống phá. Đấy, bạn chỉ nói mồm bên Mỹ được thôi, chứ thực tế bạn về Việt Nam bạn không thể chống phá được đâu. Đấy, nói thế bạn thấy thôi. À, xin mời cháu nói một chút đấy thì chú cũng xin nghỉ nhá. Thì đấy thì cháu nói tiếp, họ nói là một đảng thì nó có chỉ một phe phạm một phe, nếu như nhiều đảng thì lại thành nhiều phe thì lại không có đoàn kết, làm gì mà có đoàn kết. Mà nhá, người ta nói là ở Việt Nam thì những người làm cán bộ toàn là con cháu, con ông cháu trai, nó có vây cánh của nó. Thì ở nước nào nó cũng thế, ngay cả nước Mỹ, ông Donald Trump cũng đưa con rể của ông lên làm trong bộ máy, trong chính phủ của Mỹ. Đúng. Mà cái phe của ông Donald Trump ấy toàn là người 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 thuộc phe của ông hết, trong bộ máy chính phủ của ông là toàn phe của ông hết, phần lớn là phe của ông, phe cộng hòa của ông. Như ông ở dưới cấp hạ viện thì là phe dân chủ, nhưng mà thượng viện thì lại ông do phe cộng hòa, đảng cộng hòa nắm quyền. Đúng. Chứ không phải phe của ông nhiều hơn không, đó là cũng là một phe, cũng có vây cánh với nhau, nước nào nó cũng thế. Ngày xưa ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, gia đình chị đấy của bọn Ngụy đấy là một cái gia đình chị. Đó. Bên nói điển hình như là bên Ba Lan ở châu Âu đấy, có một thời gian cả hai anh em lên làm, một người làm tổng thống, một người làm thủ tướng cùng lúc, đấy cũng là gia đình chị. Cuba nó cũng thế, hai anh em đều làm chủ tịch. Mình không cần phân tích những cái dài dòng như làm gì nhiều. Mình thấy à, đất nước Việt Nam nếu như càng ngày càng sụt lùi thì dứt khoát là cái nhà nước, những người lãnh đạo đó họ sẽ không được lòng uy tín của người dân, thì người dân sẽ không ủng hộ họ. Còn nói nếu gì? Như đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển thì tự nhiên nhân dân người ta sẽ ủng hộ cái nhà nước đó, cái chính phủ đó, đúng không? Đấy, thế thôi. Thì chính phủ đó càng ngày càng vững mạnh, dù các bạn ở bên đó các bạn có chống phá bao nhiêu chứ nữa thì càng ngày nhà nước càng vững mạnh mà thôi. Nếu như đất nước vì dân, lo cho dân ngày càng vững mạnh là được nhân dân ủng hộ, có thế thôi. Chúng đa số người dân ủng hộ là được. Cháu không hiểu sao họ càng chống phá thì lại càng có nhiều người trẻ ở trong nước lên phản biện với họ, càng họ càng chống phá thì lại càng xuyên tạc thì lại càng ngày càng có nhiều người trẻ lên phản biện và chống lại họ. Đúng. Ý bạn cháu là bạn cháu ở trên mạng của bạn cháu là nick face của cháu này, rất nhiều người. Đúng. Bạn trẻ lên chống lại. Đúng. Cái bài đây này nói cho bạn biết là ngay cái bọn chống cộng cực đoan bên Mỹ càng ngày càng ít đi, chống cộng cực đoan bên nước là càng ngày càng ít đi, mà Việt Kiều về đầu tư ở đất nước càng ngày càng nhiều lên. Đấy, các bạn nhìn thấy thực tế thôi, các bạn biết thôi. Còn các bạn chống phá thì cái đó là việc của các bạn, chúng tôi cũng không ngăn cấm được các bạn. Nhưng mà rồi các bạn phải nhìn thấy trên thực tế. Đấy. Trước sau gì các bạn cũng nhìn thấy thực tế của đất nước. Đấy, có vậy thôi. Tôi chỉ cần nói thế thôi, còn bây giờ phân tích các bạn nhiều thì các bạn cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Các bạn chẳng làm được cái gì cả. Các bạn có cố tình hiểu hay không, hay là cố tình không hiểu, đó là tùy các bạn. Thế thôi. Đấy. Thôi chú xin diễn đàn xin tạm nghỉ. Ngày mai tôi mở diễn đàn tiếp nha. Rồi ngày mai chú lại mời lên tiếp nha. Xin chào cháu và chào tất cả mọi người.